ta đã cảm nhận được hơi thở của nó. Thiên Vu thần nữ đang ngầm nói đến nửa tà thi Diêm Vương. Phong Phi Vân ngước nhìn trời sao, nói. Sát vân cái thiên tà khí nuốt trời sao rất nhanh sẽ buông xuống mảnh đất này. Nó mang theo căm hờn mà đến, người chết trước sẽ là nàng và ta, sau đó là mảnh đất này. Thiên Vu thần nữ hờ hững với sống chết của mình, nhưng nàng rất quan tâm mạng sống của người khác. Ngươi và Diêm Vương có ân oán. Lúc trước Phong Phi Vân cho Thiên Vu thần nữ lời bình là, nữ nhân lương thiện đến ngốc nghếch. Phong Phi Vân biểu hiện bình hẳn, hắn lấy thiên nhất thánh bình ra, cười nói. Bởi vì một nửa thi thể của Diêm Vương nằm trong tay ta, nên người thứ nhất Diêm Vương tìm đến chính là ta. Mắt Thiên Vu thần nữ chớp chớp. Không hủy diệt được. Phong Phi Vân ngừng một lúc. Có một cách, nếu có thi vương thi biến lần thứ năm, có thể lợi dụng lúc nàng đột phá, hết thi khí, phân giải xác Diêm Vương thành thi khí, luyện hóa vào cơ thể nàng. Thì ra ngươi đến đại diện nữ ma làm thuyết khách. Tuy Thiên Vu thần nữ lương thiện nhưng nàng không ngốc. Suy tư thật lâu sau nàng mở miệng nói. Phong Phi Vân, ngươi dám bảo đảm nữ ma không phải là Diêm Vương thứ hai không? Phong Phi Vân trả lời. Không thể. Tiêu Nặc Lan vì đột phá thì biến lần thứ năm có thể biến hàng ức người sống trong Nam Thái Phủ thành thi tà, từ đó thấy được nàng tuyệt đối không có lòng thương hại. Tiêu Nặc Lan có thể vì tu luyện mà hủy diệt Nguyên Vương Triều. Phong Phi Vân tiếp tục bảo. Nhưng có một điều có lẽ nàng không biết. Tên thật của nữ ma là Tiêu Nặc Lan, là tu sĩ đạo gia đơn thuần nhất, nàng ta tu luyện một loại đạo môn kỳ công tam thi trảm đạo. Chúng ta thấy nữ ma chỉ là ác thi, bây giờ nàng là thiện thi, bản tôn bắt đầu dung hợp với ác thi. Một khi tam thi hợp nhất, nàng ta sẽ biến về Tiêu Nặc Lan ban đầu. Phong Phi Vân nghĩ một đằng nói một nẻo, nếu nữ ma thật sự có thể biến trở về Tiêu Nặc Lan mới là chuyện lạ, Phong Phi Vân nói câu đó chỉ để thuyết phục Thiên Vu thần nữ. Thiên Vu thần nữ hỏi. Thật không? Phong Phi Vân hít sâu, bộ dáng như ngươi lương thiện nhất lo nước lo dân. Ta chưa từng lừa ai. Giải quyết Thiên Vu thần nữ xong Phong Phi Vân nhẹ lòng một nửa. Có cường giả đỉnh cao như Thiên Vu thần nữ, Diêu Cát tọa chấn, dù vô cực chủ thượng, đại phạm thiên tự mình đến cũng không đỡ được. Điều duy nhất Phong Phi Vân không chắc là đám chân nhân bên thần linh cung. Theo Phong Phi Vân biết thì nội tình thần linh cung tương đương tụ tập gần một nửa chân nhân ngũ đại vương triều, không đơn giản chỉ có hai vị cung chủ. Bây giờ chỉ có thể như vậy, đây là cuộc chiến đỉnh cao nhất ngũ đại vương triều, tồn tại đẳng cấp chân nhân mới đem lại tác dụng. Những người khác đi tới búng tay một cái là thành cho ngay. Tuy Tiêu Nặc Lan chưa thi biến lần thứ năm nhưng Phong Phi Vân dự đoán được khi ấy sẽ có rất nhiều cường giả ra tay. Phong Phi Vân không cầu đánh lui hết đám cường giả này. Miễn là cố chống đến lúc Tiêu Nặc Lan hoàn thành thi biến lần thứ năm thì xem như thành công. Phong Phi Vân triệu hoán thanh đồng cổ thuyền chuẩn bị quay về thi thành bài bố mấy trận pháp cường đại. Thiên Vu thần nữ, La Ngọc Nhi theo Phong Phi Vân đứng trên thanh đồng cổ thuyền. Hai nữ nhân yên tĩnh như hai đóa bách hợp thanh tú. Phong Phi Vân cứ liếc Thiên Vu thần nữ, vẻ mặt đăm chiêu. Hai người dù gì từng rất thân thiết, không thể hờ hững như hai kẻ xa lạ. Ít nhất Phong Phi Vân nghĩ vậy. Nhưng Thiên Vu thần nữ biểu hiện thản nhiên như chưa từng có dính líu gì với Phong Phi Vân. Cuối cùng Phong Phi Vân chán nản đứng trên thanh đồng cổ thuyền, nhìn xuống dưới núi sông. Phong Phi Vân chợt thấy cảnh quen thuộc, lòng máy động. Thiên Vu thần nữ hỏi. Tại sao đột nhiên dừng lại? Phong Phi Vân nói. Ta chợt nhớ có một mỹ nữ thiếu ta một nhân tình, sau chuyện này ta sẽ không ở lại thần tấn vương triều nữa. Không thể lãng phí nhân tình, nên khiến nàng ta trả lại. Phong Phi Vân đang nói đến lão bản nương linh vực khách điếm, Mạc Giao Giao. Phong Phi Vân không nhớ Mạc Giao Giao ngay bởi vì không cảm thấy nàng giúp được gì. Không có tu sĩ cường đại nào rảnh đến mức đi mở khách điếm, hơn nữa đó là một tu sĩ cực kỳ xinh đẹp. Nhưng thanh đồng cổ thuyền đi ngang qua linh vực khách điếm, Phong Phi Vân nảy ý khiến Mạc Giao Giao trả lại nhân tình. Dù Mạc Giao Giao không giúp được gì nhưng ít nhất có thể trấn lột một xó ao linh thạch. Khiến Phong Phi Vân bất ngờ là lão bản năng xinh đẹp nghe hắn nói xong tỏ vẻ nhiệt tình, chớp mắt lia. Ngươi thật sự có cổ trận đài bí mật có thể rời khỏi thần tấn vương triều. Phong Phi Vân biết Mạc Giao Giao là yêu, không thể đi thần linh cung cổ trận đài. Bởi vì thần linh cung cổ trận đài kết nối với Trung ương vương triều thứ 6, Mạc Giao Giao đi ra đầu bên kia sẽ gặp cường giả Trung ương vương triều tiêu diệt.
Phong Phi Vân nắm giữ cổ trận đài tương đương đặt đầu ra ở nơi bí ẩn, sẽ không bị cường giả Trung ương Vương Triều thứ 6 phát hiện. Nhưng Mạc Giao Giao làm sao đến thần tấn Vương Triều được? Không hiểu nổi, nàng là một yêu tộc bí hiểm. Phong Phi Vân nói thẳng. Đương nhiên có một tòa cổ trận đài, là mẫu thân của ta bày ra. Nếu không nàng nghĩ mẫu thân của ta làm sao rời khỏi thần tấn Vương Triều. Ha 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 ha. Mạc Giao Giao vui vẻ nhảy nhót, đồng ý ngay đi thi thành cùng Phong Phi Vân. Đổi lại Phong Phi Vân phải hứa giúp Mạc Giao Giao lén đến Trung ương Vương Triều thứ 6. Rốt cuộc có thể rời khỏi thần tấn Vương Triều nhỏ xíu xiu này, Mạc Giao Giao không vui sao được. Phong Phi Vân lại thấy thất vọng, hắn định bụng sẽ trấn lột linh thạch, ai ngờ kết quả suôn sẻ thế này. Mạc Giao Giao có thể giúp được gì? Ai, đành mang nàng theo. Phong Phi Vân chở một thuyền mỹ nhân trở lại thi thành. Tất Ninh Soái đi ra đón tiếp thấy mấy mỹ nhân tuyệt sắc bước xuống thanh đồng cổ thuyền thì xoe tròn mắt, cảm thấy Phong Phi Vân không giống đi mời cao thủ mà là đi cua gái. Biểu tình Tất Ninh Soái kỳ lạ, nuốt nước miếng, hắn giọng hỏi. Cái, này, Phong Huynh, mấy vị này là trợ thủ ngươi tìm đến. Mạc Giao Giao mặc hồ cừu. Lăng la gấm vóc, tóc dài cài mấy trang sức lấp lánh sáng, ôm chó sư tử trắng tinh đáng yêu. Mạc Giao Giao tựa như thiên kim tiểu thư đại gia tộc đi chơi. Thiên Vu thần nữ thì linh động mà tự nhiên, dịu dàng khuynh thành, cho người thu thủy là cơ ngọc là cốt, tiên tâm động lòng người, bộ dáng hiền lành. La Ngọc Nhi theo sử dụng Thiên Vu thần nữ, xấu hổ rụt rè, đặc biệt khi nhìn Phong Phi Vân có vẻ hơi sợ. Phong Phi Vân nhìn ba nữ nhân sau lưng mình. Không cảm thấy có gì lạ. Phong Phi Vân gật đầu, nói. Đúng rồi. Tất Ninh Soái khẽ thở dài. Ta trực giác có chuyện không may. Tất Ninh Soái đổi giọng. Dù sao thời gian rèn luyện 10 năm của ta sắp kết thúc, khi đó tu vi của tiểu gia phục hồi trực tiếp rời khỏi thần tấn Vương Triều, các người thích gây chuyện như thế nào thì tùy. Một đám không đáng tin. Tất Ninh Soái không xem trọng mấy trợ thủ Phong Phi Vân tìm đến, gã không thấy yên tâm chút nào. Không biết Mao Ô Quy làm sao bò lên đến đỉnh chóp thi thành được. Mao Ô Quy đứng trên một tảng đá, duỗi cổ 45 độ ngước nhìn trời, giữ yên không nhúc nhích như con rùa đá. Mao Ô Quy nói, đừng sợ, còn lão phu ở đây, đủ ứng đối mọi nguy hiểm. Xì, 1000 năm mới ra tay được một lần. Tất Ninh Soái xá đuôi Mao Ô Quy lên quay hai vòng ném bay ra ngoài. Tiểu tà ma không liên lạc Phong Si. Sau khi gã độ thi kiếp lần thứ tư thì mất tích. Phong Phi Vân hơi thất vọng, nếu có Phong Si là thêm một cường giả. Ba ngày sau, nữ ma, Diêu Cát dựng xong linh thạch đài. Mỗi người bận rộn hơn, người tu vi cường đại đều cảm nhận được mấy hôm nay có vài khí thế khổng lồ xẹt qua bầu trời thi thành, ngoài màn trời thấp thoáng mấy bóng dáng xa lạ. Tiêu Nặc Lan sắp thi biến lần thứ năm, làm dây thần kinh mỗi người căng cứng. Dù sao thì vương đệ ngũ biến rất khủng bố. Hoàng tộc thần tấn Vương Triều hay thần Linh Cung đều không cho phép mối uy hiếp đó thành hình. Đặc biệt là thần Linh Cung, bọn họ xem như là chủ nhân mảnh đất này. Bây giờ có người muốn khiêu chiến địa vị chí tôn của thần Linh Cung, bọn họ không cho phép chuyện này xảy ra. Phong Phi Vân đứng trên tường thành trông về phương xa. Nữ ma đã bắt đầu. Bốn phía là các thi tà tam biến, vô số đại quần thi tà tụ tập dưới hành. Dương mắt nhìn Chí Tàng Đại Sư thi khí kéo dài đến cuối trời. Tiểu tà ma kéo ghế đặt sử dụng Phong Phi Vân, mỉm cười nói. Ca, ngồi đi. Phong Phi Vân vuốt đầu tiểu tà ma. Ngoan quá. Ngày xưa là bé con giờ đã lớn lên xinh đẹp như vậy, chỉ lùn hơn hắn nửa cái đầu. Phong Phi Vân ngồi xuống ghế, mắt lóe tia lửa. Phong Phi Vân ngước nhìn bầu trời xám đe, cười khẩy nói. Đến rất mau. Con người Phong Phi Vân bắn ra hai ánh sáng chói mắt như hai tia chớp đỏ rực đâm thẳng vào không trung. Cách thi thành 300 dặm, một bóng đen bị kéo ra. Bóng đen chỉ dừng lại trong không trung giây lát sau đó nhanh chóng thụt lùi, muốn chạy trốn khỏi nơi đây. Bóng đen siêu nhanh, từng lũ quỷ vụ lượn lờ quanh thân. Các loại khí tượng hoàng tuyền, địa ngục, hàn tỏa vần quanh bóng đen, nơi bóng đen đi qua mặt đất ngưng tụ một tầng băng tịnh. Còn muốn trốn. Phong Phi Vân bay ra ngoài. Khoảng cách 300 dặm đối với Phong Phi Vân bây giờ chỉ là giây lát là đến. Mao Ô Quy đứng thẳng như con vịt nhỏ trắng tinh, thanh âm như con vịt hét với Phong Phi Vân. Đó là quỷ vương tứ kiếp, người muốn chết sao?
quỷ vương tứ kiếp sức chiến đấu yếu nhất cũng cỡ niết bàn đệ nhất trọng thiên. Phong Phi Vân giờ mới chỉ là đỉnh thiên mệnh đệ cửu trọng, không đánh lại cường giả niết bàn đệ nhất trọng thiên được. Phong Phi Vân đã ra tay, hắn lấy hỏa luân dương ra, dẫn động thần uy vô thượng trong linh khí tứ phẩm, luyện đất đai quanh người hắn. Phong Phi Vân tấn công trước, vung linh khí tứ phẩm. Quỷ vương tứ kiếp thấy chỉ một mình Phong Phi Vân dượt theo thì dừng bước, cười gằn. Muốn chết. Ầm ầm. Quỷ vương tứ kiếp tung quy vân biến thành quỷ đồ, nhưng quỷ đồ bị Phong Phi Vân công phá. Hỏa luân dương đánh vào người quỷ vương tứ kiếp, hất bay nó. Đây là lực lượng một mình Phong Phi Vân, hắn không sử dụng 53. Trên người quỷ vương tứ kiếp bốc cháy ngọn lửa nhưng bị khí âm hàn của nó dập tắt. Sao có thể như vậy? Rõ ràng ngươi không đột phá niết bàn đệ nhất trọng thiên. Không cần cảnh giới niết bàn cũng có thể trấn áp ngươi. Huyết nhân thần quán bay ra ngoài, huyết khí đầy trời bắn lên nhuộm mảnh đất này thành thế giới máu. Hỏa luân dương hoàn toàn bộc phát uy lực kinh thiên, như núi lửa rực cháy bay trong không trung, thiên địa hóa đồng lô. Phong Phi Vân điều khiển hai linh khí tứ phẩm vẫn dư sức, các ngọn núi lớn sụp đổ, các dòng sông bị chém đứt. Đây là chiến đấu đẳng cấp chân nhân, tạo thành sức phá hoại cực kỳ khổng lồ. Mao Ô Quy, Tất Ninh soái ngây người, không ngờ Phong Phi Vân có thực lực đánh nhau với chân nhân. Tất Ninh soái lẩm bẩm. Biến thái quá, bán yêu trong Trung ương Vương triều thứ 6 toàn là quần thể yếu, tại sao lại có kẻ siêu như vậy? Có thể vượt qua một đại cảnh giới tranh phong, thuộc vòng nhân kiệt đỉnh cao nhất trong Trung ương Vương triều thứ 6. Tất Ninh soái cảm thấy nếu Phong Phi Vân đi Trung ương Vương triều thứ 6 chắc chắn sẽ khuấy động gió mây, sẽ khiến nhiều người khinh thường bán yêu phải hối hận. Phong Phi Vân cực kỳ mạnh mẽ, dồi dào sức mạnh như dùng mãi không hết. Cuối cùng Phong Phi Vân trấn áp quỷ vương tứ kiếp dưới huyết nhân thần quán. Phong Phi Vân trên cao nhìn xuống quỷ vương tứ kiếp. Nếu ta đến cảnh giới niết bàn thì không cần rắc rối trấn áp ngươi thế này. Thân quỷ của quỷ vương tứ kiếp bị đánh thủng lỗ chỗ, nó cũng là đẳng cấp bá chủ không ngờ bị nhân loại chưa đột phá cảnh giới niết bàn kiềm chế. Quỷ vương tứ kiếp cười khùng khục. Chân thân chủ thượng đã xuất quan, các ngươi đều sẽ chết. Quỷ vương tứ kiếp ngước nhìn bầu trời. Phong Phi Vân có trực giác không may. Trên bầu trời đột nhiên bay ra một mắt quỷ khổng lồ, con người đen thui như vòng xoáy thiên vũ, tự nhiên sinh ra. U minh quỷ nhãn. Phong Phi Vân không dám ở lại lâu, hắn túm quỷ vương tứ kiếp quay về thi thành. Mắt quỷ trên bầu trời mang theo năng lượng vô cùng khổng lồ như ngôi sao màu đen phập phình ngăn cản Phong Phi Vân về thi thành. Vô cực chủ thượng, chỉ bằng vào phân thân mà muốn ngăn cản ta. Mơ tưởng viễn vông. Một tay Phong Phi Vân cầm quỷ vương tứ kiếp, tay kia triệu hoán quan tài hoàng thạch ra. Quan tài hoàng thạch bay lên cao, đánh bay u minh quỷ nhãn đi. Giây sau Phong Phi Vân đã đứng trên tường thành, người có một giọt quỷ vương hủ khí, là âm phệ chi khí thẩm thấu từ u minh quỷ nhãn. Nếu là chân nhân bình thường dính phải âm phệ chi khí sẽ gặp tổn hại nặng, bị ăn mòn thân hình. Phong Phi Vân vận chuyển kim tàm Phật khí một vòng là tịnh hóa sạch âm phệ chi khí. Phong Phi Vân ném quỷ vương tứ kiếp cho Diêu Cát. Tặng nàng. Diêu Cát không khách sáo, cưỡng ép tế luyện quỷ vương tứ kiếp thành viên quy đan, cất đi. Vù 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 vù. Trong thi thành, bên dưới thiên tôn vô lượng tháp bắn cột sáng chói mắt phá tan tầng mây, đâm thẳng 9 tầng trời. Đứng cách mấy vạn dặm vẫn thấy rõ cột ánh sáng này. Thi khí nguyên Nam Thái Phủ bắt đầu dâng lên, cẩn thận tụ tập gần cột sáng. Dưới lòng đất Nam Thái Phủ, dòng sông máu chảy xiết bắt đầu chảy ngược, giống như mạch máu đổ về thi thành. Đây là máu của ức vạn thương sinh Nam Thái Phủ, toàn bộ lắng đọng dưới đất biến thành sông. Ngưng tụ huyết khí của các sinh linh lại nhập vào người Tiêu Nặc Lan. Giờ phút này, bên ngoài thi thành không còn bình tĩnh. Quỷ vân đen kịt kéo đến che kín bầu trời. Bên trong có vô số tinh quỷ hiện lên, số lượng khó thể thống kê. Trong đó có năm khí thế đặc biệt khổng lồ, mạnh mẽ hơn quỷ vương tứ kiếp vừa rồi bị Phong Phi Vân bắt. U minh quỷ nhãn lại hiện ra, u minh quỷ nhãn lơ lửng trước đại quân quỷ hồn. Diêu Cát đứng trên tường thành, sóng mắt đa tình. Vẻ mặt không sợ hãi ngược lại cười nói. Lần này vô cực quỷ lĩnh dốc hết lực lượng ra. Nơi khác, Tử Nhục Hòa Thượng ôm vò rượu to, miệng lầu bầu than thở bị Phong Phi Vân hố. Thiên Vu thần nữ biểu hiện rất bình tĩnh, mọi chuyện không làm nàng dao động. Mặc Giao Giao hưng phấn nói. Ta cảm nhận được 1, 2, 3, 4,
thật nhiều khí thế khổng lồ. Oa, không ngờ Ngũ Đại Vương triều có nhiều cường giả như vậy. Sau lưng Mạc Giao Giao có ba thú con, nàng mang theo từ linh vực khách điếm. Phong Phi Vân đã thấy qua ba con thú con, một heo con mọc vảy, một con thỏ màu đỏ rực, một con cọp hoa ban đi bằng hai chân. Dường như Mạc Giao Giao là loại nữ nhân rất thích động vật. Mao Ô Quy rất quen với con thỏ đỏ. Con thỏ đỏ khá ngoan, rất nhanh bị Mao Ô Quy khôn lõi lừa một củ cà rốt. Dây thần kinh Phong Phi Vân căng thẳng không dám thả lòng. Đột nhiên có hơi thở khổng lồ tỏa định hắn, làm Phong Phi Vân dùng mình, sống lưng lạnh toát như bị rắn độc theo dõi. Cách xa 8.000 dặm, một trường mâu dài bắn hướng Phong Phi Vân. Có cường giả cái thế định cách hư không giết Phong Phi Vân. Quan tài hoàng thạch bay ra ngoài ngay, muôn vàn tà văn sáng lấp lánh trên quan tài cổ, các bức tranh biến đổi trong hư không thành thần đồ cổ xưa ngăn lại trường mâu. Quan tài cổ rung mạnh, bên trong phát ra tiếng xích sắt. Nắp quan tài mở ra, một sợi xích thô cỡ thùng nước bay ra khỏi quan tài hoàng thạch, kéo dài 8.000 dặm va chạm với chủ nhân cầm trường mâu. Phong Phi Vân thi triển Phượng Hoàng Thiên Nhãn nhìn thấu hư không, nhìn 8.000 dặm xem là ai tấn công mình. Một cái bóng nhảy qua lại trong núi non, tốc độ siêu nhanh. Phượng Hoàng Thiên Nhãn không bắt giữ được bóng dáng đối phương, không biết kẻ tấn công là ai. Lại một khí thế siêu khủng bố công kích Phong Phi Vân, khí thế càng mạnh mẽ như nước lũ. Đám tà thi dưới thi thành bị đè nát bấy. Thi tà như cát vàng không chịu nổi một kích, chỉ có khí thế đã vỡ nát. Lách cách, tường thành nứt ra cái khe, các trận pháp bị hơi thở kia chấn vỡ. Vô cực chủ thượng, rốt cuộc ngươi bắt đầu sử dụng chân tân của mình. Quỷ khí trong người Diêu Cát dâng trào, lực lượng chướng mạnh đến cực độ, đỉnh đầu ngưng tụ quỷ thành, dưới chân huyễn hóa ra cảnh sông máu, xương trắng. Một quy ảnh hình thành trên bầu trời phía tây, cao mấy trăm trượng, tóc dài màu đen như suối chảy, phát ra tiếng cầm âm trầm. Mẫu của âm giới, chỉ bằng vào ngươi cũng dám ngăn cản bổn tọa. Tại sao không dám? Diêu Cát khí thế khiếp người rằng co với vô cực chủ thượng. Vô cực chủ thượng lạnh lùng cười. Bổn tọa khuyên ngươi nhanh chóng lui ra, tốt nhất tìm chỗ núp đi. Nếu không chờ ta giải quyết thằng nhãi Phong Phi Vân và nữ ma rồi người thứ nhất ta nuốt là ngươi. Vô cực chủ thượng không sợ Diêu Cát, nó từng cách không đánh nhau với nàng, biết nàng rất mạnh nhưng nó đủ sức chấn áp. Diêu Cát cũng biết mình không phải đối thủ của vô cực chủ thượng nên rời khỏi âm giới, tốc độ đệ tử của âm hư thi động Diêu Cát, ẩn trong triều giã thần tấn vương triều, nhờ vào lực lượng thần tấn vương triều đối kháng với vô cực chủ thượng. Tên thật của nàng không phải Diêu Cát mà là Yêu Cô. Nhưng nay đã khác xưa, Diêu Cát luyện hóa quỷ khí của Bạch Bì Quỷ Vương, hấp thu nhiều tinh hoa Phật khí, tu vi chướng mạnh đến cảnh giới đỉnh Quỷ Vương tứ kiếp. Dù Diêu Cát không thể trấn áp vô cực chủ thượng nhưng dư sức đánh ngang tay. Diêu Cát lạnh lùng cười nhạt. Ngươi muốn nuốt à, vô cực lão nhân, hôm nay cho ngươi kiến thức tu vi thật sự của bổn tọa. Diêu Cát lật tay, trên bàn tay ngưng tụ một tòa quỷ thành, bên trong tụ tập vô tận âm hồn. Diêu Cát đẩy trường. Vô cực chủ thượng giật mình kêu lên. Lật tay là thành, trở tay là binh, ngươi cũng đến đỉnh Quỷ Vương tứ kiếp. Lúc trước vô cực chủ thượng và Diêu Cát đánh nhau, nàng biểu hiện ra lực lượng còn cần 1-2.000 năm mới tới cảnh giới này. Không lẽ Diêu Cát giấu tu vi? Mặc dù vô cực chủ thượng hết hồn nhưng không sợ, vì nó cũng là đỉnh Quỷ Vương tứ kiếp. Nếu ngươi cũng là đỉnh Quỷ Vương tứ kiếp vậy nhìn xem thiên phú của ai mạnh hơn. Bàn tay Diêu Cát trong suốt đột nhiên đè xuống dưới. Lật tay là binh. Quỷ thành bỗng chốc biến thành muôn vàn quy binh như cảnh, âm binh mượn đường. Một số quy binh cầm chiến qua, có cưỡi quỷ thú, gió âm vi u, cảnh tượng địa ngục u minh. Quỷ binh gào thét, âm khí bay đầy trời. Vô cực chủ thượng cũng có tài, lật tay là thành, trở tay là binh. Vô cực chủ thượng đánh ra thế giới quỷ huyễn, nhưng có điều khác là địa ngục tạo thành thế giới. Vô số xích sắt hiện ra trong không trung, mỗi sợi xích có một quỷ hồn quấn quanh. Hai quy vương đánh nhau, có thể nói là chiến đấu đỉnh cao nhất mảnh đất này. Một âm hồn rơi xuống hủy diệt đất đai ngàn dặm. Giờ khắc này, sinh mệnh thật yếu ớt. Diêu Cát, vô cực chủ thượng như hai vị thần, chúa tể mạng sống của mọi người trên mảnh đất này. Chiến đấu đẳng cấp như thế hầu như bao gồm khu vực mấy vạn dặm. Một luồng sáng rơi xuống biến tòa thành cổ thành cho, lỡ chân đạp một cái thay đổi địa hình núi sông. Tất Ninh soái đến từ Trung ương Vương triều thứ 6,
thấy nhiều trường hợp lớn nhưng hiếm khi gặp chiến đấu đẳng cấp dữ dội cỡ này. Sức phá hoại rất kinh người, có xu hướng hủy diệt mảnh đất này. Có lầm không vậy, ta cũng xem như thiên kiêu vô thượng thế hệ trẻ tất ra, cứ nghĩ đến núi hoang rừng vắng heo hút như thần tấn vương triều một mình ta chấp hết mọi người. Không ngờ trong chốn bần cùng này có nhân vật siêu đẳng như thế, dù ta giải phong tu vi cũng không đánh lại hai người này. Nhưng rất nhanh tâm tình của Tất Ninh Soái vui lên, dù sao gã mới tu luyện hơn 100 năm, Diêu Cát, Vô Cực chủ thượng là lão quỷ tà tu luyện tí nhất mấy ngàn năm. Nghĩ đến đây Tất Ninh Soái cân bằng tâm lý. Phong Phi Vân nhìn phương xa, cách 8.000 dặm. Rốt cuộc là ai muốn giết ta? Người cầm trường mâu giết Phong Phi Vân có tu vi siêu cao, mạnh hơn dị hình vương, đệ nhất tôn giả dương giới, có thể đối kháng với quan tài hoàng thạch. Mặc Giao Giao nhàn nhã ngồi bên cạnh Phong Phi Vân, trợn to mắt trong suốt, đôi mắt như nhìn thấu hư không. Mặc Giao Giao hất cằm thon nói. Dường như là Phong Hoàng của Sâm La Điện. Phong Phi Vân kinh ngạc hỏi. Nàng có thể thấy bóng dáng của hắn. Mặc Giao Giao mỉm cười nói. Vì mắt tốt. Hèn gì quan tài hoàng thạch không thể trấn áp đối phương, hóa ra là Phong Hoàng. Sức chiến đấu của Tà Hoàng có thể đối kháng khí linh của linh khí thập phẩm, rất lợi hại. Ánh mắt Phong Phi Vân lạnh lẽo điều động kim tàm Phật khí vô tận trong cơ thể đánh vào quan tài hoàng thạch, khởi động lực lượng quan tài đến cực độ. Nắp quan tài mở rộng thêm chút xíu, sợi xích thứ hai thô cỡ thùng nước bay ra. Xích như rồng chiến bằng sắt lướt qua không trung. Hai sợi xích từ quan tài cổ kéo dài đến 8.000 dặm. Đây là lần đầu tiên Phong Phi Vân chiến đấu với nhân vật đẳng cấp như Tà Hoàng. Tu vi hai người cách biệt rất lớn, nhưng Phong Phi Vân cầm linh khí thập phẩm, có thể đánh ngang tay với Tà Hoàng. Tình hình chiến đấu không thua bên Diêu Cát, Vô Cực chủ thượng. Tử Nhục Hòa Thượng ngồi một bên đột nhiên dùng mình, ngước lên nhìn hướng chính giữa thi thành. Tử Nhục Hòa Thượng lắc vô địch thiền trượng, thi thành lắc lư theo. Tử Nhục Hòa Thượng vung thiền trượng ra, một quỷ vương tứ kiếp lẻn vào thi thành bị đâm thủng đóng đinh dưới đất. Trên vô địch thiền trượng tỏa Phật quang rực rỡ, từng đợt Phật khí kéo dài, tịnh hóa quỷ vương tứ kiếp hoàn toàn. Ha 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 ha, lão tử giỏi trốn thật, nhưng Phật gia ta đây có tuệ nhãn. Mấy tiểu quỷ các ngươi trốn được sao? Người Tử Nhục Hòa Thượng tỏa sáng rực rỡ như vị thần Phật giết một cường giả khác lẻn vào thi thành. Phong Phi Vân cho Tử Nhục Hòa Thượng nhiệm vụ là thanh lý những cá lọt lưới, phòng ngừa bất cứ ai quấy rầy Tiêu Nặc Lan đột phá. Trước giờ Tử Nhục Hòa Thượng không đánh hết sức, cũng lười dốc sức ra. Đặc biệt khi Tử Nhục Hòa Thượng không muốn lạm sát vô tội. Dù gặp kẻ thù yếu hơn mình rất nhiều gã cùng lắm đánh mấy cái rồi bỏ đi, giả bộ không đánh lại. Như lúc Tiêu Nặc Lan xuất thế không đấu lại Tử Nhục Hòa Thượng nhưng gã vẫn bỏ trốn. Nam Cung Hồng Nhan cũng không đánh lại Tử Nhục Hòa Thượng, từng trốn trước mặt nàng. Tử Nhục Hòa Thượng cũng chạy trốn trước mặt Phong Mặc, sau khi đánh quân hộ vệ Phong Hỏa Liên Thành vào hầm cầu thì co giò bỏ chạy. Không phải Tử Nhục Hòa Thượng không đánh thắng được đối phương mà vì gã không muốn lạm sát vô tội. Đa số hòa thượng khi không muốn lạm sát vô tội sẽ dạy một đống đạo lý lớn, người nghe phát ngán. Tử Nhục Hòa Thượng thì lười nói nhiều, gã cảm thấy người này không nên chết, vậy gã sẽ co giò chạy ngay, chẳng thèm lo ai thắng ai thua. Hôm nay tình hình khác mọi khi, Tử Nhục Hòa Thượng không muốn giết người vẫn phải giết, Phong Phi Vân ép buộc gã. Hòa Thượng bị Phong Phi Vân ép sát sinh. Nguyên Nam Thái Phủ bao phủ trong không khí chiến tranh, núi sông tan vỡ. Mặt đất mấy vạn dặm toàn là chiến đấu. Nhiều cường giả tụ tập lại, có là vì ngăn cản nữ ma đột phá, có người muốn cướp kim tàm kinh từ tay Phong Phi Vân. Long La Phù đứng trên dãy núi cao vút biên giới Nam Thái Phủ, nàng mặc trường bào màu vàng, áo choàng dài. Không ngờ nữ ma mời nhiều cường giả hộ pháp cho mình, năng lực không nhỏ. Thái Vi đứng trên tường vân, hà quang bảy sắc bao phủ thân thể, tiên tâm đo cốt. Thái Vi cười khẩy nói. Là năng lực của Phong Phi Vân lớn, Thiên Vu thần nữ cũng bị hắn mời được. Không biết hắn múa mép khua môi kiểu gì. Long La Phù nghe tên Phong Phi Vân thì mắt lóe tia sáng, nói. Nữ ma đột phá cảnh giới, có lẽ có thể đối kháng với Diêm Vương, chúng ta có nên giúp nàng không? Thái Vi xoay người, lạnh lùng nhìn Long La Phù, ánh mắt sắc bén như kim thần đâm thủng tâm hồn Long La Phù. Long La Phù cắn chặt răng, nàng không cho rằng mình nói sai. Hừ, nữ ma sắp đột phá cảnh giới thì tà đệ ngũ biến, chắc chắn cần linh khí khổng lồ.
trong thần tấn vương triều con đường cung cấp linh khí duy nhất là long mạch, người hãy nhìn mặt đất đi. Mắt Long La Phù bắn ra linh quang nhìn thấu mặt đất, từng tầng đất bùn không thể che đôi mắt nàng. Từng đợt linh khí màu vàng từ Trung Hoàng Phủ chảy hướng Nam Thái Phủ, tụ tập tại Thi Thành. Những linh khí chảy ra từ long mạch, càng lúc càng mạnh mẽ hơn như sắp rút sạch linh mạch nguyên thần tấn vương triều. Long La Phù giật mình kêu lên. Đột phá thì biến lần thứ 5 cần hút hết linh mạch một vương triều. Nếu linh mạch một vương triều bị hút hết nghĩa là tụt dốc, từ mặt này chứng minh nữ ma đột phá thì biến lần thứ 5 sẽ mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng. Tụ tập linh mạch một vương triều sinh ra thi vương. Cho nên phải ngăn cản nàng đột phá thi biến lần thứ 5. Thái Vi rất bình thản, mắt chứa sát khí nhìn hai sợi xích sắt ngang trên bầu trời. Thái Vi lẩm bẩm, không uổng là Phong Phi Vân, sắp đột phá cảnh giới Niết Bàn đệ nhất trọng thiên. Phải tiêu diệt hắn trước khi hắn đột phá. Bề ngoài Thái Vi giống Nam Cung Hồng Nhan y như đúc, nhưng nàng nói muốn tiêu diệt Phong Phi Vân. Không biết nếu Phong Phi Vân nghe Thái Vi nói câu đó sẽ có cảm nghĩ gì. Long La Phù thầm nghĩ. Thái Vi không ra tay ngay, nàng bình tĩnh đứng xa xem trai cỏ đánh nhau. Thái Vi định nhờ tay đám người trừ khử mấy kẻ thù lớn giúp thần tấn vương triều. Ví dụ Tà Hoàng, Vô Cực Chủ Thượng, thậm chí Thần Linh Cung, một số người núp trong bóng tối. Thái Vi không cho rằng đám người Phong Phi Vân đánh lại Thần Linh Cung. Chỉ cần làm Thần Linh Cung hao tổn nguyên khí là mục đích của nàng hoàn thành. Làm đế hoàng năng lực cần có nhất là khống chế đại cục trong tay mình. Lại một đám người bí ẩn bay qua mấy chục vạn dặm, tu sĩ thần tấn vương triều giật mình, lòng lạnh lẽo. Đám người bí ẩn lấp lánh ánh sáng, như thể mặt trời bao phủ toàn thân. Có 21 người đứng trên các đỉnh núi, khí tượng lơ lửng trên đầu mỗi người. Thanh Liên Tiên Hải, Cửu Tinh Liên Châu, Long Hổ Gầm Nguyệt. Tổng cộng 21 khí tượng, mỗi loại có khí thế kinh thiên động địa. Những dị thú lướt qua bọn họ chớp mắt vỡ thành bãi máu. Một người đứng thẳng, tay cầm quyển thần văn ngọc quang, thanh âm như sấm sét. Truyền pháp chỉ của thần cung chủ, lệnh nữ ma ngừng trùng kích thì biến lần thứ 5, nếu không thần linh cung sẽ hủy diệt toàn Nam Thái Phủ. Người truyền pháp chỉ xếp 5 hạng đầu trong thần linh cung, CNG chủ ngoại sự đương nhiệm, tên là Nhạc Bất Sinh. Cung chủ ngoại sự thần linh cung, thay thần cung chủ, linh cung chủ giám thị thiên hạ. Hễ có thế lực nào đối địch với thần linh cung sẽ bị chèn ép ngay. Tiêu Nặc Lan đột phá thì biến lần thứ 5 đã uy hiếp khả năng thống trị mảnh đất này của thần linh cung, nàng sẽ bị tiêu diệt. Nhạc Bất Sinh mang theo Túc Lão 8 tầng trở lên đến đây là để uy hiếp mọi người, khoe cơ bắp thần linh cung. Có ai dám không phục thì đành dùng võ. Siêu Cát, Vô Cực chủ thượng đánh nhau túi bụi. Mặc dù tu vi của Nhạc Bất Sinh rất mạnh nhưng không chấn nhiếp được hai người. Hai quỷ vương biến toàn Nam Thái Phủ thành bãi chiến trường, nhiều nơi bị bọn họ đánh tan nát hết. Bao nhiêu cổ thành biến mất, núi cao sụp đổ. Quan tài Hoàng Thạch và Tà Hoàng vẫn đang đánh hăng say, không dừng lại. Hai sợi xích sắt sắt ngang không trung như hai con rồng chiến bằng sắt uốn lượn tung bay, ma sát hỏa hao trong không khí. Nhạc Bất Sinh biểu tình cực kỳ khó xem, lạnh lùng lặp lại lần nữa. Chẳng lẽ các ngươi không để pháp chỉ của thần cung chủ vào mắt? Tất Ninh Soái đi tới đi lui trên tường thành, không kiềm được hắng giọng cười nói. Cái kia, lão huynh thần linh cung, pháp chi của thần cung chủ kêu nữ ma ngừng đột phá cảnh giới chứ không bảo bọn họ ngừng chiến đấu, sao có thể bảo là không để pháp chỉ thần cung chủ vào mắt? Vấn đề đơn giản như thế mà ngươi cũng không hiểu, đầu bị lừa đá sao? Nhạc Bất Sinh hừ lạnh một tiếng. Hừ. Sóng âm biến thành nước lũ như bóng chuông nhạt đập vào ngực Tất Ninh Soái, đánh bay gã. Một con kiến nho nhỏ dám không tôn trọng bổn tọa, tìm cái chết. Nhạc Bất Sinh phủi vạt áo, đinh ninh Tất Ninh Soái đã bị sóng âm của mình giết. Loại con kiến này không bằng một con ruồi trong mắt Nhạc Bất Sinh. Tổ cha nhà ngươi, tiến nó. Tất Ninh Soái bay ra khỏi phế tích, quần áo rách dưới, người đầy máu. Một luồng sáng xanh bắn ra từ đan điền Tất Ninh Soái. Biến thành thần phù cổ xưa dài một dượng. Hai tay Tất Ninh Soái vẽ hình vòng tròn, ngưng tụ vầng trăng cổ màu xanh hòa cùng thần phù bắn ra ngoài. Lôi thần phù lục. Thần phù bay ra ngoài dẫn động thiên địa nguyên khí, hút sạch thiên địa nguyên khí trong không khí đánh tới trước mặt Nhạc Bất Sinh. Nhạc Bất Sinh cảm nhận uy lực khổng lồ từ lôi thần phù lục, tim rớt cái bịch. Nhạc Bất Sinh vội vàng thụt lùi nhưng đã muộn,
một tia chớp xanh từ trên trời giáng xuống như biển sấm sét đánh bay Nhạc Bất Sinh. Nhạc Bất Sinh gào rú, toàn thân da chóc thịt bong, tóc và y phục chớp mắt thành tro, cơ thể khét đen. Các tia điện nhấp nháy trên người Nhạc Bất Sinh. Nhạc Bất Sinh đáng thương không ngờ một thiếu niên nói năng bỗ bã lại hung dữ như thế, người gã run run bỏ dậy. Nhạc Bất Sinh há mồm, miệng toát ra tia điện, răng rớt lộp bộp. Uy lực lôi thần phù lục quá lớn, suýt lấy mạng Nhạc Bất Sinh. Một đại sư thần linh cung giỏi luyện đan đút cho Nhạc Bất Sinh một viên linh đan tứ phẩm, gã miễn cưỡng ức chế vết thương. Thần đô bay ra khỏi đống đổ nát, khí thế sắc bén như thần nhẫn đã lâu chưa rút khỏi vỏ. Tất Ninh soái quát to. Tổ cha nhà ngươi tưởng tiểu gia dễ ăn hiếp sao? Có biết tại sao mặt tiểu gia đen thui không? Tại vì từ nhỏ tiểu gia tu luyện lôi thần quyết, tự làm mình đen thế này. Nhãi nhép như ngươi tiểu gia phất tay một cái là gục một đống. Ủa ủa, tu vi của ta phục hồi. Ha 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 ha, thì ra rèn luyện 10 năm đã xong. 10 năm nay tu vi tăng trưởng mau thật, lão tử trở nên rất mạnh. Nhưng giây sau Tất Ninh soái gào rú. Bà nội nó, lôi thần phù lục của ta, chỉ có 2 tấm, đã lãng phí một lôi thần phù lục vào thứ rác rưởi, chết, chết thật. Trả lôi thần phù lục cho ta, cha lại đây. Nhạc Bất Sinh đang điều dưỡng vết thương nghe tiếng rú của Tất Ninh soái thì tức giận suýt xỉu. Tu vi của Nhạc Bất Sinh rất mạnh, ngang hàng với Tà Hoàng. Dù Tất Ninh soái giải phong tu vi chưa chắc đánh bại Nhạc Bất Sinh được, nhưng khi nãy gã tức giận mất hết lý trí trực tiếp sử dụng lôi thần phù lục. Một chiêu đánh Nhạc Bất Sinh liệt giường. Lôi thần phù lục là loại phù lục công kích, rất mắc. Dù sau lưng Tất Ninh soái có thế lực, bối cảnh lớn thì gã chỉ có 2 tấm, bây giờ lãng phí một tấm vào người Nhạc Bất Sinh, hỏi sao Tất Ninh soái không gào khóc. Nhạc Bất Sinh nghe Tất Ninh soái khóc la thì càng tức giận thầm nghĩ. Tổ cha nó, người nên khóc là ta mới đúng. Nhạc Bất Sinh ra lệnh. Hành, hành động, nhổ tận gốc nguyên thi thành, nhất là thiếu niên mặt đen. Phải băm vằm hắn ra. Nhạc Bất Sinh nghiến răng rít từng chữ. 20 chân nhân thần linh cung cùng bay hướng thi thành, trong đó có 2 người mạnh nhất, đi đằng trước nhất, sức chiến đấu ngang ngửa đệ nhất tôn giả dương giới. 2 người một mặc áo đen, một mặc áo trắng, giống hắc bạch vô thường. Bọn họ cầm pháp chỉ của thần cung chủ, quét ngang tại chỗ. Nơi pháp chỉ thần cung chủ đi qua có mảng lớn thi tà lộ ra, không ngăn được bước chân của bọn họ. Chân nhân mặc áo đen lên tiếng. Giết thiếu niên mặt đen trước. Mặc dù Tất Ninh soái kiêu ngạo nhưng gã rất e ngại pháp chỉ của thần cung chủ, nghe đồn thần cung chủ khủng bố hơn linh cung chủ nhiều. Tất Ninh soái muốn chạy trốn nhưng bị chân nhân áo đen, áo trắng bao vây. Chân nhân áo trắng đầu bạc phơ, 2 tay bắn ra ánh sáng trắng, nâng pháp chỉ thần cung chủ, khí tượng thanh liên tiên hải trên đầu. Chân nhân áo trắng nói. Thiếu niên, tư chất của ngươi quá nghịch thiên. Không thể để mặc ngươi trưởng thành được. Trên đầu chân nhân áo đen ngưng tụ khí tượng cửu tinh liên châu, nâng đầu kia pháp chỉ, cười âm trầm. Chưa chắc tu vi của hắn mạnh, chỉ vì có phù lục cường đại. 2 chân nhân không khinh địch, lấy pháp chỉ thần cung chủ ra đin bh chân áp Tất Ninh soái. Pháp chỉ tỏa ánh sáng chói mắt như tầng thiên địa bình chướng bao phủ Tất Ninh soái. Tất Ninh soái rút ra một cây búa và một cây chùy gõ pháp chỉ. Một tia điện bay ngược lên đâm thủng pháp chỉ. Tất Ninh soái mừng rỡ. Ha 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 ha, bị nổ. Tất Ninh soái tiếp tục gõ, muốn nổ nát pháp chỉ thần cung chủ. Chân nhân áo trắng, áo đen biến sắc mặt. 2 người biết thiếu niên cầm thần binh lợi khí tuyệt đỉnh, có thể phá trận pháp, nổ pháp chỉ. Chân nhân áo trắng, áo đen vội cất pháp chỉ, gọi bản mệnh linh khí ra công kích Tất Ninh soái. Tất Ninh soái rú lên co giò chạy hướng Nhạc Bất Sinh đang trị thương. Chân nhân áo đen, áo trắng giật nảy mình, sợ Tất Ninh soái giết Nhạc Bất Sinh. 2 lão cuống cuồng đuổi theo. Bên kia, Thiên Vu thần nữ lấy ra 3 Phật khí ngũ phẩm, 1 kim cương sử, 1 chống Phật, 1 chuông Phật. Mỗi món đều vượt qua chấn thế sát binh, uy lực siêu khủng bố. Chúng là chấn sát Phật binh thuộc 3 cổ tháp Phật môn vạn năm trước, chê Phật binh dính máu của Diêm Vương, đã tả hóa. Xung quanh Thiên Vu thần nữ mọc Thiên Vu thần thụ, ban đầu như dây leo dần khỏe mạnh, sum suê, to lớn hơn. Cây cao mấy trăm trượng như thần thụ nối liền trời và đất. Một mình Thiên Vu thần nữ ngăn chặn hơn 10 chân nhân thần linh cung, dư sức ứng đối. Linh cung chủ thần linh cung đứng áng mây, ánh mắt lạnh băng nhìn hướng nam, người toát ra khí chất siêu phàm thoát tục.
thật lợi hại, không ngờ nàng đến cảnh giới thế này. Hỏa công chân nhân đứng bên cạnh linh cung chủ nhìn xuống mặt đất. Nữ ma thi biến lần thứ 5 tiêu hao năng lượng thật kinh khủng, đã hút khô linh mạch nguyên thần tấn vương triều, bắt đầu hấp thu linh khí trong long mạch ở Trung Hoàng Phủ. Hừ, thi biến lần thứ 5 đâu dễ hoàn thành. Trong Trung ương vương triều thứ 6 không có bao nhiêu vị thi vương ngũ biến, chỉ bằng vào nàng. Linh cung chủ kiêu ngạo đứng, tóc đen lóe linh quang, cười châm chọc. Linh cung chủ không tin Tiêu Nặc Lan hoàn thành thi biến lần thứ 5 được. Thi tà thuộc về dị loại, tu hành nghịch thiên vốn không hợp thiên đạo, mỗi lần thi biến sẽ gặp trời phạt một lần. Ông trời không cho phép chúng nó trưởng thành, ức chế dữ dội hơn tu vi khác. Từ thi biến lần thứ 4 đến lần thứ 5 xác suất qua thấp. Xác suất thành công không đến 1/10, nhiều người đột phá đều thành cho. Tuy Linh Cung Chủ không tin Tiêu Nặc Lan có thể hoàn thành thi biến lần thứ 5 nhưng vẫn không thể để mặc nàng tiếp tục đột phá. Tu vi đến cảnh giới như Linh Cung Chủ không cho phép xảy ra sơ sót gì. Giọng Hỏa Công chân nhân thay đổi. Linh Cung Chủ nhìn xem, Nhạc Bất Sinh bị người giết. Hỏa Công chân nhân cực kỳ giật mình, mắt bắn ra tia sáng, gã không dám tin vào mắt mình. Mới rồi Nhạc Bất Sinh ngồi xếp bằng cư á thương, nhưng giây sau gã mất mạng, thành cái xác không hồn. Trái tim Nhạc Bất Sinh bị vũ khí nào đó đâm thủng. Là ai ra tay? Con người Linh Cung Chủ co rút, cực kỳ tức giận. Có người dám giết Cung Chủ ngoại sự thần Linh Cung ngay trước mặt gã, cái này chẳng khác nào tát vào mặt Linh Cung Chủ. Mọi người phải chết. Máu sôi trào trong cơ thể Linh Cung Chủ như dòng sông chảy xiết. Linh Cung Chủ vươn một tay chém hư không, xé mở không trung. Một luồng gió bay hướng thi thành, luồng gió sắp chém thiên địa thành hai khúc. Linh Cung Chủ không tức giận mất lý trí, gã biết phải giết nữ ma trước, luồng gió này chém hướng Tiêu Nặc Lan ở chính giữa thi thành. Trừ khử nữ ma trước rồi mới giết hết mọi người. Đây là một chiêu Linh Cung Chủ tùy tay đánh ra nhưng sắc bén không gì sánh được, các trận pháp bài bố trong thi thành như làm bằng giấy đụng nhẹ cái là rách. Tửu Nhục Hòa Thượng sử dụng vô địch thiền trương nhưng bị chém đứt. Thiền trương đứt thành hai khúc, Tửu Nhục Hòa Thượng bị đụng bay vào tường thành. Nguy rồi! Phong Phi Vân không ngờ có nhân vật khủng bố của thần Linh Cung đến tham gia, Tửu Nhục Hòa Thượng không chống đỡ nổi. Đối phương chém ra một kích kia không gì cản nổi, thi thành bị xé thành hai khúc, mặt đất nứt ra cái khe hở to lan tràn hướng chân trời. Mặt đất biến thành vực sâu kéo dài mấy ngàn dặm, sức mạnh to lớn biết bao. Ầm, luồng gió Linh Cung Chủ chém ra bị ngăn lại, một con rùa to như ngọn núi đứng trước mặt Tiêu Nặc Lan. Lưu ỏng gió chém vào lưng rùa phát ra tiếng leng keng. Mai rùa lành lặn. Toàn thân con rùa là vảy, cổ dài như rắn khoanh trên mai rùa, phun nuốt thiên địa nguyên khí. Con rùa phát ra thanh âm già nua sang sảng. Vào phút quan trọng phải là lão phu ra tay mới được. Tất Ninh Soái, Phong Phi Vân cùng chửi. Tía nó, chẳng phải ngươi 1000 năm chỉ có thể ra tay một lần sao? Giọng Mao Ô Quy to như tiếng chuông. Khụ khụ, thật ra 1000 năm có thể ra tay 2 lần. Mao Ô Quy hít một hơi, tầng mây trên trời bị hút vào bụng, thở một cái, sấm sét ầm ầm, phạm vi vạn dặm bão tố gầm giống. Con rùa già hít vào thở ra làm thiên địa vạn dặm biến đổi. Thân hình con rùa khổng lồ từng bước một đi ra thi thành, để lại hàng dấu chân to dưới đất. Con rùa ra ngoài thành, vươn cần cổ dài hét hướng không trung. Tiểu tử bên trên nghe đây, người đã bị lão phu theo dõi, biết điều thì lăn xuống dập đầu, nếu không ngươi là tôn tử của ta. Tất Ninh Soái nói xen vào. Ai dám làm tôn tử của ngươi? Tất Ninh Soái và chân nhân áo đen, áo trắng đôi khi rượt bắt, có khi đánh nhau. Mỗi lần Tất Ninh Soái chiếm lợi một chút nhưng không thể tổn thương chân nhân áo đen, áo trắng được. Chân nhân áo đen, áo trắng nổi giận, mặt vặn vẹo. Hai người thề nếu bắt được Tất Ninh Soái sẽ làm gã muốn sống không được muốn chết không xong. Linh Cung Chủ cũng bị chọc tức. Nhất là Mao Ô Quy nói câu, biết điều thì lăn xuống dập đầu, nếu không ngươi là tôn tử của ta, cái này chẳng phải có ý chửi gã là con rùa rút đầu sao. Khuôn mặt tuấn tú của Linh Cung Chủ trở nên âm trầm. Chỉ là một con rùa, hôm nay nếu bị bản cung chủ bắt đầu sẽ nướng chín ngươi. Mao Ô Quy la lối chọc tức. Nào nào, đến đây, đánh ta đi. Ra ra ta rất thèm đánh, tới đây, để ta cảm nhận lực lượng của ngươi. Mau lên. Mau cho ta. Cổ Mao Ô Quy lắc lư trong không trung, kiêu ngạo làm người ngứa răng.
Phong Phi Vân hận không thể nhảy xuống đánh Mao Ô Quy một trận. Linh Cung Chủ liên tục tung ra 9 thần pháp, mỗi cái có thể dễ dàng giết chân nhân nhưng không thể đánh vỡ mai rùa của nó. Khi Linh Cung Chủ đáp xuống định xé xác Mao Ô Quy thì con rùa đứng thẳng, hai chân sau đạp đất. Ôi chao, tôn tử đánh ra ra. Sau đó Mao Ô Quy co giò chạy mất. Cơ thể Mao Ô Quy khổng lồ nhưng tốc độ chạy rất mau. Linh Cung Chủ bị chọc tức, mặt lúc đỏ lúc trắng. Từ khi gã trở thành cung chủ thần Linh Cung toàn nghe lời nịnh hót, chưa từng có ai dám trêu đùa gã như vậy. Con rùa này chết chắc. Nếu không qua ngày hôm nay Linh Cung Chủ sẽ bị người trong thiên hạ nhạo báng. Long La Phù nhìn chiến đấu dưới đất, mỗi chỗ đều là núi sập đất nứt, địa thế thay đổi nhiều. Nữ đế thật lợi hại, giết một nhạc bất sinh đã thành công thăng cấp mâu thuẫn hai bên. Đại chiến này lan đến Nam Thái Phủ, sau hôm nay không biết mất bao lâu Nam Thái Phủ mới phục hồi lại. Bị phá hoại rất nghiêm trọng, địa lý mạch lạc hỗn độn, dung nham tuôn ra từ lòng đất đốt núi non hoang nguyên. Thái Vi nói, thần Linh Cung làm ta rất thất vọng, nhiều cường giả xuất hiện vậy mà không làm gì được một tòa thành. Không thể nói vậy, Phong Phi Vân mời người đến toàn là nhân vật đỉnh cao nhất mảnh đất này. Một mình Thiên Vu thần nữ đã cản lại hơn 10 chân nhân thần Linh Cung, nếu không phải nàng không muốn chẳng phải thì không còn bao nhiêu chân nhân sống sót. Con rùa kia rất bất phàm, giống huyền vũ trong truyền thuyết, tốc độ chạy trốn số 1. Linh Cung chủ không đuổi kịp nó, giờ đã chạy đến Thập Vạn Sơn Hà, tốc độ quá nhanh. Sao con rùa có thể chạy mau như vậy? Còn cái tên ba tay kia, thật không ngờ hắn là tuyệt đỉnh cường giả, một phù lục đánh nhạc bất sinh bị thương nặng, bám giữ hai hộ pháp phương của thần Linh Cung. Ai cũng đáng gờm. Thái Vi nhìn mặt đất, cảm giác rõ ràng từng đợt linh khí tụ tập hướng thi thành. Long mạch đã bị hút một nửa, tà khí trong thi thành càng lúc càng đậm đặc, thi vân hoàn toàn bao phủ tòa thành. Nữ ma đã đến phút mấu chốt trùng kích để ngũ biến, có một số người sắp không ngồi yên. Thái Vi rất muốn giết Tiêu Nặc Lan nhưng nàng vẫn chờ, nàng muốn làm người chiếm ích lợi lớn nhất. Thái Vi vừa dứt lời, một luồng lửa từ trên trời giáng xuống. Trong ánh lửa có cây chiến chùy to cỡ nửa đỉnh núi, như thiên thạch vực ngoài rơi xuống chính giữa thi thành. Tử Nhục Hòa Thượng chắp hai tay, lưng hiện ra bóng Phật màu vàng chặn chiến chùy lại. Một hướng khá, chân thế sát binh bay tới, là thanh chiến kiếm cổ đâm hướng Tiêu Nặc Lan. Một tấm lưới trời từ trên trời giáng xuống, ánh sao lấp lánh bao phủ thi thành. Tia chớp răng khắp bầu trời, định luyện hóa tất cả trong thi thành. Ba chấn thế sát binh từ ba hướng bay đến, ba thế lực công kích. Nhưng không ai lộ mặt, chính chủ ẩn núp cách mấy vạn dặm, cách không ra tay. Mục tiêu của bọn họ vẫn là giết Tiêu Nặc Lan, ngăn cản nàng đột phá cảnh giới. Nhưng bọn họ không dám đắc tội đoàn người Phong Phi Vân, nên đánh lén giấu mặt. Chết tiệt, nếu các ngươi không đến giúp thì lão tử hết chịu nổi. Tử Nhục Hòa Thượng một trọi ba chặn lại ba chấn thế sát binh. Ba thế lực có cường giả tỏa chấn, hợp sức công kích. Tử Nhục Hòa Thượng ngăn được sát kiếp ba phương đã là cực hạn, nếu có thêm người tấn công thì gã đành chịu thua. Lúc này Tiêu Nặc Lan đã đến phút quan trọng, thân thể bắt đầu thi giải, biến thành từng đợt thi vụ. Tiêu Nặc Lan cũng thi giải xác Diêm Vương thành từng đợt thi khí, luyện hóa, tái tạo thi thể. Chờ Tiêu Nặc Lan thành công tái tạo thi thể nghĩa là hoàn thành thi biến lần thứ 5. Thoạt trông đơn giản là thi giản và tái tạo nhưng trong đó ẩn chứa rất nhiều điều huyền diệu, sơ sẩy một chút xíu là sẽ thành cho. Sắp rồi, nhưng không biết có thể kiên trì đến lúc đó không? Phong Phi Vân biết tình huống bây giờ rất gấp gáp nhưng hắn không còn cách nào khác. Hôm nay có quá nhiều cường giả đến, đánh tới bây giờ dã rất giỏi. Mặc Giao Giao vuốt con chó sư tử, nàng nhàn nhã ngồi trên ghế, ngọt ngào hỏi. Này, có cần hỗ trợ không? Trong thi thành chỉ có một mình Mặc Giao Giao là nhẹ nhàng nhất. Phong Phi Vân liếc Mặc Giao Giao, nàng nháy mắt với hắn. Không cần, nàng hãy tìm chỗ núp đi, chút nữa ta không dư sức bảo vệ nàng. Mặc Giao Giao không biết ngượng đồng ý. Mặc Giao Giao di chuyển ra sau một chút, trợn to mắt quan sát chiến trường. Phong Phi Vân ngừng rót kim tàm Phật khí vào quan tài hoàng thạch, linh khí bên trong quan tài không đủ, hắn buộc lòng rút về một sợi xích. Phong Phi Vân đánh nhau với Tà Hoàng dần bị yếu thế. Nhóc con Phong Phi Vân, trước kia đã xem thường ngươi. Tà Hoàng cầm cây trường mâu, vừa đánh với xích sắt bay ra từ quan tài hoàng thạch,
bắn ra từng ngọn lửa, vừa đến gần thi thành. Mỗi bước vượt mấy trăm dặm, như thể Tà Hoàng đi trên bản đồ lớn. Phong Phi Vân phục hồi linh khí bị tiêu hao, lạnh lùng nói. Phong Hoàng, người đã già, thế hệ trẻ người mới thay người cũ. Hôm nay là lúc người ngã xuống. Ha 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 ha, hay cho câu thế hệ trẻ người mới thay người cũ, nhưng người mới đó không phải là ngươi. Bây giờ ngươi còn sức chiến đấu không? Đương nhiên. Phong Phi Vân đánh bay quan tài hoàng thạch ra ngoài để nó vào thi thành trợ giúp Tử Nhục Hòa Thượng bảo vệ nữ ma. Phong Phi Vân lấy áo da phượng vảy rồng ra, mặc thần y vào người. Phong Phi Vân bùng nổ lực lượng quét sạch thiên địa, ảo ảnh thần long và thần phượng hiện ra sau lưng hắn. Tiếng rồng ngâm, phượng hót truyền ra từ cơ thể Phong Phi Vân, chấn động lòng mỗi một vị cường giả có mặt. Phong Phi Vân khoác chiến y áo da phượng vảy rồng, cầm kình thiên côn, khí thế bắn thẳng lên trời, chiến ý sôi sục đến cực độ. Ảo ảnh thần long, thần phượng sau lưng Phong Phi Vân chiếm nửa bầu trời, biến thành bức tranh thần thoại. Mọi người giật mình, tạm im lặng, chiến ý trên người Phong Phi Vân có hơi thở chí tôn. Phong Hoàng chân đạp núi sông lướt tới, lão cảm nhận khí thế đáng sợ từ người Phong Phi Vân, cảnh giác dừng bước. Tà Hoàng, hôm nay ta chấm dứt truyền thuyết của ngươi. Phong Phi Vân bay lên cao, kình thiên côn thành ngọn núi đập xuống, bộc phát tiếng xé gió quỷ hú. Phong Hoàng đứng bên cạnh một con sông lớn, tay cầm trường mâu, người phát ra ánh sáng ma tính. Chớp mắt đóng băng nguyên con sông, kết thành A Bưng Tinh, khí lạnh chảy xuôi, mặt đất dưới chân Phong Hoàng thành đất lạnh. Ầm, khi kình thiên côn đập xuống sông thì vụn băng bay tung tóe. Xung quanh núi cao sụp đổ, Phong Hoàng bị đập lún xuống đất nửa thân mình, ánh sáng tối dần. Phong Phi Vân biểu hiện ra lực lượng rất hung mãnh, như mãnh thú hình người xé trời nứt đất, chém sông lớn như bứt một cọng cỏ. Ngươi gom đủ năm thần y. Từ khi Phong Hoàng thành danh đến nay hiếm khi thua, dù đấu với nữ đế chỉ yếu thế, không bị Long Khương Linh đánh bại. Trong lòng Phong Hoàng có tạo khí bất bại, huống chi đối diện một tiểu bối, dù thế nào cũng không thể thua. Anh danh cả đời Phong Hoàng sắp bị hủy hoại trong phút chốc. Phong Phi Vân lại lao ra. Không liên quan ngươi. Thần quang trên người Phong Phi Vân sáng rực, mỗi bước chân đạp xuống là đất nứt, lực lượng trong tay càng lúc càng mạnh, muốn tiêu diệt Phong Hoàng tại đây. Hai người đại chiến cực kỳ hung hãn, trong truyền thuyết siêu mau, chớp mắt đánh nhau 6 vạn dặm. Núi sông 6 vạn dặm bị đánh tan nát, nếu mảnh đất này còn nhân loại cư trú thì đã chết hàng đống. Có người thừa dịp Phong Phi Vân, Tà Hoàng đại chiến đứng ngoài hư không đánh lén, bắn ra viên thần châu bỗng chốc to 300 thước, thần châu như ngôi sao cỡ nhỏ được hà quang bao phủ. Muốn chết, một tay Phong Phi Vân vỗ thần châu đè xuống lòng đất, đánh một đấm vào hư không. Quyền ấn oanh kích lão nhân cách xa 20 vạn dặm, nổ nát đầu đối phương. Kình thiên côn trong tay Phong Phi Vân và trường mâu trong tay Phong Hoàng đã sứt mẻ, như hai miếng sắt vụn. Trận pháp bên trên vũ khí không chịu nổi lực lượng của hai người, lần lượt nổ tung. Phong Hoàng ném trường mâu, đánh ra một chiêu tà công. Vô lượng ngũ chỉ sơn. Thuộc về thập nhị đại tà công. Phong Phi Vân vứt kình thiên côn rách nát đi, một vạn dị thú chiến hồn bay ra khỏi người. Một trưởng ấn vạn thú đánh nát ngũ chỉ sơn khổng lồ. Trưởng đánh trúng người Phong Hoàng, lão bay xa. Không dùng linh binh chiến khí thì ta càng mạnh. Ánh sáng vàng đan xen trên người Phong Phi Vân, chín khối xương phượng rực cháy trong Phật quang như các thân thể thần tính. Phong Hoàng bò dậy từ bùn đất, hơi chật vật nhưng vẫn oai hùng, kiêu ngạo. Phong Hoàng chắp hai tay sau lưng, cơ thịt xé rách, một đôi cánh đen mọc ra. Tà quang bắn không trung. Phong Hoàng liên tục đánh ra ba loại tà công. Vô lượng ngũ chỉ sơn, bổ thiên tà nhãn, tà đế mị ảnh. Ba loại thần thông chồng lên nhau, mỗi loại bộc phát ra sức phá hoại mạnh mẽ hơn linh khí. Kim tàm Phật noãn. Phong Phi Vân chỉ đọc bốn chữ, Phật khí phát ra ngưng tụ thành hình tròn màu vàng như trứng tằm bao bọc cơ thể hắn, lăn trong ba thần thông. Phong Phi Vân đi trong ba loại thần thông như đạp đất bằng, một trưởng ấn bay ra đánh hõm ngực Tà Hoàng. Tiếng các khúc xương gãy vang lên từ phần ngực đến toàn thân Tà Hoàng. Mặt Tà Hoàng nhăn nhó vì đau đớn. Phong Phi Vân biểu hiện ra sức chiến đấu làm người sợ hãi, hoàn toàn áp chế Tà Hoàng, thập nhị đại tà công không ngăn được hắn chút nào. Tà Hoàng, hôm nay là giờ chết của ngươi. Khí thế của Phong Phi Vân giam cầm không gian, muốn giết Tà Hoàng. Người Tà Hoàng chảy máu,
mỗi giọt rơi xuống đất luyện đất đai thành dung nham. Miệng tà hoàng phun ra từng đợt tà linh khí ngưng tụ thành sát thuật thần thông. Muốn nghịch chuyển sinh tử, từ chết thành sống và thắng. Nhưng áo da phượng vảy rồng trên người Phong Phi Vân chặn lại, không thể công kích hắn. Răng rắc, người tà hoàng lại có một khúc xương gãy, hai lỗ máu bị xé ra, máu chảy ồ ạt, tà khí sói mòn. Phong Phi Vân nghiến răng, tay đập mạnh xuống người tà hoàng. Các Phật quang liên tục bay ra, lại đập nát một khúc xương của tà hoàng. Nhiều người bị cảnh tượng này hù ngây người, Phong Phi Vân muốn giết tà hoàng. Tà hoàng là chí cường một thời đại, đám chân nhân thần linh cung đều kiêng dè lão. Tà hoàng mạnh đến nỗi nữ đế Long Khương Linh cũng không thể trấn áp, bây giờ sắp bị Phong Phi Vân đánh chết. Quá nghịch thiên, một người trẻ tuổi mới tu luyện hơn 20 năm định đồ hoàng. Mảnh đất này sẽ sôi sục vì thế, đặt một cái cọc không thể vượt qua trong tài tuấn thế hệ trẻ, các đời thanh niên chỉ có thể ngước nhìn. Cảnh tượng này sẽ được ghi vào sách cổ, trở thành truyền thuyết đời sau. Mắt Long La Phù chớp chớp nhìn thanh niên đánh tà hoàng chảy máu, lòng dâng trào niềm tự hào. Ngón tay Long La Phù siết chặt như thể nàng đã làm chuyện gì rất ghê gớm. Thái Vi hừ mạnh, khuôn mặt xinh đẹp lạnh băng, bàn tay trắng tinh lóe từng bóng rồng vòng quanh ngón tay, sát khí tăng vùn vụt. Bùm! Hư không sau lưng Phong Phi Vân gợn sóng, từng vần nước dao động. Một bàn tay khô héo tà tính thò ra từ sóng gợn chụp xuống đấu Phong Phi Vân. Không chút dấu hiệu báo trước, bàn tay thò ra, móng vuốt cực kỳ sắc bén như vuốt của tà thi. Là ai? Phong Phi Vân nhận ra hơi thở cực kỳ nguy hiểm. Tà hoàng sắp bị giết, Phong Phi Vân không cam lòng nhưng buộc phải từ bỏ lão, nếu không sẽ gặp tai họa. Phong Phi Vân trở tay vỗ một chưởng vào bàn tay đánh lén sau lưng, chém rách hư không lôi bóng đen ra. Tà hoàng cười gằn. Khục khục, thằng nhãi Phong Phi Vân, người suýt có thể giết ta nhưng bây giờ người chết là ngươi. Tà hoàng lấy lại sức, tà quang vận chuyển một vòng, vết thương liên tục khép lại, xương gãy liền lại. Phong Phi Vân đang đánh nhau với bóng đen, nếu không tại bóng đen đánh lén thì hắn đã chân áp tà hoàng đến chết. Phong Mặc. Phong Phi Vân cảm ứng hơi thở Diêm Vương từ người bóng đen, suy đoán đối phương rất có thể là Phong Mặc. Phong Phi Vân tấn công càng gắt, chân đạp luân hồi tật tốc xé một góc khói đen bao quanh người đối thủ. Phong Phi Vân xuyên qua khe hở thấy khuôn mặt già nua của Phong Mặc âm trầm nhìn mình. Phong Mặc đã bị trái tim Diêm Vương hoàn toàn tà hóa, mặt đầy tà văn, mắt đen thui trống rỗng. Phong Mặc nhếch môi nói. Phong Phi Vân, hôm nay là lúc lấy trái tim của ngươi. Chỉ bằng vào ngươi. Mắt Phong Phi Vân bắn ra tia sáng đỏ, anh khí khiếp người, chân đạp mặt đất đánh bay Phong Mặc. Cơ thể Phong Mặc đập vào một ngọn núi, làm ngọn núi khổng lồ nứt rạn. Phong Hoàng lấy yêu binh ra, lão ở trong đồng Lô Sơn lấy được chiến khí này. Một khúc lưỡi dao gãy, chỉ to cỡ bàn tay, quanh thân tỏa ánh sáng màu lam. Trên lưỡi dao ẩn chứa yêu lực khổng lồ, các hoa văn yêu tộc khác bên trên. Phong Phi Vân cảm giác lưỡi dao nguy hiểm, vội lấy hỏa dương luân hòa, huyết nhân thần quán ra chặn lưỡi dao công kích. Bùm! Hỏa dương luân đẳng cấp linh khí tứ phẩm chớp mắt bị lưỡi dao màu lam chém rách một khe hở, trận pháp vỡ gần hết, khí linh bị chém thương. Uy lực thật mạnh. Lưỡi dao màu lam chỉ là một khúc nhỏ của thần binh nhưng đã rất lợi hại, có thể chém phá linh khí tứ phẩm, giết khí linh. Đây là thần binh của đại yêu, tuy chỉ có một khúc nhỏ nhưng quá đủ chém gãy mọi thần binh lợi khí của thần Tấn Vương Triều. Phong Hoàng tấn công dồn dập, tà lực rót vào lưỡi dao, yêu khí đậm đặc sắp đâm thủng trời, chém hết vũ trụ. Phong Phi Vân im lặng, rơi vào bị động. Phong Phi Vân không dám tùy tiện chạm vào lưỡi dao màu lam, cố gắng trốn tránh. Đó là một khối thần nhẫn, sắc bén ngang ngửa với thiên tủy binh đàm. Nếu có thiên tủy binh đàm thì tốt rồi, đủ để đối kháng khối nhỏ lưỡi dao này. Phong Mặc bị Phong Phi Vân đánh dính vào ngọn núi lại bò ra, người tràn đầy ánh sáng tà tính, trái tim chảy máu đen, các tà văn hiện ra trên làn da. Phong Mặc nhìn trái tim Phong Phi Vân, một trái tim nóng bỏng tràn ngập năng lượng. Nếu nuốt trái tim này tu vi của Phong Mặc sẽ tăng mảng lớn. Ai đó? Phong Mặc cảm giác hơi thở từ vùng núi phía xa bắn tới, ngoái đầu nhìn. Trong sương mù, một nam nhân mặc giáp trắng chậm rãi bước ra từ cánh rừng, luồng gió quay quanh người. Nam nhân giáp trắng có khí chất u buồn, chân mày như đao kiếm, tóc dài bay trong gió. Nam nhân giáo trắng đạp gió lướt đến, không khí xung quanh tĩnh lặng.
là ngươi. Đôi mắt đen thui của Phong Mặc càng đen, tà lực phun ra ngoài biến ngọn núi dưới chân thành mảnh đất tà tính. Phong Si nói, đại ca, hãy từ bỏ đi. Phong Si đứng thẳng như cái cọc, chân đạp gió, các mảnh lá cây bay lên. Mắt Phong Si trong suốt, giáp trắng sáng choáng. Áo choàng đỏ bay lên sau lưng Phong Si, gã như thần tướng bất bại đi trong gió. Oai hùng khiếp người, làm người trong thiên hạ nhạt nhòa. Mặt Phong Mặc dữ tợn, da đầu phồng lên nứt ra các tà văn quái dị. Người nghĩ chết rồi sống lại là có thể đấu với ta. Dù ngươi sống lại thì ta sẽ giết ngươi thêm lần nữa. Phong Si chậm rãi nói. Đại ca đã nhập ma. Phong Mặc rít gào. Đúng vậy, ta nhập ma. Ngươi nghĩ ngươi là đệ nhất nhân kiệt Phong gia thì có thể khinh thường đại ca như ta sao? Rốt cuộc ngươi sẽ chết trong tay ta, ha 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 ha. Phong Si lặng im thật lâu, chậm rãi nói. Ngươi luôn là đại ca của ta. Phong Mặc công kích, tà quang khuếch tán như mặt trời tà màu đen, muốn giết Phong Si thêm lần nữa. Phong Si đứng thẳng, mắt sáng ngời, biểu tình cô đơn. Phong Si nói. Đại ca, chúng ta về nhà đi. Phong Si nâng tay, sức gió hiện ra tỏng lòng bàn tay như nâng một mảnh vũ trụ. Phong Si lật tay vỗ Phong Mặc nằm phịch dưới đất. Biểu tình Phong Si đau thương chậm rãi cõng Phong Mặc lên, từng bước rời khỏi mảnh đất loạn chiến, để lại trái tim tà tính đen thui dưới đất. Phong Phi Vân nhìn hai bóng lưng biến mất nơi cuối trời, thu tà tâm Diêm Vương. Phong Hoàng lại xông lên, lưỡi dao màu lam chém ra dòng sông gió đánh nát Hỏa Luân Dương thành các mảnh linh khí rơi rải rác. Phong Hoàng, người nghĩ ta không giết người được sao? Bùm! Phong Phi Vân nổi máu hung dữ, người trướng to, hắn biến thành Phượng Hoàng vảy rồng khổng lồ vô biên, dương cánh dài 3.000 dặm. Từ dưới đất nhìn lên chỉ thấy một bóng đen, không nhìn ra chân thân của Phong Phi Vân, vì thân hình quá khổng lồ. Chỉ có một góc nhỏ thân Phượng Hoàng thấp thoáng trong xương. Uy lực Long Phượng phát huy cực độ, ức vạn sinh linh một nửa thần tấn vương triều quỳ dưới đất như lạy chí tôn. Đỉnh Thi Thành, Mặc Giao Giao đứng dậy, áo da cừu bay lên, mắt mông lung làn thu thủy nhìn thân Phượng Hoàng khổng lồ trên bầu trời, giống như chân Phượng giáng xuống thiên địa. Hay mẫu thân của hắn là Phượng Hoàng thuộc Phượng Hoàng yêu tộc. Trong người hắn có dòng máu Phượng Hoàng cao quý. Không thể nào, tộc Phượng Hoàng toàn là nữ giới, dù kết hợp với nhân loại thì sẽ sinh ra nữ nhân bán yêu, tại sao hắn là nam? Mặc Giao Giao khó thể ức chế nỗi lòng giật mình. Vì nàng hiểu huyết mạch Phượng Hoàng quý giá hơn bất cứ ai. Truyền thừa một chút xíu dòng máu Phượng Hoàng đủ hưởng dãi ngộ cao chót vót trong yêu tộc. Mắt Mặc Giao Giao quyến rũ, dịu dàng như nước, yêu kiều động lòng người. Tu vi Mặc Giao Giao chống đỡ uy nhiếp Phượng Hoàng, ba thú con sau lưng nàng thì bị khí thế Phượng Hoàng trấn áp quỳ rạp dưới đất dập đầu lại liên tục. Sau khi Phong Phi Vân thi triển thân hình Phượng Hoàng, khí thế trấn vũ trụ. Trừ số ít nhóm người Mặc Giao Giao ra, một nửa người thần tấn vương triều quỳ dưới đất. Tía nó, muốn gì đây? Thiên thần xuất thế sao? Chí tôn hàng lâm. Tất Ninh Soái đang vất vả chống đỡ, gã càng khẳng định bán yêu Phong Phi Vân thật biến thái, mấy bán yêu khác bị bỏ xa lắc. Phong Hoàng hết hồn, cảm giác như thần linh đứng trước mặt lão. Nỗi sợ lan tràn trong tâm hồn Phong Hoàng. Gri. Tiếng phượng hót truyền khắp ngũ đại vương triều, toàn bộ đất đai có tường thụy xuất thế. Từng áng mây đỏ hiện ra trên bầu trời. Phượng Hoàng vươn ra một móng vuốt xé Phong Hoàng thành hai khúc, tà huyết rơi rào rào làm mặt đất ngàn dặm bốc cháy. Nơi này dính máu của Phong Hoàng, tương lai sẽ biến thành đất ma. Một thế hệ tà hoàng trở về cát bụi, máu nhuộm Nam Thái Phủ, từ nay phủ bụi trong lịch sử. Người mới chém người cũ, đạp xác tiên hiền đi tới mới trở thành chí tôn thật sự. Tà hoàng chết nhưng không gây ra nhiều sóng gió. Vì mọi người bị khí thế từ người Phong Phi Vân trấn áp sợ hãi, cơ thể sắp bị xé nát. Cảm giác như có khung trời đè người bọn họ. Phượng Hoàng trên bầu trời hùng hổ quá to. Long Khương Linh, còn định trốn đến bao giờ? Ngươi nghĩ ta không biết mấy trò vặt của ngươi sao? Mảnh đất mấy ngàn dặm bị san bằng, đất sụp xuống, hồ nước khô cả, nước sông bị đất vùi lấp. Phong Phi Vân đứng trên đỉnh núi đối diện con Phượng Hoàng. Nàng chịu dựng áp lực khổng lồ nhưng trong người có sự ngạo khí của đế hoàng, không bị Phong Phi Vân chấn nhiếp quỳ xuống. Thái Vi vừa chống đỡ khí vực kinh khủng vừa lạnh lùng nói. Phong Phi Vân, ngươi thật sự mạnh như vậy sao? Ngươi chỉ mạnh về khí thế, bản đế sẽ không vô dụng như Phong Hoàng, bị khí thế của ngươi chấn áp mất tinh thần,
dễ dàng bị ngươi giết. Thái Vi nói không sai, Phong Phi Vân chỉ mạnh về khí thế, thực lực thật sự chỉ mạnh hơn Tà Hoàng một chút. Thái Vi nói nhẹ nhàng nhưng chịu đựng áp lực không nhỏ, nếu không phải nàng quanh năm bồi dưỡng trái tim đế hoàng vô thượng thì đã bị Phong Phi Vân hù sợ. Vậy ngươi thử xem. Phong Phi Vân vươn móng vuốt khổng lồ to cỡ mấy trăm dặm ra, móng vuốt có thể xé rách mặt đất. Không vội. Thái Vi đứng sau lưng Long La Phù, chậm rãi nói. Phong Phi Vân, nếu ngươi muốn đánh với ta thì lấy mạng của nàng trước đi. Phong Phi Vân nói. Ngươi nghĩ sẽ uy hiếp được ta sao? Nếu hôm nay ngươi không giao thần hồn của Thái Vi ra thì ta sẽ khiến ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. La Phù, nhìn thấy chưa? Nam nhân này rất vô tình. Thái Vi bình thản, nàng chịu đựng áp lực lớn nhưng còn dư sức. Trước nay Long La Phù là người dứt khoát, nhưng bây giờ tâm tình rất phức tạp, khó thể quyết định. Long La Phù biết nữ đế quyết giết Phong Phi Vân, mà hắn cũng muốn trấn áp Long Khương Linh, cướp thần hồn Thái Vi. Giữa hai người không chết không ngừng. Giọng Phong Phi Vân phát ra từ Phượng Hoàng. La Phù, tốt nhất nàng đừng xen vào chuyện này, sẽ không có lợi cho nàng. Phong Phi Vân chỉ có thể giữ hình dạng này mấy phút, không gắng gượng được bao lâu. Phong Phi Vân phải bắt được nữ đế trước khi thân thể hao hết linh khí. Phong Phi Vân xem Long Khương Linh là kẻ thù lớn, vì nữ đế rất mạnh, lý trí kiên định, còn thông minh tuyệt đỉnh. Thứ duy nhất Phong Phi Vân mạnh hơn Long Khương Linh là kinh nghiệm kiếp trước, những mặt khác thì thua nàng. Loại kẻ thù này đáng sợ nhất, phải sớm tiêu diệt, nếu không rất khó ăn ngủ yên. Thái Vi không sợ Phong Phi Vân vì nàng nắm lá bài tẩy, tùy thời khiến hắn ném chuột sợ vỡ đồ. Thái Vi nhìn chúng Phong Phi Vân không thể giữ trạng thái bây giờ lâu được, miễn là câu giờ được một chốc thì hắn sẽ tự động gục. Một luồng thần quang từ chân trời bắn tới như ánh sáng cực đạo đâm thủng lưng Thái Vi. Huyết kiếm xuyên qua lưng Thái Vi, đánh bay người nàng. Biến đổi đột nhiên nằm ngoài dự đoán của mọi người, Phong Phi Vân ngây ngẩn. Thái Vi rất mạnh. Dù Phong Phi Vân mặc áo da phượng vảy rồng chưa chắc đánh lại nàng. Long Khương Linh là số ít người mạnh nhất mảnh đất này, nhưng bây giờ nàng bị đâm thủng cơ thể, bị thương nặng, không có cơ hội né tránh. Ai mà mạnh vậy? Thái Vi hết hồn, lỗ máu sau lưng toát ra khí Long Hoàng muốn khép lại miệng vết thương. Nhưng lực lượng hủy diệt bám vào vết thương, phá hỏng cấu tạo cơ thể, lan tràn ra toàn thân. Các huyết văn hiện trên người Thái Vi, nàng như bình gốm sắp vỡ. Lực lượng đáng sợ biết bao, Thái Vi không chống lại nổi. Chỉ một lực lượng hủy diệt nhập vào người đã làm sâu sắc vết thương, nàng bất lực. Phương xa, một nam nhân trung niên không giận mà uy bước ra từ không trung, thiên địa vạn pháp tụ tập vào người. Nam nhân trung niên mặc quái bào đạo y, đầu đội linh quan bạch ngọc, mắt chứa pháp tắc, ánh sáng sinh tử. Nam nhân trung niên giơ tay nghiền nát trăm vạn quỷ tà của vô cực quỷ lĩnh. Vô cực chủ thượng không đánh với Diêu Cắt nữa. Giống to hướng nam nhân trung niên vừa xuất hiện. Thần cửu, người khinh người quá đáng. Phập, đôi mắt nam nhân trung niên uy nghiêm như mắt thần vương, hai tia sáng bắn ra từ con người hất văng vô cực chủ thượng. Thân quy thủng hai cái lỗ to, vô cực chủ thượng hãi hùng. Cơ thể vô cực chủ thượng biến thành ức vạn khói quỷ, không dám đối địch với nam nhân trung niên tên thần cửu. Đối phương chỉ bắn ra hai tia mắt đã xuyên thủng quỷ thân bất bại, vô cực chủ thượng không kinh khủng sao được. Tia sáng mới rồi đâm thủng Thái Vi có lẽ chỉ là một tia mắt của nam nhân trung niên. Nam nhân trung niên tên thần cửu phất tay áo, cơn gió màu đỏ thổi quét thiên địa, xua tan khói quỷ biến ra từ vô cực chủ thượng. Trong hư không vang tiếng hét thảm thiết của vô cực chủ thượng, nó muốn ngưng tụ thân quỷ nhưng không thành công, bị thổi hồn phi phách tán. Phất tay áo tiêu diệt vô cực chủ thượng. Phong Phi Vân lẩm bẩm. Hóa cực xích phong. Phong Phi Vân đã đoán ra thân phận của nam nhân trung niên. Đây là loại thần thông rất lợi hại, chỉ người có tu vi mạnh mẽ mới luyện thành. Thần cửu lạnh nhạt nói. Dám không để mắt đến pháp chỉ của ta, sớm nên chết đi. Uy nghiêm trên người thần cửu không yếu chút nào, gã nhìn kỹ Phong Phi Vân. Khí thế thật mạnh, đáng tiếc miệng cọp gan thỏ. Thần cửu phất tay áo, gió lốc đỏ bay ra đánh bay Phượng Hoàng to 3.000 dặm. Giống như một tòa tinh vũ đập trúng người, Phong Phi Vân hộc ngụm máu, cơ thể biến về hình dạng cũ, bay ngược ra ngoài, rơi xuống áng mây. Phong Phi Vân rơi vào thi thành, đập thủng cái hố to. Tu vi của nam nhân trung niên này quá đáng sợ,
nếu Phong Phi Vân không mặc áo da phượng vảy rồng thì đã bị hóa cực xích phong thổi thành cho chứ không đơn giản là bị thương. Nam nhân trung niên khẽ kêu, Phong Phi Vân không thành cho làm gã hơi giật mình. Đám chân nhân thần linh cung biến thành luồng sáng bay tới trước mặt nam nhân trung niên, quỳ một gối dưới đất. Bái kiến thần cung chủ. Có thể tu luyện đến cảnh giới chân nhân mấy ai không ngạo khí ngút trời. Nhưng tất cả quỳ trước mặt thần cung chủ thần linh cung, đại biểu lực lượng khiến cường giả phải khom lưng. Thần cung chủ, thần cửu. Thần cung chủ thần linh cung đến, đầu tiên là đánh bị thương Phong Phi Vân, Thái Vi, tiêu diệt vô cực chủ thượng. Mỗi người là nhân vật chí cường trên mảnh đất này, nhưng không chịu nổi một kích của thần cửu. Tu vi cường đại biết mấy. Không ai dám lỗ mãng nữa, cường giả núp trong bóng tối cũng rụt vòi. Nam Thái Phủ yên lặng chưa từng có, như thể thời gian ngừng chảy. Tất Ninh Soái dụi mắt. Chẳng lẽ đã đến vũ hóa cảnh? Tất Ninh Soái mếu máo phát hiện mảnh đất này kinh khủng hơn gã tưởng tượng. Nhân vật như thần cung chủ thần linh cung phất tay một cái đủ đè chết Tất Ninh Soái. Chắc chưa đến vũ hóa cảnh, không thì dù ta mặc thần y cũng sẽ bị đánh hồn phi phách tán. Ngực Phong Phi Vân đang chảy máu, hắn đã cởi áo da phượng vảy rồng ra. Tuy áo da phượng vảy rồng chặn lại một kích vừa rồi của thần cung chủ nhưng có một phần lực lượng xâm nhập cơ thể, làm hắn bị thương nặng. Linh khí trong người khô kiệt, lại bị thương nặng, Phong Phi Vân phải nuốt một linh quả để nhanh chóng phục hồi linh khí, chữa lành vết thương. Phong Phi Vân ngước nhìn thi thành, thi vụ tràn ngập hơn một nửa tòa thành. Tiêu Nặc Lan đang tái tạo thi thể, nhưng thần cung chủ đã đến nơi, sẽ không cho nàng cơ hội đột phá. Thái Vi bị thương nặng, huyết văn dày đặc trên người, cơ thể tùy thời tan vỡ. Diêu Cát, Thiên Vu thần nữ cùng đánh ra cấm pháp mạnh nhất bảo vệ thi thành. Mặc kệ thần cung chủ mạnh tới đâu, miễn nữ ma đột phá thì biến lần thứ 5 sẽ nghịch thiên tất cả. Thần cung chủ nói, Thiên Vu thần nữ, ta kính Thiên Vu đại thần, không muốn giết nàng. Tốt nhất là hãy lùi sang một bên, nàng đừng xen vào chuyện này. Chân thần cung chủ đạp mặt đất đi tới, hơn 10 chân nhân theo sau, từng bước đến gần thi thành. Kiếp vân tụ tập trên bầu trời bay theo bước chân bọn họ. Thiên địa nguyên khí chuyển động theo thần cung chủ, sấm chớp đi đùng như cảnh tượng khai thiên tích địa. Thiên Vu thần nữ lấy Thiên Vu thần thụ ra cắm rễ trong thi thành, nhánh rễ như vuốt sắt. Có rễ nhô lên khỏi mặt đất tựa rồng kiếm, cành lá xum xuê che lấp khung trời. Mưa ánh sáng quay quanh lá cây, bao phủ thi thành. Đây là một gốc thần thụ, thiên mộc nối liền thiên địa. Thiên Vu thần nữ băng thanh ngọc khiết, linh tính động lòng người, rải sáng lấp lánh trên mặt. Thiên Vu thần nữ tựa tiên linh ẩn trong mây mù, da thịt sáng chói. Thiên Vu thần nữ nói, đại kiếp nạn sắp đến, mảnh đất này sẽ sinh linh đổ thán, gạch ngói vụn không tồn tại. Chỉ có nữ ma đột phá thì biến lần thứ 5 mới ngăn được đại kiếp nạn. Thần cung chủ chậm rãi nói, vô dụng. Bản tôn đã chặt đứt linh mạch dưới lòng đất, nữ ma không thể đột phá thi biến lần thứ 5. Tin tức thật đáng sợ, một khi linh mạch bị chém đứt nghĩa là Tiêu Nặc Lan không có được nhiều linh khí, không thể ngưng tụ thi thể, sẽ thành cho trong lúc đột phá. Thần cung chủ đến, đảo ngược thế cục, giải quyết tận gốc, triệt để cắt đứt khả năng Tiêu Nặc Lan đột phá cảnh giới. Phong Phi Vân biết trong tay Tiêu Nặc Lan nắm hóa đạo thạch, đủ cung cấp năng lượng cho thi biến lần thứ 5. Phong Phi Vân nói, tuy tu vi của ngươi mạnh nhưng không phải đối thủ của Diêm Vương. Thần cung chủ nói, sau ngày hôm nay thần linh cung sẽ rời khỏi mảnh đất này, chúng ta sớm chuẩn bị đường lui. Phong Phi Vân khó hiểu hỏi, nếu các ngươi từ bỏ mảnh đất này tại sao còn muốn nữ ma, ngăn cản nàng đột phá cảnh giới? Bởi vì thiên tôn vô lượng tháp, bổn tọa không ngờ thánh binh mua rơi vào thần tấn vương triều. Nếu nữ ma không đào nó ra khỏi vạn vật tháp có lẽ ta không cảm nhận được hơi thở của nó. Nếu có được thánh binh này thì ta có niềm tin đánh bại tà thi Diêm Vương, không cần rời khỏi mảnh đất này. Thần cung chủ nhận ra lai lịch của thiên tôn vô lượng tháp, đây là thánh khí đạo môn ghi chép trong các thần thư, chỉ được một khúc cũng có thể làm hùng chủ một phương. Thần cung chủ đến vì dụng cụ thánh linh, mọi người có mặt tại đây sẽ bị gã xóa sổ, không trừ người sống. Thần cung chủ nói tha mạng cho Thiên Vu thần nữ chỉ để tạm thời ổn định nàng. Mẫu thân giết đám người Phong Phi Vân, Thiên Vu thần nữ cũng khó thoát chết. Thần cung chủ không nhiều lời nữa, chậm rãi vươn tay ra. Không thấy thần cung chủ dùng sức đã xé mở cấm pháp Diêu Cát, Thiên Vu thần nữ bày ra.
Diêu Cát không chịu nổi lực lượng khổng lồ bay ngược ra sau, mình đầy vết máu. Phong Phi Vân cắn răng, mở đường hầm Thiên Quốc hút Diêu Cát trong không trung vào Thiên Quốc. Tất Ninh Soái cũng muốn chui vào Thiên Quốc trốn nhưng bị Phong Phi Vân ngăn lại. Cho ta vào. Đừng hòng, lão Tất, người có chí lớn tại sao chạy trốn? Ta không làm Thiên Nga được không? Không được, người phải cùng ta kề vai chiến đấu mãi đến giọt máu cuối cùng. Đầu Tất Ninh Soái đã chui vào đường hầm Thiên Quốc nhưng bị Phong Phi Vân túm quần kéo ra. Tử Nhục Hòa Thượng mắt lẹ chân mau nhanh như chớp chui vào đường hầm Thiên Quốc. Con đường khép kín, Phong Phi Vân cất đi. Phong Phi Vân biết sau lưng Tất Ninh Soái có thế lực lớn, khi cần thiết có thể lôi thế lực đó ra không chừng Hù Thần Cung chủ buông bỏ. Nên Phong Phi Vân không cho Tất Ninh Soái lánh nạn trong Thiên Quốc. Diêu Cát bị thương nhưng còn Thiên Vu Thần Nữ đỡ được đợt công kích đầu tiên. Thiên Vu Thần Nữ lấy Thiên Vu Thần Thụ ra, tỏa ánh sáng sinh mệnh vô tận dần phục hồi lại. Cành lá rậm rạp che trời. Thần cung chủ muốn có được Thiên Tôn Vô Lượng Tháp nên không e ngại Thiên Vu Đại Thần nữa, quyết tâm tiêu diệt Thiên Vu Thần Nữ. Thần cung chủ đánh ra luồng sát thuật, điều động thiên địa nguyên khí, dẫn động mạch văn mặt đất ngưng tụ thành thanh kiếm chém trời. Nhát kiếm chém xuống, Thiên Vu Thần Thụ vỡ vụn, thân cây sắp tan nát. Mặt đất bị cắt thành hai nửa. Cơ thể Thiên Vu Thần Nữ khẽ run, khóe môi vương tơ máu. Thiên Vu Thần Nữ lại vận dụng linh lực trong người, thúc đẩy Thiên Vu Thần Thụ sinh trưởng. Bà nội nó, Phong Phi Vân, tình nhân của ngươi mạnh thật. Nhưng tại sao nàng chỉ phòng ngự mà không chủ động công kích? Theo ta thấy tu vi của nàng đủ đánh với chùm thần linh cung. Ban đầu Tất Ninh Soái thấy Phong Phi Vân mang Thiên Vu Thần Nữ, mặc giao giao về thi thành còn cho rằng hắn không đáng tin, chạy đi tán gái. Giờ nhìn tu vi của Thiên Vu Thần Nữ, trong lòng Tất Ninh Soái nổi lên ý nghĩ khác. Tất Ninh Soái thầm nghĩ. Phong Phi Vân tán gái giỏi thật, ai cũng cua được. Phong Phi Vân nhíu mày, chậm rãi nói. Nếu nàng đánh nhau với thần cung chủ sẽ có uy lực kinh thiên động địa, ngũ đại vương triều bị vạ lây. Chiến uy của bọn họ giết người vô tội khó thể tính toán hết. Một vạn năm trước lũ nàng đánh nhau với Diêm Vương khiến 3/4 mảnh đất này thành đất chết. Nếu hôm nay nàng chiến đấu với thần cung chủ, không đợi tà thi Diêm Vương đến mảnh đất này đã bị hủy diệt. Vì lý do này nên nàng mới bị động phòng ngự chứ không tấn công. Tất Ninh Soái nhìn Thiên Vu Thần Nữ trên bầu trời như ngõ yêu quái, gã không hiểu nổi trên đời còn có loại người này. Có lẽ vậy. Phong Phi Vân nhìn trán Thiên Vu Thần Nữ nứt ra, ột giọt máu trượt xuống khuôn mặt non mịn. Tất Ninh Soái vỗ vai. Kỳ quái thật, ai? Tất Ninh Soái khó hiểu hỏi. Ta thấy ngươi luôn thông minh, tại sao kiếm tình nhân ngốc vậy? Môi Phong Phi Vân mấp máy kiềm chặt cánh tay Tất Ninh Soái. Tất Ninh Soái la lên. A, chết tiệt, ngươi làm gì? Phong Phi Vân sờ soạng ngực Tất Ninh Soái móc linh bài khắc chiến địa tước phủ ra. Phong Phi Vân xách Tất Ninh Soái bay lên đỉnh thi thành, giơ cao lệnh bài. Phong Phi Vân nói với thần cung chủ ở bên dưới. Dừng tay lại. Thần cung chủ liếc hướng Phong Phi Vân, nhưng không dừng tay. Thần cung chủ đột nhiên nhíu mày. Quay đầu nhìn kỹ linh bài trong tay Phong Phi Vân, người run rẩy. Thần cung chủ con ngươi co rút. Chiến địa tước phủ, nhóc Phong Phi Vân, ngươi làm sao có được lệnh bài của chiến địa tước phủ? Tuy chỉ một khối linh bài nhưng đại biểu sức nặng rất lớn. Tất Ninh Soái vùng thoát khỏi tay Phong Phi Vân, giật linh bài về. Tất Ninh Soái sửa sang quần áo, rất thỏa mãn thấy ánh mắt giật mình của thần cung chủ. Tất Ninh Soái ưỡn ngực, hĩnh mũi nói. Sao hắn có linh bài chiến địa tước phủ được? Linh bài này là của tiểu gia ta. Thần cửu, tôm tép như ngươi thấy linh bài của chiến địa tước phủ sao không quỳ? Vẻ mặt Tất Ninh Soái đắc ý, hĩnh mũi đến tận trán, không thèm nhìn thẳng thần cung chủ. Bộ dáng như thể nhãi nhép thần cung chủ dễ dàng bị gã tùy tay đập bẹp. Đám chân nhân thần linh cung trừ vài người từng đi Trung ương Vương triều thứ 6 rèn luyện là nghe nói về chiến địa tước phủ, còn các chân nhân khác rất khó hiểu. Tại sao một khối lệnh bài lại khiến thần cung chủ giống như thần linh hết sức kiêng dè? Mắt thần cung chủ lóe tia sáng, do dự. Thần cung chủ biết chiến địa tước phủ đại biểu cho cái gì, nhưng khi gã liếc tòa thánh tháp nằm giữa thi thành thì ánh mắt lạnh lẽo, đặt quyết tâm. Phong Phi Vân nhận ra ánh mắt thần cung chủ thay đổi, hắn biết vì Thiên Tôn Vô Lượng Tháp, thần cung chủ định giết Tất Ninh Soái tại đây. Rút! Phong Phi Vân kéo Tất Ninh Soái đang chờ thần cung chủ quỳ xuống. Hai người nhảy vào thi thành.
Cùng lúc đó, nhát kiếm chém trời cắt nát tường thành chỗ hai người đứng thành cho, để lại vực sâu thăm thẳm dưới đất. Tất Ninh Soái trợn mắt, râu tóc dựng đứng. Tổ cha nó, thần linh cung quá kiêu ngạo, nếu lão tử về gia tộc xếp hái địa quân đến san bằng thần linh cung ngay. Phong Phi Vân nói, giữ sức đi, người ta dám ra tay nghĩa là sẽ không để ngươi sống sót rời đi. Dù ngươi dẫn động trùng động linh thạch cũng sẽ bị giết trong trùng động. Tất Ninh Soái không chú ý đến Phong Phi Vân đã nhìn thấu chất liệu linh bài của mình, vẫn hăng say chửi sùm, chửi 18 đời tổ tông thần cung chủ. Bùm! Thiên Vu thần thụ ngã xuống, Thiên Vu thần nữ bị thương nặng, bị thần cung chủ chém bay. Các giọt máu rơi xuống như đóa linh hoa héo tàn. Lòng Phong Phi Vân rất áy náy, cảm thấy không nên lợi dụng Thiên Vu thần nữ. Phong Phi Vân vội đưa Thiên Vu thần nữ vào thiên quốc, Tất Ninh Soái một lần nữa muốn chui vào thiên quốc nhưng bị hắn xách ra. Nếu không được thì đành bỏ nữ ma, không thể vì nàng khiến người vô tội mất mạng. Phong Phi Vân không phải loại người làm chuyện giang dở, càng không dễ bỏ cược. Không làm thì thôi, đã quyết tâm làm thì sẽ hoàn thành đến cùng. Nhưng thần cung chủ thật sự quá mạnh, vượt qua dự đoán của Phong Phi Vân rất nhiều. Diêu Cát, Thiên Vu thần nữ suýt chết, Phong Phi Vân buộc lòng phải rút lui. Tình hình mạnh hơn người. Mạc Giao Giao vẫn ngồi trên ghế trên thành lâu, biểu tình hưng phấn kích động, dậm chân mấy cái. Ôi chao, này Phong Phi Vân, ta không nhịn được nữa, rốt cuộc ta có thể ra tay không? Mặt Phong Phi Vân đen. Ta có bảo không cho nàng ra tay sao? Thì ngươi kêu ta trốn sang một bên đừng ra tay, ta rất ngoan, luôn cố nhịn. Ngươi nhìn đi, ta nắm chặt tay đến đỏ hồng. Mạc Giao Giao xòe hai tay trắng mịn, làn da hơi đỏ. Mạc Giao Giao nói rất nghiêm túc, không giống đang giỡn. Mặt Phong Phi Vân ngu ra, tía nó, tổ cha nó, sao hôm nay toàn quái thai vậy? Tuy Mạc Giao Giao quái thai nhưng nàng có bản lĩnh, mới rồi chiến đấu dữ dội như thế, Nam Thái Phủ hơn 10 vạn dặm bị cuốn vào chỉ có xung quanh nàng là mọi thứ không tổn hao gì. Mạc Giao Giao ngồi trên ghế ôm chó sư tử, bộ dáng nhàn nhã, ba con thú ngơ ngác ngồi sau lưng nàng. Tất Ninh Soái xoa trán. Người đi đâu tìm ra người quái đản vậy? Thường thì người quái đản sống sót thường có chút thực lực. Phong Phi Vân ngừng một lúc, bổ sung thêm. Giống như ngươi. Phong Phi Vân không xem trọng Mạc Giao Giao nhưng hắn phát hiện mấy điểm nhỏ nhặt, cảm thấy nàng sẽ không quá yếu. Một yêu tộc xuất hiện trong quốc gia nhân loại, yêu tộc bình thường không làm được. Vù 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 vù. Bên ngoài thi thành vang tiếng xé gió chói tai, thiên địa như bị đảo ngược. Phong Phi Vân, Tất Ninh Soái hết hồn. Hai người đứng trong thi thành nhìn ngoài rời, thấy vùng đất bên ngoài xoay tròn, các núi cao bị bứng lên trời, các con sông bay lên không trung, tan vỡ. Cả thế giới đang vỡ vụn. Chuyện gì xảy ra? Tất Ninh Soái cảm giác lỗ tai bị điếc, đất rung rinh, tiếng ầm ầm kéo dài không dứt lấn át tiếng nói của gã. Chuyện này rất kinh khủng, lúc trước đại chiến cũng không tạo thành lực lượng hủy diệt đáng sợ như thế. Phong Phi Vân cố gắng giữ thăng bằng không để bị đất đai rung rinh hất bay. Nam Thái Phủ 10 vạn dặm bị vỡ tan, đây là lực lượng có thể hủy diệt một bí cảnh cấp thấp. Cái gì, một vương triều nho nhỏ sao lại có tồn tại đẳng cấp như thế? Chắc không phải Tà Thi Diêm Vương giáng lâm đi. Đánh chết Tất Ninh Soái cũng không tin thần tấn vương triều ra nhiều cường giả đến thế. Phong Phi Vân lắc đầu, nhìn bên ngoài tường thành to lớn. Một con sư thú trắng tinh ngửa đầu gầm giống, trong miệng phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hoa, hai mắt đỏ như máu ao thần, đầu mọc cái sừng sáng lấp lánh. Con thú đại chiến với thần cung chủ. Một chân sư thú gai hãm xuống, thiên địa lại xoay tròn, thần cung chủ cũng né tránh. Tất Ninh Soái hét chói tai, giọng như vịt kêu. Má ơi, đây là một con nhai sư thú, trong người có huyết mạch thánh thú. Hàng này từ đâu chạy ra? Ánh mắt Phong Phi Vân càng lúc càng trầm trọng nhìn Mạc Giao Giao đứng trên tường thành, đường cong yểu điệu, xinh đẹp động lòng người. Mạc Giao Giao đứng yên tại chỗ, nhưng con chó sư tử trong ngực nàng chẳng biết đã đi đâu. Tất Ninh Soái nhìn theo tầm mắt Phong Phi Vân, há to mồm có thể nuốt một quả trứng vịt. Chắc ngươi sẽ không cho rằng đó là chó con trong ngực nàng đi. Nhìn sao cũng không giống. Ngoài miệng Tất Ninh Soái nói vậy nhưng suy nghĩ trong lòng giống y như Phong Phi Vân. E rằng thật sự là con cún kia. Một con chó có thể đối kháng với thần cung chủ. Tất Ninh Soái lấy linh bài ra, định kích hoạt linh văn bên trên,
trực tiếp xuyên qua trùng động trở về Trung ương Vương triều thứ 6. Bây giờ ta đi được chưa? Tất Ninh Soái rất kích động, gã cho rằng đến vương triều nhỏ này có thể xưng vương xưng bá, nhưng hôm nay đảo điên suy nghĩ của gã. Tất Ninh Soái cảm thấy vương triều nhỏ này nguy hiểm còn hơn Trung ương Vương triều. Nhiều người không dám ở lại Trung ương Vương triều thứ 6 sẽ trốn vào các vương triều nhỏ, trêu vào mấy người này là chuyện rất nguy hiểm. Đặc biệt là thần tấn vương triều, không thể dùng lẽ thường ước đoán. Phong Phi Vân hỏi dò. Một lần ngươi có thể mang theo mấy người đi chung? Tất Ninh Soái trả lời. Năng lượng còn dư trong trùng động linh thạch không nhiều, miễn cưỡng mang được hai người. À, trung tâm thi thành, thi khí điên cuồng co rút, rất nhanh ngưng tụ thành một điểm, biến ra hình người. Tóc dài bày ra 300 trượng, mỗi sợi tóc chất chứa hơi thở khổng lồ, một sợi tóc bay ra thi thành. Tiêu Nặc Lan thành công ngưng tụ thi thể. Thi vương đệ ngũ biến xuất thế. Phập, thần cung chủ cảm ứng nhanh chóng đã co giò bỏ chạy nhưng vẫn bị sợi tóc của Tiêu Nặc Lan chém trúng, không chút sức chống cự cơ thể đứt thành hai khúc bay hai hướng. Sức sống của thần cung chủ mạnh mẽ, tuy bị chém đứt hai khúc nhưng không chết ngay, gã tiếp tục chạy trốn. Nửa người trên trốn ra thần tấn vương triều, chạy cơ vào đại hoang. Nửa người dưới trốn hướng khác, đã vào biên cảnh Ngọc Càn vương triều. Tiêu Nặc Lan không vui không buồn, đôi mắt bắn ra tia sáng tiêu diệt sạch sẽ hai khúc mình thần cung chủ đã trốn ra mấy chục vạn dặm. Huyết phụ bay ra bị tia mắt của nữ ma xóa sổ sự sống. Quá cường đại! Một sợi tóc chặt đứt cơ thể thần cung chủ. Một ánh mắt bay xa mấy chục vạn dặm, giết thần cung chủ không kịp ngáp. Răng Tất Ninh Soái run lập cập, mặt thộn ra. Tất Ninh Soái quỳ dưới đất. Nữ ma đại nhân thọ cùng trời đất. Lên trời xuống đất chư thần chu ma. Xin hãy nhận ta làm đồ đệ. Tiêu Nặc Lan lạnh lùng hỏi. Ngươi là ai? Thanh âm cực lạnh, tóc dài 300 trượng như thác nước xoay quanh trên bầu trời. Tất Ninh Soái siêu kích động, mặc dù sau lưng gã là đại gia tộc khổng lồ nhưng gã chỉ là một đệ tử trẻ hơi ưu tú trong gia tộc đó, không được thấy lão tổ tông. Huống chi mấy lão tổ tông tất gia chưa chắc mạnh hơn nữ ma bao nhiêu, rất ít xuất thế. Nếu có nữ ma làm chỗ dựa thì Tất Ninh Soái trở về Trung ương Vương triều thứ 6 có thể đi ngang. Tất Ninh Soái dẻo mỏ tâng bốc. Ta là người ngưỡng mộ đại nhân. Mới rồi lão nhân ra bế quan, nhiều kẻ xấu đến quấy rầy đại nhân tu luyện. Ta anh dũng chiến đấu, phóng khoáng giết địch, máu nhuộm chiến bào. Mới rồi Tất Ninh Soái luôn muốn bỏ chạy nhưng bây giờ thổi phồng mình dũng mãnh hơn người, làm gương cho binh sĩ, như thể là gã đánh lùi mọi kẻ địch. Các ngươi lùi xuống trước đi, ta vừa đột phá, tu vi chưa ổn định. Sát khí trên người nữ ma giảm một chút nhưng vẫn vô tình, cực kỳ lạnh lùng. Tiêu Nặc Lan liếc Phong Phi Vân, Tất Ninh Soái như nhìn người xa lạ, cầm hóa đạo thạch tiếp tục hấp thu linh khí. Thân hình yêu kiều bị linh khí bao phủ. Má ơi, tu vi chưa ổn định đã cường đại như thế, nếu ổn nin bh thì còn tới đâu. Tất Ninh Soái khó thể kiềm nén nỗi lòng hưng phấn. Cảm thấy nữ ma khá là yêu ái gã, cảm thấy mình dẻo miệng đã khiến nữ ma có hảo cảm với mình. Tưởng tượng thôi đủ làm Tất Ninh Soái kích động. Phong Phi Vân thấy khó tin, dù là thi vương đệ ngũ biến, chỉ mới đột phá không nên mạnh mẽ như thế. Phong Phi Vân nhìn Tiêu Nặc Lan, thầm nghĩ. Chẳng lẽ vì hấp thu thi khí một nửa thi thể Diêm Vương? Hoặc bởi vì nàng tu luyện tam thi trảm đạo trong đạo tổ cổ kinh? Nên mới cường đại hơn thi vương đệ ngũ biến bình thường khác. Con nhai sư thú biến nhỏ, bay vào ngực Mặc Giao Giao, lại trở về bộ dạng chó sư tử trắng tinh đáng yêu, rất ngoan hiền. Phong Phi Vân bay ra ngoài thi thành, mặt đất tan nát, khắp nơi nứt nẻ, các sinh linh chết hết. Trong hoang tàn có hai nữ nhân không chết, là Thái Vi và Long La Phù. Trong lúc nhai sư thúc và thần cung chủ đánh nhau, Thái Vi lấy trận pháp phòng ngự do cường giả vũ hóa cảnh bày bố ra bảo vệ mạng sống hai nàng. Đây là lực lượng của cường giả, có thể hủy một vực, diệt một giới. Nam Thái Phủ tan nát hết, linh mạch bị hút khô thành mảnh đất cằn cỗi, không biết cần bao nhiêu năm mới lại sinh ra sinh linh khác. Đối với người đời sau thì nơi này chính là chiến trường cổ, nhiều nơi dính máu cường giả biến thành đất ma. Trận chiến này khiến một nửa chân nhân chết, máu ở nhiều nơi còn bốc cháy dung luyện mặt đất. Mao Ô Quy chạy về, lần này nó mệt muốn tắt thở. Mao Ô Quy và Linh Cung Chủ hầu như chạy hết một vòng ngũ đại vương triều. Linh Cung Chủ không đuổi theo Mao Ô Quy nữa, chắc vì cảm nhận hơi thở của nữ ma nên rút lui.
Tất Ninh Soái xách đuôi Mao Ô Quy lên như xách hải sản 2 ký. Tất Ninh Soái bước tới gần, cười nói. Như thế nào, Phong đại anh hùng, nhìn thấy bộ dạng của nàng giống Nam Cung Hồng Nhan nên không nỡ ra tay sao? Thái Vi bị thần cung chủ trọng thương, mặc dù vết thương đã ổn định nhưng vẫn có luồng khí lạnh dày đặc lan trà, phá hoại cấu tạo cơ thể. Mặt Thái Vi không có chút máu, rất khó phát huy vài phần sức mạnh. Thái Vi lạnh lùng cười. Hắn muốn tiêu diệt linh hồn của ta, cướp thân thể này, sử dụng máu của Nam Cung Hồng Nhan thức tỉnh ấn ký linh hồn, mảnh nhỏ ký ức trong máu. Nhưng hắn không nắm chắc 10 phần. Nữ đế cực kỳ thông minh, nhìn vào mắt Phong Phi Vân nàng đoán ra suy nghĩ trong đầu hắn. Phong Phi Vân bình thản đứng đó, âm thầm vận chuyển kim tàm Phật khí, nói. Chờ tu vi của ta phục hồi đủ trấn áp linh hồn ngươi. La Phù, ta không muốn giết nàng, tại sao nàng xen vào? Long La Phù ngồi xếp bằng trên mặt đất, khóe miệng có vết máu, nàng cũng bị thương. Nghe Phong Phi Vân buông lời lạnh lùng, lòng Long La Phù rất tức giận. Tại sao? Ngươi hỏi tại sao? Thái Vi ngồi một bên bật cười, đang chế giễu Phong Phi Vân vô tri. Phong Phi Vân mặt không biểu tình bước tới giật thiên tủy binh đàm trên cổ Thái Vi xuống. Thần binh sắc bén rốt cuộc lại về tay Phong Phi Vân, biến thành đoàn chất dịch trắng nhập vào lòng bàn tay hắn. Khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch của Thái Vi thay đổi, muốn cướp về thiên tủy binh đàm nhưng không được, ngược lại bị Phong Phi Vân áp chế, thân hình không thể động đậy. Tuy Thái Vi bị Phong Phi Vân đè nhưng nàng không sợ chút nào, mỉm cười nói. Phong Phi Vân, ngươi không phải nam nhân, tặng đồ cho người khác lại đòi về, không có phong độ. Phong Phi Vân lạnh nhạt nói. Ta chưa từng tặng thiên tủy binh đàm cho ngươi, là chính ngươi muốn chiếm làm của riêng. Thái Vi cười nhạt nhưng không phản bác. Giữa ngươi và La Phù không xảy ra chuyện gì sao? Ngươi không chịu trách nhiệm. Phong Phi Vân im lặng thật lâu, cảm thấy nữ đế có ẩn ý gì đó. Phong Phi Vân nhíu mày. Thái Vi kiềm chế vết thương, nàng muốn câu giờ nên tiết lộ. Phong Phi Vân, ta nói thẳng cho ngươi biết, La Phù đã có. Vù 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 vù. Một trận gió âm sát từ phương Bắc thổi đến, thiên địa tối đen. Hơi thở lạnh lẽo thấu xương chui vào làn da mọi người, cắt ngang lời nữ đế sắp nói ra. Phong Phi Vân vụt ngẩng đầu nhìn hướng Bắc, khí lạnh càng rét run thổi qua như muốn cắt thịt khỏi xương hắn. Mặc Giao Giao đứng trên tường thành biến sắc mặt, Tiêu Nặc Lan trong thi thành mở mắt ra, vung tay. Thiên Tôn Vô Lượng Tháp bay lên cao, cố định thiên địa này. Môi Tiêu Nặc Lan sáng bóng, mắt lạnh băng. Diêm Vương đến. Tiêu Nặc Lan đứng dậy, giây sau đã đạp trên Thiên Tôn Vô Lượng Tháp, tóc dài bay rối, áo trắng tung bay. Hãy mau rời khỏi đây, đi cổ trận đài. Phong Phi Vân tỉnh táo lại khỏi cơn giật mình, không chút suy nghĩ đánh ra hai khí lưu mang theo Thái Vi, Đồng Lô Sơn bay nhanh ra ngoài Ngọc Lâu Quan. Tất Ninh Soái như chim sợ cành cong túm đuôi Mao Ô Quy chạy theo Phong Phi Vân. Diêm Vương giáng lâm trước thời gian, nằm ngoài dự đoán của Phong Phi Vân. Dù Tiêu Nặc Lan đã đột phá cường giả thi tà đệ ngũ biến có thể ngăn lại Diêm Vương nhưng đẳng cấp như bọn họ đánh nhau thì sức phá hoại rất kinh người. Tu vi của đám người Phong Phi Vân sẽ bị xé nát. Đường sống duy nhất là trốn khỏi mảnh đất này, chạy càng xa càng tốt. Hai lực lượng mạnh mẽ va chạm trong giới linh thạch như muốn đụng thủng giới linh thạch, là trái tim và đầu Diêm Vương cảm nhận được tà thi Diêm Vương kêu gọi. Phong Phi Vân đánh ra kim tàm Phật khí bao bọc giới linh thạch, ngăn cách hơi thở nhưng vẫn vô dụng. Giới linh thạch bị đụng thủng, linh thạch biến thành bột phấn, vô số linh thạch, báu vật rơi ra xếp thành ngọn núi nhỏ. Đầu, trái tim Diêm Vương phát ra tà quang đan sen bay hướng Bắc. Trên bầu trời phương Bắc vọng lại tiếng cười âm u chiêu hồn. Tuyệt đối không thể để Diêm Vương có được đầu và trái tim, đây là hai vị trí quan trọng nhất của thi thể. Diêm Vương có được đầu và trái tim thì tu vi sẽ lại tăng mảng lớn. Phong Phi Vân dừng bước, dùng thần thông cuốn lấy linh thạch, linh quả, báu vật rơi dưới đất lên. Bắn ra một kim Phật, cao 99 thước, tỏa ánh sáng vàng lấp lánh, phần bụng diễn hóa ra một con đường. Phật quang bắn ra tịnh hóa tà khí xung quanh. Đường Thiên Quốc đã mở. Trái tim, đầu đã bay ra bị Đường Thiên Quốc hút vào trong. Phong Phi Vân thở phào, hắn cũng muốn trốn vào Thiên Quốc tạm lánh nạn nhưng Diêm Vương không cho hắn cơ hội đó. Một luồng gió âm thổi qua biến thành bàn tay tà định kéo trái tim và đầu ra khỏi Thiên Quốc. Phong Phi Vân cắn răng, đóng kín đường Thiên Quốc, vác kim Phật to lớn chạy nhanh ra ngoài Ngọc Lâu Quan.
Trên bầu trời phương Bắc truyền đến tiếng gầm khiếp hồn người. Growl. Mao ô quỳ bị Tất Ninh soái chộp trong tay, choáng váng mặt mày, nhưng linh giác còn nhạy, cảm thấy không ổn. Nguy rồi, không trốn thoát. Diêm Vương cách vùng đất này gần 20 vạn dặm, trong khoảnh khắc sẽ giáng xuống, chúng ta không đến cổ trận đài kịp. Đinh. Một luồng tà lực chém tới, Phong Phi Vân cúi người. Tà lực xẹt qua đầu Phong Phi Vân phát ra thanh âm kim loại cắt đứt. Kim Phật cao 99 thước bị chém một nhát sâu một tấc, trận văn trên Kim Phật bị phá. Kim Phật là cánh cửa thiên quốc, bề mặt có trận pháp cường giả tuyệt đỉnh bày ra, khó mà tổn thương nó. Nhưng bây giờ một luồng tà lực chém nứt Kim Phật, nếu nó chém vào người Phong Phi Vân thì hắn chết chắc. Tiêu Nặc Lan lấy Thiên Tôn Vô Lượng Tháp ra, Mạc Giao Giao cũng lấy yêu binh có được trong thần tảng yêu tộc. Hai nữ nhân cùng ra tay, cách không quyết đấu với Diêm Vương, chặn Diêm Vương ngoài 20 vạn dặm. Nhưng còn một ít khí lưu bay ra từ khe hở thỉnh thoảng công kích đám người Phong Phi Vân. Chỉ là khí lưu sót lại nhưng khá lợi hại, cảnh giới đám người Phong Phi Vân hiện tại không ngăn cản được. Hết cách, Tất Ninh soái, hãy dẫn động trùng động linh thạch rời khỏi chỗ này ngay. Phong Phi Vân biết không thể đến kịp cổ trận đài, Kim Phật cao 99 thước bị chém nứt giạt, không mở đường thiên quốc được. Nếu còn ở lại đây rất có thể sẽ chết. Tất Ninh soái vác Mao Ô Quy trên lưng ngăn chặn những khí lưu tà lực, cắn răng nói. Người bị điên, giờ phút này thiên địa không gian hỗn loạn, mở trùng động ra rất có thể sẽ vỡ nát ngay. Nếu chúng ta bị khốn chết trong trùng động vỡ nát thì mới là không có đường sống. Phong Phi Vân dục. Không còn cách hòa khác, phải liều một lần. Tất Ninh soái cũng hiểu đây là con đường sống duy nhất, gã lấy linh bài ra. Tất Ninh soái lắc đầu, nói. Trong trùng động linh thạch không còn nhiều năng lượng, ta tối đa chỉ có thể mang theo hai người, bỏ lại Thái Vi, Long La Phủ đi. Phong Phi Vân không chút do dự nói. Không được, phải mang theo hết. Tổ cha nó. Tất Ninh soái sốt ruột muốn khóc. Ngươi có hiểu hậu quả hao hết năng lượng trùng động linh thạch giữa đường không? Phong Phi Vân nói. Không cần phải xuyên đến đầu kia trùng động, chỉ cần rời khỏi thần tấn vương triều là được. Ta có bí pháp xé một lỗ hổng trong trùng động, chúng ta có thể nhảy ra không gian trước. Tất Ninh soái hỏi. Nhảy ra trùng động trước, lỡ rơi vào đại hoang thì làm sao? Vậy coi như chúng ta xui. Tất Ninh soái không muốn chút nào nhưng gã vẫn dẫn động linh văn trên linh bài. Linh quang bắn ra từ linh bài, mở cánh cửa trong không trung. Trong cánh cửa mông lung, một con đường từ cánh cửa kéo dài ra ngoài. Phong Phi Vân truyền âm vị trí cổ trận đài bên ngoài Ngọc Lâu Quan cho Tiêu Nặc Lan và Mạc Giao Giao, hắn tin với tu vi của hai nàng sẽ an toàn rút lui. Làm xong mọi chuyện, Phong Phi Vân không chút do dự mang Thái Vi, Long La Phù chui vào không gian trùng động. Một tà ấn giáng xuống, cánh cửa trùng động sụp đổ, không gian khép kín. Cửa trùng động mở ra bằng trùng động linh thạch vốn không thể giữ lâu. Trong trùng động tràn ngập hơi thở không gian, thậm chí xuyên qua trùng động thấy bí cảnh, vị diện trôi nổi trong kẽ hở không gian. Chúng nó như bị các bọt nước bơ ơ bọc bềnh bồng trong không gian. Có thế giới bí cảnh rất gần với đường hầm trùng động, chạm tay vào được nhưng thật ra cách xa ức vạn dặm. Và đường hầm trùng động. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, ngồi bệch xuống đất. Phong Phi Vân âu vón bị thương nặng bây giờ gần như tiêu hao hết linh khí. Phong Phi Vân cắn răng cố bỏ dậy, ngồi xếp bằng dưới đất, phục hồi linh lực. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trong đường hầm trùng động rất nguy hiểm, nếu gặp bão không gian tùy thời sẽ sụp đổ. Nếu không bất đắc dĩ thì không ai muốn xuyên qua không gian bằng đường hầm trùng động. Năng lượng trên linh bài của Tất Ninh soái không còn nhiều, vốn chỉ có thể mang hai người nhưng giờ có ba người và một con rùa, không thể đến cửa trùng động ban đầu chiến địa tước phủ đặt ra. Khi linh khí tiêu hoa hết đường hầm trùng động sẽ sụp đổ rơi vào bão không gian, khi đó mọi người chỉ có con đường chết. Nên Phong Phi Vân phải phục hồi linh khí, thêm một phần linh khí là có một con đường sống. Bởi vì đây là đường hầm trùng động do sức người mở ra, không cần đám người làm gì trong chỗ này. Bọn họ đang đi hướng Trung ương Vương Triều thứ 6. Chỉ mới vào đường hầm trùng động có vài giây nhưng thật ra đám người Phong Phi Vân cách xa thần tấn Vương Triều ước giảm. Tất Ninh soái bỏ dậy, tính toán khoảng cách đến Trung ương Vương Triều thứ 6. Ta từng xem tọa độ không gian, thần tấn Vương Triều cách chiến địa tước phủ 920 tiên nhân nhảy.
Diêm Vương từ phương Bắc lao đến, nghĩa là thần Tấn Vương Triều ở hướng Nam Trung ương Vương Triều thứ 6. Chiến địa tước phủ cách biên cảnh Trung ương Vương Triều thứ 6 840 tiên nhân nhảy, tức là thần Tấn Vương Triều cách Trung ương Vương Triều thứ 6 80 tiên nhân nhảy. Chỉ khi tính rõ khoảng cách trầm ới tính ra thời gian trong đường hầm trùng động, đoán đại khái mình đi đến đâu rồi thông qua bí pháp Phong Phi Vân nói mở khe hở đường hầm trùng động chạy ra ngoài trước, có như thế mới được nhiều cơ hội sống hơn. Thái Vi ức chế vết thương trong người, mắt nhắm chặt, khuôn mặt xinh đẹp. Sắc mặt Thái Vi dần hồng hào, đã áp chế được sát khí của thần cung chủ. Long La Phù không bị thương nặng, nghe Tất Ninh Soái lẩm bẩm tính toán thì tò mò hỏi. Tiên nhân nhảy là cái gì? Tiên nhân nhảy là đơn vị tính cự ly của Trung ương Vương Triều, tiên nhân nhảy một cái 9.000 vạn dặm. Tất Ninh Soái lẩm bẩm mấy thứ kỳ lạ như trùng động tiết, không gian thần tuyền, vặn vẹo vị diện vân vân. Toàn là mấy thứ Long La Phù chưa từng nghe. Long La Phù sớm nghe nói thế giới rất rộng lớn, thần Tấn Vương Triều chỉ là một ao nước nhỏ. Hôm nay Long La Phù mới kiến thức được một chút, Trung ương Vương Triều lấy tiên nhân nhảy làm đơn vị tính khoảng cách, tiên nhân nhảy một cái 9.000 vạn dặm. Khoảng cách Nam Bắc của thần Tấn Vương Triều không đến 90 vạn dặm, không bằng 1% tiên nhân nhảy, thật sự chỉ là ao nước nhỏ. Không lâu sau Phong Phi Vân chợt mở mắt ra. Đã vượt qua 60 tiên nhân nhảy, chuẩn bị ngay đi, ta bắt đầu xé không gian đây. Phong Phi Vân nhặt một viên giới linh thạch trong đường hầm trùng động, thu linh thạch, kim Phật cao 99 thước, linh thảo, linh quả, các loại báu vật vào túi. Giới linh thạch cũng bị đầu và trái tim Diêm Vương đụng thủng, những báu vật xuất ra, giờ Phong Phi Vân mới có rảnh nhặt về. Long La Phù hỏi, chúng ta cần làm gì? Dốc hết sức tự bảo vệ mình. Phong Phi Vân nói, tuy ta có bí pháp xé rách một khe hở nhưng rát có thể sẽ bị bão không gian đánh trúng. Thái Vi ngồi sau lưng Phong Phi Vân, hé mắt ra nhìn bóng lưng hắn. Mắt Thái Vi lóe tia sáng, nhưng nàng không công kích Phong Phi Vân ngay lúc này. Thái Vi đứng dậy, chuẩn bị tùy thời nhảy không gian. Phong Phi Vân không nói nhiều, chán bắn ra 40 đốm sáng. 30 đốm sáng tỏa ánh sáng khác lạ, lột xác thành thần vật, Chu Thiên Hám Tiên Truy. Thiên đấu linh thai, cổ nguyệt nha. Thần thức của Phong Phi Vân có thể tự chủ tham ngộ tiểu diễn thuật, giờ hắn đã lĩnh ngộ 30 trong 40 phần, biến 30 thần thức thành diễn binh. Trong mộ phủ tầm bảo lục ghi chép tiểu diễn thuật có thể chống đỡ một mảnh không gian, sau khi đến cảnh giới siêu cao thậm chí diễn hóa ra một bí cảnh, một thế giới. Hiện giờ Phong Phi Vân sử dụng tiểu diễn thuật chống dậy không gian này, thoát khỏi đường hầm trùng động. Tất Ninh Soái, Mao Ô Quy, Long La Phù, Thái Vi căng thẳng. Bọn họ đứng trong một bọt nước, nếu bong bóng vỡ tất cả sẽ rơi vào bão không gian, chết không có chỗ chôn. Chuẩn bị sẵn sàng, lập tức nhảy không gian. Thiên địa tiểu diễn hướng về nhảy không gian chân thật, tốc độ rất chậm. Mọi người đều biết có thể nhảy trong bão không gian đã là kỳ tích. Rất nhanh mọi người trông thấy không gian khổng lồ như tấm bản đồ trong hư không. Không ngờ thành công thật. Người Tất Ninh Soái ướt đẫm mồ hôi thấm ướt quần áo. Tất Ninh Soái không đợi được nữa, biến thành luồng sáng lao ra ngoài trước nhất. Mao Ô Quy theo sau lao ra bão không gian. Long La Phù do dự một chút, cũng bay ra khỏi vết nứt. Thái Vi mới nhúc nhích thì đột nhiên. Một luồng gió từ bão không gian ập đến, đó là lực lượng hủy thiên diệt địa, khiếp hồn người. Mặc dù tâm trí Thái Vi hơn người nhưng lúc này sợ mặt không còn chút máu. Bị lực lượng sức người không thể chống lại áp chế. Bùm! Không gian tiểu diễn thuật chống đỡ bị đánh trúng, chỉ chạm nhẹ đã vỡ nát. Phong Phi Vân bị thổi bay ra ngoài, cuốn vào vòng xoáy không gian. Phong Phi Vân rất bình tĩnh, một luồng sáng xanh bay ra khỏi đan điền, biến thành thanh đồng cổ thuyền khổng lồ như một ngọn núi. Thuyền cổ xưa rách nát, hơi thở viễn cổ, 18 vải sắt thần buồm rách nát, nhưng thanh đồng cổ thuyền đứng vững trong vòng xoáy không gian. Những bão không gian đánh vào thanh đồng cổ thuyền như sóng nước vỗ vào thân thuyền, đẩy thuyền lướt mau hơn. Bản thân thanh đồng cổ thuyền như thần thuyền vĩnh hằng lướt sóng không gian. Thái Vi đáp xuống thanh đồng cổ thuyền, người đầy vết máu, bị thương nặng. Thái Vi khó khăn đứng dậy, nhìn Phong Phi Vân chằm chằm. Phong Phi Vân lảo đảo đứng ở đầu thuyền, miệng chảy máu ròng ròng, đau đớn khó khăn cố chống. Linh khí trong người Phong Phi Vân đã bị hao hết lúc hắn sử dụng tiểu diễn thuật, giờ hắn dùng máu và tiềm lực điều khiển thanh đồng cổ thuyền.
Thanh đồng cổ thuyền bay một giây là Phong Phi Vân tiêu hao vô tận tinh huyết và tiềm lực. Ầm, cuối cùng thanh đồng cổ thuyền xông ra ngoài, thoát khỏi vòng xoáy không gian. Cùng lúc đó Phong Phi Vân không chịu nổi nữa, trước mắt tối đen, ngất xỉu. Trước khi ấm ý thức, Phong Phi Vân cảm giác mình và Thái Vi bị hất văng ra ngoài. Thanh đồng cổ thuyền mất năng lượng biến thành luồng sáng xanh bay vào đan điền của Phong Phi Vân. Hy vọng đừng bị ném vào sâu trong bão không gian. Đây là suy nghĩ cuối cùng của Phong Phi Vân. Khi Phong Phi Vân tỉnh dậy, hắn cảm giác hít thở khó khăn, đầu nặng trịch, cơ thể tan vỡ, mỗi khúc xương sắp vỡ vụn ra. Phong Phi Vân không biết mình đang ở chỗ nào, không rõ đã qua bao lâu. Phong Phi Vân biết hắn không thể nhúc nhích, nếu không xương cốt sẽ nát thành bột ngay. Phong Phi Vân chậm rãi ngưng tụ kim tàm Phật khí mỏng manh trong đan điền, từng tia kim tàm Phật khí như lần mò gỡ kén chảy ra khỏi đan điền, xoay chuyển trước mặt. Một chu thiên, lại một chu thiên, không ngừng chữa lành vết thương. Kim tàm Phật khí trong cơ thể Phong Phi Vân càng lúc càng vững chắc, dồi dào hơn, hữu dụng hơn bất cứ linh dược trị thương nào. Cuối cùng Phong Phi Vân cảm giác có thể nhúc nhích. Phong Phi Vân lại mở mắt ra, nhưng mi mắt nặng ngàn cân, như bị thứ gì rất nặng đè. Là đất bùn. Phong Phi Vân bị lực lượng không gian ném sâu xuống đất bùn, nhưng vậy cũng tốt, nghĩa là hắn đã thoát khỏi bão không gian. Phong Phi Vân bò ra khỏi lòng đất, quần áo tả tơi, toàn thân là huyết giả, tóc rối xù, người đau thấu óc. Phong Phi Vân đào giới linh thạch chứa tất cả báu vật ra khỏi đất bùn, nhét vào người. Giờ Phong Phi Vân có rảnh quan sát xung quanh, bên cạnh Phong Phi Vân là một xích thụ cổ xưa khoảng 7-8 thước. Các dây leo cũ xưa, bụi gai lúc nhúc, ánh mặt trời chiếu uống phản xạ loang lổ dưới đất. Một con chim nhiều màu dập cánh giữa các nhánh cây, phát ra tiếng hót vui vẻ. Sâu trong rừng cây lan trà trướng khí, khói độc cùng với mùi ẩm ướt. Đây là một khu rừng hoang. Cái gì, rừng hoang? Lòng Phong Phi Vân lạnh lẽo, nếu bị ném vào đại hoang mênh mông vô biên là hắn tàn đời. Chắc không đến nỗi xui xẻo vậy đi. Thái Vi cũng bị ném ra nhưng Phong Phi Vân không thấy bóng dáng nàng đâu, chắc hai người sẽ không cách nhau quá xa, dù gì cùng bay ra khỏi bão không gian. Phong Phi Vân lấy thiên tủy binh đàm ra, vượt mọi chông gai, không muốn ở lâu trong đại hoang nguy hiểm rình rập khắp nơi. Nếu gặp một số mãnh thú thượng cổ, quỷ quái rừng hoang, âm dương vô thường là Phong Phi Vân chết chắc. Trong đại hoang là cấm địa của nhân loại. Mặt đất bao la, không đến tận cùng. Ầm 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 ầm. Vang tiếng nổ điếc tai, như mãnh thú chọc trời đi bộ, chấn mặt đất rung rinh. Cổ mộc rơi rụng lá cây. Phong Phi Vân nhìn sau lưng thấy đằng trước ngọn núi trước mặt có một con cự thú cao 130 thước người bốc lửa, 18 sợi xích quấn thoăn thân thể nó. Xích kéo dài dưới đất dễ dàng đè nát đá to nặng mấy chục vạn cân. Đằng sau 18 sợi xích kéo một chiếc xe cổ khổng lồ, áng mây đen bao phủ xe cổ, không biết bên trong chứa cái gì. Một nam nhân mặc giáp cổ, tay cầm chiến mâu đứng trên đầu cự thú. Nam nhân đứng thẳng, có hai đôi mắt, bốn con người bắn ra tia sáng màu vàng. Xẹt 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 xẹt. Tiếng xích sắt kéo lê. Người cự thú mọc lông dài 3 thước, sợi lông như làm bằng vàng ròng, hai chân dẫm đất, bốn cánh tay cột sợi xích, người khoác giáp sắt dày. Chỉ tính thiết giáp không biết nặng bao nhiêu ký. Cự thú kéo xe cổ to cỡ ngọn núi nghiền áp vùng núi, đụng ngã núi non, chân dẫm mặt đất để lại dấu chân thật to. Hồng thủy. Phong Phi Vân đứng trong rừng núi nhìn cự thú kéo xe cổ, biểu tình không sợ hãi ngược lại vui mừng. Theo Phong Phi Vân biết thì đại tộc nhân loại thường chăn nuôi hồng thủy để kéo vật tư, khoáng thạch, tài liệu. Linh thú này có sức mạnh rất lớn, hồng thủy trưởng thành có thể kéo một ngọn núi to. Chỉ đại thế lực truyền thừa cổ sầm ới nuôi nổi hồng thủy. Có hồng thủy kéo xe vậy là Phong Phi Vân không bị ném vào địa hoang, nếu không ngoài ý muốn thì hắn đã tới Trung ương Vương Triều thứ 6. Nam nhân bốn mắt đứng trên đầu hồng thủy thấy Phong Phi Vân đứng phía dưới, giơ ngang chiến mâu, người đứng thẳng tắp. Nam nhân bốn mắt lạnh lùng quát. Bên dưới là ai? Nếu muốn cướp khoáng xe thì hãy mau lùi lại đi, không thì xích hổ vệ của mộng gia đến là ngươi chết chắc. Bốn con mắt của mộng thái nhạc nhìn Phong Phi Vân chằm chằm, gã biết nam nhân lôi thôi trước mặt không phải đến cướp xe khoáng, có thể vì lạc đường nên mới vào sơn mạch bách kiếp. Nhưng xích hổ vệ đại nhân sẽ không nghĩ vậy. Bất cứ kẻ lạ nào xuất hiện trên con đường xe khoáng vận chuyển đều bị đánh chết rồi đưa đi tranh công, bảo là giết ăn cướp khoáng.
Mộng Thái Nhạc gặp chuyện như vậy không chỉ một lần, mặc dù gã gai mắt nhưng không dám xen vào. Nên Mộng Thái Nhạc mới kêu nam nhân lôi thôi đi ngay, chờ Xích Hổ vệ đến thì đã trễ. Lúc này Phong Phi Vân lôi thôi lếch thếch, mình đầy vết thương, áo thì dính vết máu khô cạn biến thành màu đen. Trông không giống ăn cướp mà như ăn mày. Tuy Phong Phi Vân bị thương rất nặng nhưng ánh mắt sắc bén, hắn nhìn ra được nam nhân điều khiển hướng đi của Hồng Thủy có tu vi thiên mệnh đệ cửu trọng, người toát ra yêu khí nhàn nhạt. Nam nhân giống như Phong Phi Vân, trong người chảy một nửa máu yêu. Bán yêu có thể tu luyện đến thiên mệnh đệ cửu trọng đã là lợi hại. Cộng thêm nam nhân kêu Phong Phi Vân đi chứ không giết hắn, chứng minh gã không hiếu sát. Thiên mệnh đệ cửu trọng ở trong Thần Tấn Vương triều xem như Thái Sơn Bắc Đẩu, rất hiếm thấy. Nam nhân chỉ nói một câu nhưng Phong Phi Vân phân tích ra rất nhiều thứ, cất cao giọng hỏi. Vị huynh đài này, ta bị đồng bạn hãm hại, vứt bỏ trong rừng vắng. Xin huynh đài giơ cao đánh khẽ đưa ta ra khỏi khu rừng này dùm, tại hạ vô cùng cảm kích. Phong Phi Vân ngẫm nghĩ, bổ sung thêm. Thật ra ta không hoàn toàn là nhân loại, trong cơ thể chảy một nửa máu yêu. Từng hoang này rất nguy hiểm, trạng thái cơ thể Phong Phi Vân bây giờ khá tệ, hắn bị thương nặng. Nếu gặp mãnh thú nào cũng sẽ nguy hiểm chí mạng, Phong Phi Vân phải nhờ vào nam nhân tìm cách rời khỏi khu rừng. Mộng Thái Nhạc chỉ là ngự thú sư bình thường của Mộng gia, địa vị không cao. Mộng Thái Nhạc kêu Phong Phi Vân đi đã là nhân từ, gã tuyệt đối không mang hắn theo cùng. Nhưng nghe Phong Phi Vân nói trong người hắn có một nửa máu yêu thì Mộng Thái Nhạc nổi lên lòng đồng tình. Nói đến thì bọn họ giống nhau, Mộng Thái Nhạc rất hiểu nỗi đau bị đồng bạn vứt bỏ, bị tộc nhân của mình khinh thường. Thậm chí bị tộc nhân coi là dị loại. Mộng Thái Nhạc rất hiểu hoàn cảnh Phong Phi Vân bị đồng bạn hãm hại, bị đồng bạn vứt bỏ, bởi vì gã từng gặp đường cùng như thế. Bán yêu là quần thể yếu, không được nhân loại thừa nhận, bị yêu tộc bài xích, kẻ đáng thương kéo dài hơi tàn trong kẽ hở hai bên. Mộng Thái Nhạc đang do dự thì sau lưng có tiếng mãnh thú chạy trồm, mảng lớn ánh sáng đỏ từ chân trời lao nhanh đến. Mộng Thái Nhạc thấy ánh sáng đỏ vọt tới liền lấy túi nạp thú ra hút Phong Phi Vân vào trong. Cùng lúc đó, một đội tu sĩ cưỡi xích hổ thú chạy như bay đến. Đoàn người đạp tầng mây như sông tiên đỏ rực lướt qua bầu trời, ngừng lại dưới Hồng Thủy, khoảng 500 người. Đây là xích hổ vệ của Mộng gia, một trong các quân đội vương bài. Mỗi tu sĩ có tu vi từ thiên mệnh đệ thất trọng trở lên, trong đó một tiểu đội trưởng có cảnh giới bán tôn chân nhân. Chỉ là một tiểu đội xích hổ vệ đã có 500 vị cự phách. Tiểu đội trưởng thân hình thẳng tắp, khoác chiến giáp thành đồng, mắt sáng như sao, lưng treo chiến đao vải trăng. Tiểu đội trưởng trầm giọng nói. Mộng Thái Nhạc, tại sao đột nhiên dừng lại? Ngươi có biết đã làm lỡ tốc độ đội xe đằng sau không? Mộng Thái Nhạc cung kính nói. Phía trước là Ác Long Cốc, khu vực kia không yên bình. Không có các vị xích hổ vệ mở đường, ta không dám tiến lên. Một câu nịnh hót làm các tu sĩ xích hổ vệ lâng lâng. Bọn họ không xem trọng bán yêu Mộng Thái Nhạc chút nào nhưng cũng không bắt bẽ gã nữa. Hừ, đám ô hợp Ác Long Cốc cũng dám cướp xe khoáng của Mộng ra sao? Đừng chậm chạp nữa, trước khi trời tối nếu không đến chợ Phù Thiên thì sẽ hỏi tội ngươi, đi. Ngoài miệng tiểu đội trưởng nói vậy nhưng vẫn dẫn 500 xích hổ vệ cưỡi xích hổ đạp gió bay đi đằng trước tuần tra. Nét mặt Mộng Thái Nhạc xa sầm. Hừ lạnh một tiếng. Chỉ dám ngang ngược trước mặt người của mình chứ hay ho gì. Hừ. Mộng Thái Nhạc ra lệnh Hồng Thủy đi tiếp. Giọng Phong Phi Vân phát ra từ túi nạp thú. Đa tạ Mộng huynh ra tay giúp đỡ, ta vô cùng cảm kích. Đừng cảm ơn, sau khi đến chợ Phù Thiên thì ngươi hãy đi đi. Ngươi là ngươi, ta là ta. Mộng Thái Nhạc đứng vững trên đầu Hồng Thủy, hai tay cầm hai khối chân diệu linh thạch, bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Phong Phi Vân cũng khoanh chân tu luyện trong túi nạp thú phục hồi tu vi, điều dưỡng vết thương. Phong Phi Vân lên tiếng. Trong người chợ Phù Thiên có một nửa máu yêu, dường như là huyết mạch tứ nhãn si yêu tộc. Mộng Thái Nhạc ngừng tu luyện, mở hai mắt bên dưới, yêu khí mỏng manh di chuyển trong người. Mộng Thái Nhạc trầm ngâm giây lát, nói. Đúng vậy, phụ thân của ta là đệ tử đời thứ 12 Mộng gia, trong chợ nô lệ bán yêu bắt. Bắt của ta. Phong Phi Vân nói, có một mẫu thân bán yêu chứ có gì lớn mà ngập ngừng. Cơ mặt Mộng Thái Nhạc co giật, gật gù. Đúng rồi, tại sao ta không nói nên lời? Phụ thân của ta có 3 thê tử, 52 tiểu thiếp. Mẫu,
Mẫu thân của ta không tính là tiểu thiếp, chỉ là một bán yêu nô của phụ thân. Phong Phi Vân im lặng, hắn hiểu tâm tình của Mộng Thái Nhạc hiện giờ. Mẫu thân của Mộng Thái Nhạc chỉ là nô lệ, còn là bán yêu, địa vị của gã trong Mộng gia thấp rất nhiều. Nếu Mộng Thái Nhạc không nhờ thiên phú cao tu luyện đến thiên mệnh đệ cửu trọng, còn tu ngự thú thuật thì cảnh tượng thấp kém hơn bây giờ rất nhiều, không bằng cả nô lệ. Trên mảnh đất này nhiều bán yêu không bằng nô lệ, Mộng Thái Nhạc như vậy là đã rất khá. Xuất hiện loại tình huống này không thể trách bất cứ người nào, bởi vì yêu tộc có rất nhiều bán yêu, số lượng càng khổng lồ. Bán yêu là quần thể yếu trong yêu tộc, cảnh ngộ thậm chí không bằng trong nhân loại. Bán yêu là tộc quần rất khó xử, truyền thừa đời đời, số lượng liên tục tăng lên. Phong Phi Vân khích lệ. Bán yêu thì sao, chẳng lẽ bán yêu rời sinh thấp hơn người một bậc sao? Huynh đệ, hãy phấn chấn lên, dùng lực lượng cho đám người xem thường Mộng huynh biết bán yêu cũng có thể đánh người. Biểu tình Mộng Thái Nhạc kiên cường nhưng gã lắc đầu, nói. Ngươi sai rồi, bán yêu trời sinh thấp hơn người một bậc, không thể phá tan vũ hóa cảnh thì mãi mãi không thành chí cường. Địa vị của bán yêu thấp không phải tại huyết mạch mà do lạch trời, bán yêu không qua vũ hóa. Một chủng tộc không có chí cường thì làm sao có được địa vị, sự tôn trọng. Phong Phi Vân nói, người ta không đột phá được vũ hóa cảnh, không thành chí cường là vì bọn họ giống như Mộng huynh, cho rằng mình không thể làm. Trong lòng có suy nghĩ đó thì làm sao phá lạch trời vũ hóa cảnh. Một câu đánh thức người trong Mộng, đầu óc Mộng Thái Nhạc ù vang, người run rẩy, mắt bắn ra ánh sáng chói mắt. Nhưng rất nhanh ánh sáng vụt tắt, trở về tĩnh lặng, Mộng Thái Nhạc lắc đầu. Từ xưa đến nay trong bán yêu có nhân vật kỳ tài ngút trời ghi nhưng không ai đột phá được lạch trời đó, nghĩa là ông trời chèn ép chủng tộc không nên tồn tại này, không cho bọn họ vùng lên. Đã là ý trời thì sức người làm sao chống lại. Tốc độ của Hồng Thủy rất nhanh, đi trong hoang dã hơn nửa ngày, không biết đi bao nhiêu dặm đường rốt cuộc ra khỏi sơn mạch. Trước khi trời tối bọn họ đến bên cái chợ lớn tụ tập mấy trăm vạn tu sĩ, Hồng Thủy kéo xe khoáng dừng lại. Có nô lệ Mộng ra tới gần chuyển vận khoáng thạch đi. Mộng Thái Nhạc tìm một cơ hội thả Phong Phi Vân ra khỏi túi nạp thú, theo tu sĩ Mộng ra đi vào chợ Phù Thiên. Từ đầu đến cuối Mộng Thái Nhạc không nói tiếng nào với Phong Phi Vân, đưa hắn ra khỏi Bách Kiếp Sơn Mạch đã là mạo hiểm mạng sống. Nếu tu sĩ Mộng gia trông thấy Mộng Thái Nhạc mang người lạ vào đội vạn chuyển khoáng thạch thì kết cục của gã sẽ rất thảm. Tu vi của Phong Phi Vân đã phục hồi hơn một nửa, điều dưỡng vết thương sắp lành lặn hết. Phong Phi Vân không vội vã rời khỏi đây, hắn đứng bên ngoài nhìn chợ Phù Thiên thật lâu. Trong sơn mạch phía xa liên tục có Hồng Thủy kéo khoáng thạch trở về. Hồng Thủy do Mộng Thái Nhạc điều khiển chỉ là một chiếc xe trong số đó. Phong Phi Vân sờ cằm. Mộng gia thật lợi hại, nuôi 12 con hồng thủy. Lần này kéo về 12 xe khoáng thạch lớn, mỗi xe chất khoáng thạch to cỡ ngọn núi nhỏ. Mộng gia xem như là gia tộc cường đại, có thế lực trong vùng này. Phong Phi Vân và Thái Vi cùng bị ném ra bão không gian, hắn đoán nữ đế rơi xuống gần đây. Phong Phi Vân phải tìm ra Thái Vi trước khi nàng rời khỏi mảnh đất này. Nếu để Thái Vi rời đi, Trung ương vương triều thứ 6 khổng lồ vô biên. Muốn tìm lại nàng thì khó như lên trời. Có lẽ Phong Phi Vân có thể nhờ vào lực lượng Mộng gia. Mộng gia là một trong các gia tộc đỉnh cao nhất quý vực, truyền thừa 8 vạn năm, nội tình dồi dào. Mộng gia tùy tiện phái người là dễ dàng trấn áp thế lực tiên môn như Sâm La Điện. Trên mảnh đất quý vực này có vô số gia tộc, Phúc Địa, Tiên Thành, Động Thiên. Nhiều thế lực mạnh hơn Thần Linh Cung, có một số cổ giáo truyền thừa mấy chục vạn năm có thể dễ dàng tiêu diệt Thần Linh Cung. Nam Bắc quý vực rộng cỡ một tiên nhân nhảy, tức là 9.000 vạn dặm. Diện tích khu vực đại gái to hơn Thần Tấn Vương Triều gấp một vạn lần. Quý vực nằm ở vị trí nào trong Trung ương Vương Triều thứ 6 thì ít ai biết. Cá tu sĩ chỉ biết bên cạnh quý vực có hỏa vực, hổ vực, mấy đại vực. Tu sĩ thiên mệnh đệ cửu trọng hiếm ai đi ra khỏi một vực, ít hiểu biết về vực khác. Bởi vì một vực đã rất bao la. Phong Phi Vân bị bão không gian hất ra ngoài lạc vào sơn mạch có tên là Bách Kiếp Sơn Mạch. Bách Kiếp Sơn Mạch nằm ở tây bộ quý vực, một tòa sơn mạch ngàn vạn dặm, tài nguyên phong phú, tụ tập đông đúc linh thú, chứa linh sơn, linh dược, lòng đất tụ tập linh mạch. Đương nhiên còn có tài nguyên khoáng thạch rất phong phú. Mộng gia có hơn 10 khu mỏ khai thác trong Bách Kiếp Sơn Mạch, hôm đó Phong Phi Vân tình cờ gặp một đội vận chuyển khoáng thạch.
nếu không cơ thể Phong Phi Vân bị thương nặng rất có thể gặp linh thú cường đại công kích đến chết. Bên trên là tin tức hai ngày qua Phong Phi Vân hỏi thăm trong chợ Phù Thiên. Phong Phi Vân ngồi trên ngọc các lơ lửng trên bầu trời, hắn mặc nho bào trắng sạch sẽ, tuấn tú tiêu sái, mắt hơi đó. Phong Phi Vân nhấm nhám thịt linh thú, uẩn đào nhưỡng. Không uổng là trung ương vương triều thứ 6 của nhân loại, phồn vinh hưng thịnh hơn ta tưởng tượng. Chỉ một vực đã dựng dục ra cổ giáo truyền thừa mấy chục vạn năm. Mấy thứ này là món ăn linh vực cực kỳ quý báu trong thần tấn vương triều, nhưng tại đây chỉ là một bữa ăn bình thường. Chỉ một bách kiếp sơn mạch đã liên miên ngàn vạn dặm, Phong Phi Vân muốn dựa vào sức mình tìm thái vi thì khó như lên trời. Trong khoáng thạch viên của Lý Gai cắt ra một khối long linh thạch, gây chấn động tỷ ong chợ Phù Thiên. Đã có cao thủ Lý Gia chạy tới hộ tống long linh thạch về gia tộc. Chuyến này tầm bảo sư của Lý Gia sẽ được khen thưởng hậu hĩnh. Gần đây mộng tinh thần của mộng gia tế luyện ra một linh khí cửu phẩm, trở thành linh khí cửu phẩm thứ 20 của quý vực. Không uổng là đệ nhất luyện khí tông sư quý vực, từ đây về sau địa vị của mộng gia trong quý vực sẽ lên một bậc thang. Ta có nghe nói về chuyện này, mộng gia chuẩn bị nhiều năm vì linh khí cửu phẩm này, hao phí tài liệu với con số thiên văn, mấy chục thế hệ nối tiếp nhau cố gắng. Suốt cuộc đời này hoàn thành hành động vĩ đại. Trên huyền thiên ngọc các Phong Phi Vân nghe được nhiều tin tức. Vấn Thiên Thành nằm ở ranh giới Bách Kiếp Sơn Mạch, rất nhiều tu sĩ ghé qua Vấn Thiên Thành rồi vào Bách Kiếp Sơn Mạch mạo hiểm, rèn luyện. Nhân khẩu lưu động khá lớn. Bên khung cửa sổ có công tử mặc áo tím phẩy quạt, khí chất phiêu diêu. Hừ, một đám vô tri, các ngươi cho rằng bằng vào mộng tinh thần có thể tế luyện ra linh khí cửu phẩm sao? Giọng công tử khá trong trẻo, không thô như giọng nam mà nhỏ nhẹ mềm mại. Phong Phi Vân nhìn hướng công tử áo tím, trẻ tuổi, khoảng 17, 8 tuổi, ăn mặc chỉnh chu, không hoa lệ cũng không đơn sơ, chải tóc ngay ngắn không rối một cọng. Khó thấy rõ mặt công tử áo tím, như phủ lớp sương mù, như thật như ảo. Phong Phi Vân lười sử dụng Phượng Hoàng Thiên Nhãn nhìn kỹ, đây là hành động không tôn trọng đối phương, cũng sẽ chọc giận người ta. Phong Phi Vân nhìn tay công tử áo tím, bàn tay trắng tinh xảo, mỗi ngón tay thuôn dài cực kỳ đẹp, như điêu bằng tiên ngọc, móng tay cắt trong suốt sáng bóng. Nam nhân có bàn tay đẹp thế này thì Phong Phi Vân chỉ quen mình Long Thanh Dương. Nhưng hiển nhiên người này không phải loại người như Long Thanh Dương, vậy chỉ có một lời giải thích. Phong Phi Vân thu về tầm mắt, không nhìn hướng người đó. Phong Phi Vân định đi thì lối vào ngọc các bị chặn, một đám tu sĩ rầm rập kéo vào, lên cầu thang. Thủ lĩnh mặc giáp thanh đồng nói. Nghe nói có người dám nghi ngờ linh khí cửu phẩm của mộng gia chúng ta là hàng giả. Có gan thì bước ra đây. Đám tu sĩ đi vào bên hông treo lệnh bài có chữ mộng, mộng thái nhạc cũng có mặt. Mộng thái nhạc đi theo phía sau tu sĩ mộng gia, hiện ra thản nhiên, không vui không buồn. Đám tu sĩ mộng gia vốn có mặt ở dưới lầu, nghe người ta dám khiêu khích gia tộc của mình thì kéo lên muốn dạy dỗ kẻ gây sự một bài học. Một vị túc lão của mộng gia, mộng mục tính, nghe đồn trải qua một lần sinh tử niết bàn, đóng giữ tại Vấn Thiên Thành đã 800 năm. Mộng mục tính xem như cường giả 10 hàng đầu trong số cường giả đóng giữ Vấn Thiên Thành, thanh niên kia xui rồi. Mộng gia có được cửu phẩm linh khí đã nhảy lên một trong cá thế lực đỉnh cao nhất quý vực, bây giờ lộ mũi nhọn, ai dám trêu chọc bọn họ. Đó là tự tìm chết. Trong ngọc các có rất nhiều tu sĩ nhưng bọn họ không hốt hoảng, vì không tu sĩ nào dám đánh lộn trong chợ Phù Thiên, nếu không sẽ bị cường giả tiên môn chú đóng tại đây xóa sổ. Công tử áo tím khinh thường cười. Phẩy quạt nói. Mộng gia vốn không có bản lĩnh tế luyện ra linh khí cửu phẩm, chẳng qua ôm đùi cửu tiêu tiên thành. Mộng tinh thần gả nữ nhi cho thiếu thành chủ cửu tiêu tiên thành làm tiểu thiếp mới được cửu tiêu tiên thành giúp đỡ, thành công tế luyện linh khí cửu phẩm. Nói thật đi, một nữ nhi đổi một món linh khí cửu phẩm, mộng gia lời to. Tu sĩ mộng gia rất tức giận. Người mộng mục tính phát ra luồng gió trắng sắc bén, lạnh lùng nói. Mộng Lăng Yến tiểu thư và thiếu chủ cửu tiêu tiên thành tình đầu ý hợp nhưng ngươi dám nói xấu xa như thế, cố ý làm bẩn danh tiếng mộng gia chúng ta. Ngươi dám đến bí cảnh chiến đài đấu sinh tử với ta không? Đúng, đấu sinh tử. Tu sĩ mộng gia rất tức giận. Mộng Thái Nhạc đi theo sau tu sĩ mộng gia thì mặt không biểu tình, còn người cô đơn, trơ trẽn. Mộng gia không lên tiếng phản bác lời của công tử áo tím, bởi vì đó là thật sự. Không cần. Các ngươi quay giày nhã hưng uống rượu của bản công tử,
tất cả phải chết. Công tử áo tím ngồi trên ghế, bàn tay trắng mịn phẩy quạt vung ra sau. Đốm sáng nhỏ xíu li tí bay ra ngoài, xé không gian nứt ra các khe hở. Không ai thấy rõ công tử áo tím bắn ra cái gì. Phập, phập, phập. Khi cả đốm sáng trở về cây quạt, tu sĩ mộng ra chết hết, tất cả gục dưới đất. Ngọc Các tĩnh lặng, có thể nghe tiếng máu của mười mấy tu sĩ mộng ra chảy. Mọi người giờ tầm ình hóa đá. Lộc cộc. Xác mười mấy tu sĩ mộng ra bắt đầu bốc hơi thành luồng khói trắng, biến mất không dấu vết như thể chưa từng đến Ngọc Các này. Công tử áo tím khẽ kêu, nhìn Phong Phi Vân đứng bên cạnh, ánh mắt sắc bén, thanh âm êm tai. Tốc độ của ngươi khá nhanh. Phong Phi Vân mỉm cười nói. Tạm được. Phong Phi Vân buông mộng thái nhạc xuống. Ngay khi công tử áo tím giết người thì Phong Phi Vân nhanh như chớp cứu mộng thái nhạc. Ngăn cản ta giết người, ta sẽ giết luôn ngươi. Lai lịch của công tử áo tím không nhỏ, không tha thứ ai xúc phạm mình, dù chỉ đụng chạm nhỏ nhoi cũng sẽ bị công tử vô tình xóa sổ, giống như đám tu sĩ mộng ra. Phong Phi Vân không bị khí thế của công tử áo tím áp đảo, bình tĩnh nói. Mới rồi hắn không xúc phạm công tử, vốn không nên chết. Công tử áo tím nói. Bây giờ đã xúc phạm. Phong Phi Vân lại nói. Hắn là bán yêu, giết hắn sẽ làm bẩn tay công tử. Công tử áo tím nghe hai chữ bán yêu thì nhíu mày liễu, tay thon khều mũi. Thì ra là bán yêu ti tiện, giết chết đúng là giơ tay. Nhưng mới rồi ngươi xúc phạm ta, phải chết. Phong Phi Vân nói. Ta cũng là bán yêu. Công tử áo tím nhíu chặt mày, lắc đầu, nói. Hôm nay xui quá. Công tử áo tím rời khỏi Ngọc Các, rời khỏi nơi công tử thấy xui xẻo. Tại sao công tử áo tím cho rằng giết bán yêu sẽ giơ tay? Kiểu như kêu vị đế hoàng tự tay giết tội phạm hiếp dâm, với đế hoàng địa vị cao quý hỉ đó là chuyện dơ bẩn. Địa vị của bán yêu còn thua cả tội phạm hiếp dâm. Loại người tự phụ, địa vị cao quý như công tử áo tím thì giết bán yêu là mất thân phận, đứng gần bán yêu đã thấy xui rồi. Mộng Thái Nhạc chắp tay, cúi đầu hướng Phong Phi Vân. Đa tạ huynh đài đã ra tay cứu giúp. Trong mắt Mộng Thái Nhạc tràn ngập kính ý, dù sao tu vi của đối phương hơn xa mình làm gã sinh ra sự e sợ. Phong Phi Vân hồn nhiên quên ánh mắt khinh thường của công tử áo tím trước khi đi, hắn vỗ vai Mộng Thái Nhạc, cười nói. Nói đến cảm ơn nên là ta đa tạ Mộng Huynh, hôm trước nếu không nhờ Mộng Huynh mang ta ra khỏi Bách Kiếp Sơn Mạch có lẽ ta đã chết trong đó. Ngươi là... Mộng Thái Nhạc ngạc nhiên nhìn Phong Phi Vân. Hôm nay Phong Phi Vân khác hẳn với lúc Mộng Thái Nhạc gặp mặt, tu vi của hắn làm gã giật mình. Cứu Mộng Thái Nhạc ra khỏi tay công tử áo tím, lẩm bẩm không làm được. Công tử áo tím có thể dễ dàng giết chân nhân cảnh giới Niết Bàn. Ta tên Phong Phi Vân. Phong Phi Vân rất tự nhiên làm quen. Hai ngày nay ta tìm kiếm Mộng Huynh khắp nơi trong chợ Phù Thiên. Mộng Thái Nhạc tò mò hỏi. Ngươi tìm ta làm chi? Phong Phi Vân nói thẳng. Ta muốn nhờ Bách Kiếp Sơn Mạch tìm một người giúp ta. Mộng gia có thế lực khá lớn trong chợ Phù Thiên, có nhiều tai mắt trong Bách Kiếp Sơn Mạch. Nếu sử dụng thế lực Mộng gia tìm Thái Vi thì hiệu suất cao hơn Phong Phi Vân nhặng xị tìm kiếm lung tung. Địa vị của Mộng Thái Nhạc rất thấp trong Mộng gia, nhưng gã có chút sức mạnh trong chợ Phù Thiên, hiệu suất làm việc khá cao. Rất nhanh có 7 tin tức có lẽ là Thái Vi truyền đến. Bộ dáng Thái Vi xinh đẹp, tính trong Trung ương Vương Triều thứ 6 cũng thuộc hàng quốc sắc thiên hương, tu vi không thấp. Tìm một nữ nhân phù hợp những điều kiện này trong Bách Kiếp Sơn Mạch không dễ dàng. 7 tin tức rất có giá trị. Nhưng Phong Phi Vân không thèm nhìn, hắn đốt trụi 7 tin tức. Mộng Tinh Thần ngạc nhiên, nheo mắt nói. Chẳng lẽ mấy tin tức này không chính xác, không phải người Phong Huynh muốn kiếm. Phong Phi Vân lắc đầu, nói. Nàng thông minh tuyệt đỉnh, có thể thôi diễn đại thế. Ta nhờ Mộng Huynh tìm nàng giúp chỉ để nàng biết có người kiếm mình. Nàng thông minh trí tuệ, sẽ đoán được người đó là ta. Có lẽ bây giờ nàng đang trên đường đến chợ Phù Thiên. Mộng Thái Nhạc kết luận. Ngươi cố ý dụ nàng đến. Phong Phi Vân cười gật đầu, nói. Ta chỉ muốn để nàng biết ta ở đây. Nàng sốt ruột muốn giết ta còn hơn là ta muốn giết nàng. Hơn nữa bây giờ ta không làm gì nàng được, phải nhờ người khác ra tay. Mộng Huynh có biết cổ trận đài xuyên qua không gian đại vực, đại cảnh không? Mộng Thái Nhạc trả lời.
Một số đại thế lực cổ xưa có huyền cực cổ trận đài xuyên qua đại vực, mộng gia chúng ta cũng có một cái. Cổ trận đài vượt qua đại cảnh thì nguyên quý vực không có. Phong Phi Vân nhíu mày, hắn định dụ Thái Vi đến rồi vượt qua đại cảnh đi Tây Tiên cảnh tìm Tiêu Nặc Lan trấn áp Thái Vi. Bây giờ xem ra vượt đại cảnh rất khó khăn, thậm chí vượt đại vực cũng khó. Mộng Thái Nhạc chỉ dẫn. Nếu Phong Huynh chỉ muốn vượt đại vực thì có thể dùng vực thành quý vực, chỗ đó có cổ trận đài công cộng, chỉ cần nộp số linh thạch nhất định là có thể đi đại vực khác. Hơn nữa trong vực thành có bán yêu minh, tham gia vào bán yêu minh miễn không trêu vào nhân vật cực kỳ hung dữ thì bán yêu minh có thể ra mặt điều đình, thậm chí giết kẻ địch. Phong Phi Vân nổi hứng. À, bán yêu cũng kết thành liên minh. Phong Phi Vân có cảm giác tìm được tổ chức. Vẻ mặt Mộng Thái Nhạc cô đơn nói. Bán yêu vốn là quần thể nhỏ yếu, địa vị không bằng nô lệ. Nếu không kết thành liên minh thì không tranh thủ được một chút quyền lợi nào, chúng ta chỉ muốn một chút xíu tôn nghiêm tối thiểu. Bất cứ quần thể nào đều phải đoàn kết mới phát huy ra lực lượng mạnh nhất được. Như con kiến trong rừng là sinh linh yếu nhất, hèn mọn nhất. Nhưng muôn vàn con kiến đoàn kết lại thành một bó đũa vẫn có thể phát huy ra lực lượng không tầm thường. Phong Phi Vân đã cảm nhận được hơi thở của Thái Vi, hắn không dám ở lại lưu quản gia lâu. Nếu không hố chết Thái Vi mà rơi vào tay nàng thì hắn sẽ khóc. Mộng Thái Nhạc đang định đi vực thành quỷ vực. Hai người rất nhanh tới điện vũ có hoàng cực cổ trận đài của chợ Phù Thiên. Có 18 hoàng cực cổ trận đài công cộng trong chợ Phù Thiên, 3 cái đi thông vực thành, 15 cái đi thông mấy vị trí quan trọng khác trong quý vực. Ví dụ Lâu Lan Phúc Địa, Diệt Thần Sa Mạc, Hải Thị Đông Hải vân vân. Chúng nó là nơi nổi tiếng nhất quý vực, phồn hoa hưng thịnh hơn thần đô thần tấn vương triều gấp mấy trăm lần. Bên ngoài cổ trận đài có trọng binh canh gác, mỗi người tinh thần sáng láng. Linh quang di chuyển trên áo giáp, tu vi không tầm thường, quân đội phàm tục không thể sánh bằng. Sau khi giao nộp linh thạch Phong Phi Vân, Mộng Thái Nhạc đến một hoàng cực cổ trận đài. Chỗ này xếp một đội rất dài, tu sĩ chưa đến thiên mệnh cảnh, có mấy chân nhân cảnh giới niết bàn cũng xếp hàng. Ánh sáng trên trận đài thỉnh thoảng lóe lên, có người đi vào, cũng có người đi ra. Phong Phi Vân nhìn bên cạnh hoàng cực cổ trận đài. Là hắn cũng định đi vực thành. Phong Phi Vân thấy công tử áo tím một tay cầm cây quạt, một tay chắp sau lưng, tiêu sái lỗi lạc đang trò chuyện với người. Người nói chuyện với công tử áo tím là một lão nhân râu bạc, thái độ rất cung kính với công tử áo tím, khom người liên tục. Nếu không phải có nhiều tu sĩ đứng bên cổ trận đài không chừng lão nhân đã quỳ xuống. Phong Phi Vân nói, quả nhiên có lai lịch lớn, giết người trong thành mà không bị cường giả trấn áp, không thấy người Mộng gia trả thù. Chắc sau lưng có đại nhân vật làm chỗ dựa. Mộng Thái Nhạc nhìn theo ánh mắt của Phong Phi Vân, hết hồn. Mộng Thái Nhạc truyền âm. Lão nhân hành lễ với công tử kia là đệ nhất cường giả trợ Phù Thiên chân nhân, chí cường trong phạm vi trăm vạn dặm. Ta từng từ xa thấy mặt Phù Thiên chân nhân. Lai lịch của công tử áo tím khủng khiếp thật, Phù Thiên chân nhân cũng phải hành lễ. Tuyệt đối đừng để công tử áo tím nhìn thấy chúng ta. Có lẽ hắn ngại thân phận không giết chúng ta nhưng Phù Thiên chân nhân nói một câu đủ để chúng ta chết trăm ngàn lần. Tu vi của Phù Thiên chân nhân rất mạnh, khí thế khổng lồ hơn Tà Hoàng. Phong Phi Vân là người biết điều, hắn cúi thấp đầu. Nơi này không phải thần tấn vương triều nhỏ xíu, công tử áo tím phất tay giết túc lão mộng gia niết bàn đệ nhất trọng thiên, bây giờ Phong Phi Vân không đối kháng nổi. Công tử áo tím bước vào hoàng cực cổ trận đài, bốn lão nhân khí thế mạnh mẽ đi theo. Hoàng cực cổ trận đài lóe tia sáng, bọn họ biến mất trong trận pháp. Phù Thiên chân nhân thở phào, vuốt râu bạc, nhỏ giọng nói. Người Mộng gia đúng là không biết sống chết, chọc phải nàng. Lần này không biết phải tặng bao nhiêu quà mới khiến nàng nguôi giận. Khi Phù Thiên chân nhân lầm bầm thì cơ thể dần biến thành ảo ảnh, tan biến trong không khí. Mộng Thái Nhạc thở phào, nói. Phù Thiên chân nhân là đại nhân vật. Túc lão cảnh giới niết bàn của Mộng gia chúng ta gặp người đều phải hành lễ. Lần này Mộng gia gây lớn chuyện rồi. Hoàng cực cổ trận đài lóe tia sáng, Phong Phi Vân, Mộng Thái Nhạc rời khỏi chợ Phù Thiên. Không lâu sau Phong Phi Vân ra khỏi vực thành cổ trận đài, đến thành cổ phồn hoa nhất quý vực. Phong Phi Vân vừa bước ra truyền tống trận liền cảm nhận có lực lượng khổng lồ đè người mình, như thể người nặng nề gấp mấy chục lần, linh khí cũng bị áp chế. Lực lượng giảm xuống cảnh giới thấp nhất. Phong Phi Vân nhíu mày,
hắn biết là Vẫn Thiên Linh Thạch trong vực thành quỷ vực ức chế tu vi của hắn. Vẫn Thiên Linh Thạch, xếp thứ 9 trong bảng Linh Thạch, sinh ra tận vực ngoài, rất hiếm hoi. Vẫn Thiên Linh Thạch không chỉ có năng lượng khổng lồ còn có thể áp chế tu vi của tu sĩ. Trong cổ thành, tiên thành B đẳng cấp vực thành của quốc gia nhân loại mới sắp đặt Vẫn Thiên Linh Thạch. Đặt Vẫn Thiên Linh Thạch trong thành có hai ưu điểm lớn. Thứ nhất, tu sĩ đến cảnh giới Niết Bàn có sức phá hoại rất mạnh, giơ tay nhấc chân hủy diệt một tòa thành. Phải ức chế tu vi của bọn họ mới bảo đảm cổ thành an ninh, dù tu sĩ cảnh giới Niết Bàn đánh nhau trong thành cũng không hủy hoại nhiều. Thứ hai, tu luyện trong sự ức chế của Vẫn Thiên Linh Thạch sẽ được lợi lớn, tốc độ tu luyện càng nhanh. Mộng Thái Nhạc biểu tình thản nhiên, gã sớm thích ứng bị Vẫn Thiên Linh Thạch áp chế. Phong Phi Vân điều chỉnh giây lát cũng thích ứng Vẫn Thiên Linh Thạch, hắn nói. Trong trọng lực nặng như vậy e rằng tu sĩ dưới cảnh giới thiên mệnh đệ nhất trọng không có sức đứng thẳng. Mộng Thái Nhạc ngạc nhiên nhìn Phong Phi Vân. Lần đầu tiên Phong Huynh đến vực thành. Phong Phi Vân hỏi. Sao Mộng Huynh biết? Mộng Thái Nhạc trả lời. Tu vi thiên mệnh đệ nhất trọng là điều kiện cơ bản nhất để vào vực thành. Hóa ra là vậy. Phong Phi Vân nhìn xung quanh, quả nhiên cảnh giới mỗi tu sĩ đều trên thiên mệnh cảnh. Trong trọng lực khổng lồ của vực thành quỷ vực, tu sĩ thiên mệnh đệ nhất trọng chỉ có đi tự do như người bình thường. Tu sĩ thiên mệnh đệ nhị trọng không hơn tu sĩ thiên mệnh đệ nhất trọng bao nhiêu. Trong thần tấn vương triều, thiên mệnh đệ nhất trọng xem như cường giả một phương. Nhưng tại đây chỉ miễn cưỡng đủ tiêu chuẩn vào vực thành quỷ vực. Đương nhiên vực thành quỷ vực không nguy nga, khổng lồ như Phong Phi Vân tưởng tượng nhưng thứ nào trong này cũng rất bất phàm. Một mái ngói trên nóc kiến trúc bình thường được tạo ra từ linh thiết, trong một cửa gỗ ẩn chứa vô số trận pháp. Có thể xây phòng trong trọng lực Vẫn Thiên Linh Thạch, bất cứ vật nhỏ nào trong phòng đều tế luyện bằng tài liệu quý hiếm, nếu không làm sao chịu nổi sức nặng này. Nơi đây không giống tòa thành mà càng như thánh địa tu luyện. Mộng Thái Nhạc cho Phong Phi Vân biết nhiều tu sĩ tu luyện suốt đời, tích lũy linh thạch, tranh giành địa vị, liều mạng giết nhau không phải vì truy tìm tiên đạo hư vô mờ mịt mà chỉ muốn mau một phủ đệ tu luyện cho mình trong vực thành. Nhiều chân nhân không có khả năng sở hữu một phủ đệ riêng trong vực thành chỉ đành phụ thuộc vào phủ đệ của cường giả khác. Trong vực thành là thánh địa tu luyện tụ tập linh mạch. Lại có Vẫn Thiên Linh Thạch gia cố nên dĩ nhiên vô số tu sĩ dành bể đầu muốn vào ở. Phong Phi Vân cũng muốn tu luyện trong vực thành quỷ vực, mau hơn tu luyện bên ngoài gấp mấy lần. Có được một phủ đệ tu luyện trong vực thành quỷ vực đã trở thành tượng trưng cho thân phận. Nhiều nữ nhân tiên môn, đại gia tộc khi chọn bạn trăm năm sẽ nhìn vào phủ đệ. Mộng Thái Nhạc hỏi, cái người đối đầu với Phong Huynh có biết Phong Huynh đến vực thành không? Mộng Thái Nhạc kêu chiếc xe thú chở Phong Phi Vân đi hướng Bán Yêu Minh. Sa Phu có tu vi thiên mệnh đệ tứ trọng, nghề Sa Phu rất đắt khách trong vực thành, tu vi dưới thiên mệnh đệ tứ trọng thường không làm nghề này được. Bởi vì làm Sa Phu không chỉ có thể kiếm linh thạch, còn được tu luyện trong vực thành, không sợ bị quân đội tuần tra đuổi. Tu sĩ không có phủ đệ trong vực thành một tháng chỉ được ở đây một ngày sau đó sẽ bị đuổi đi. Trừ phi giao nộp số lớn linh thạch mới được tu luyện tiếp trong vực thành. Phong Phi Vân xuyên qua màn xe nhìn hai bên đường cổ xe từng hàng tu sĩ ngồi xếp bằng cố gắng tu luyện, nhìn không thấy cuối, không biết có bao nhiêu người. Trong số đó thậm chí có chân nhân cảnh giới Niết Bàn. Có quân sĩ mặc giáp đến đuổi một số tu sĩ thời gian tu luyện vượt qua một ngày, cưỡng chế đuổi ra thành. Ai dám chống cự sẽ giết ngay. Cạnh tranh thật là tàn khốc. Phong Phi Vân thầm nghĩ. Chắc nàng đã suy tính ra ta đi đâu, rất nhanh sẽ tìm đến. Phong Phi Vân rất tin tưởng năng lực của Thái Vi, hắn không nhìn con đường bên ngoài nữa, cũng bắt đầu tu luyện. Phong Phi Vân không thông qua cổ trận đài khác đi đại vực khác, nếu Thái Vi bắt giữ được dấu vết của hắn thì mặc cho Phong Phi Vân chạy bao xa, nàng sẽ đuổi theo hắn. Nếu Bán Yêu Minh có thực lực mạnh thật, Phong Phi Vân có thể nhờ vào lực lượng này đối phó Thái Vi. Trong vực thành quỷ vực có rất nhiều thanh niên tài tuấn cưỡi linh thú bay qua. Có lão nhân tiên phong đạo cốt ngự kiếm bay trên trời. Bọn họ rất cường đại, sau lưng toàn là siêu đại thế lực. Đặc biệt những lão nhân ngự kiếm bay đi, mỗi người có tu vi khủng bố, nếu đi ra vực thành thì lực lượng của họ có thể đốt trời bốc hơi địa dương, đánh sụp một góc thiên địa. Các thanh niên tài tuấn từ nhỏ tu luyện trong vực thành, tốc độ tu luyện mau hơn người ta rất nhiều. Hoàn cảnh tu luyện ưu việt, không thiếu tài nguyên, lẽ tất nhiên tu vi mạnh mẽ và cao hơn các tu sĩ nhà nghèo.
Đó là tại sao đám tu sĩ liều mạng muốn mua một tòa phủ dệ trong vực thành, bọn họ không muốn con cái của mình thua ngay vạch xuất phát, không muốn con của mình tiếp tục ở dưới người khác. Mộng Thái Nhạc cho Phong Phi Vân biết mặc kệ tu vi của bán yêu cao cỡ nào đều không được bay trong vực thành, nếu không sẽ bị giết. Tốc độ xe thú rất chậm nhưng vực thành quỷ vực không khổng lồ vô biên như thần đô. Xuyên qua bảy linh lộ, hai thiên bích, rất nhanh xe thú đến bán yêu minh mà Mộng Thái Nhạc nhắc. Linh lộ, tiên bích xây bằng trận pháp, có thể xuyên qua không gian ngắn. Nhưng những trận pháp này là vô hình, tu sĩ bình thường cho rằng đi qua một đoạn đường, xuyên qua một vách tường, không biết mình đã vượt một đoạn không gian. Bán yêu minh. Đây là kiến trúc khá thấp bé, sắp màu xám đen, không bắt mắt trong vực thành quỷ vực. Tu sĩ đến đây đa số bề ngoài khác với lẩm bẩm. Có người mọc vảy, có người đầu mọc sừng, có người tai dài thật dài. Có người nửa thân dưới là mình rắn. Trong cơ thể của bọn họ hoặc nhiều hoặc ít có huyết mạch yêu tộc. Một nữ nhân lưng mọc đôi cánh bước tới gần. Mộng đại ca, nghe nói mộng gia tế luyện thành công một linh khí cửu phẩm. Nguyên vực thành giờ đang ầm ĩ vì chuyện này. Nữ nhân khoảng 20 tuổi, vóc dáng cao kiều, da trắng, ngực to, tóc đỏ rực, mặc linh giáp tam phẩm, đôi mắt sáng ngời, rất xinh đẹp. Phong Phi Vân nhìn thấu trong cơ thể nữ nhân có huyết mạch hỏa thước yêu tộc, nhưng máu yêu rất mỏng manh. Chắc tổ tiên của nữ nhân từng là một hỏa thước yêu. Dù máu yêu mỏng vẫn thuộc về bán yêu. Tu vi của nữ nhân khá cao, mạnh hơn Mộng Thái Nhạc vài bậc. Nữ nhân đến gần, mấy bán yêu tu vi cao khác cũng đi theo nàng. Bọn họ tu vi không thấp nhưng không đột phá cảnh giới niết bàn, thoạt trông rất hiền. Mộng Thái Nhạc quen biết bọn họ, chào hỏi vui vẻ với nhau. Mộng Thái Nhạc không có cảm giác trung thành với Mộng gia, bán yêu minh càng giống nhà của gã hơn. Mộng Thái Nhạc trả lời. Mộng gia có linh khí cửu phẩm hay không chẳng liên quan gì ta, ngược lại nếu bán yêu minh chúng ta có một linh khí cửu phẩm thì ta sẽ rất vui. Phong huynh, để ta giới thiệu cho huynh, bốn vị này là bán yêu tam giai trong bán yêu minh, tu vi không tầm thường. Nữ nhân xinh đẹp lưng mọc cánh đỏ tên Diệp Tiểu Mục, cảnh giới đỉnh thiên mệnh đệ cửu trọng. Là đệ tử Thái Huyền Phúc Địa. Nhưng địa vị của Diệp Tiểu Mục không cao trong Thái Huyền Phúc Địa. Ba người khác tu vi cũng đến thiên mệnh đệ cửu trọng, tên là Chiến Việt Danh, Lý Lang, Phùng Vãn Hạ. Trong người bọn họ có huyết mạch yêu tộc, nam nhân tên Chiến Việt Danh tư chất kinh diễm, gần 37 tuổi đã đến thiên mệnh đệ cửu trọng, được gọi là thiên tài số 1 bán yêu minh quý vực. Trong giao lưu Phong Phi Vân biết bọn họ giống như Mộng Thái Nhạc. Sau lưng có đại thế lực tu tiên nên bọn họ mới tu luyện đến cảnh giới này, dành chút tôn nghiêm, địa vị cho mình, không đến nỗi thấp kém hơn nô lệ như các bán yêu khác. Diệp Tiểu Mục kêu thiếu nữ rụt rè vóc dáng nhỏ xinh sau lưng mình dẫn Phong Phi Vân đi bán yêu minh ghi tên. Vãn Hạ, dẫn Phong huynh đi chỗ Mộc trưởng lão ghi tên vào bán yêu minh, chúng ta có chuyện quan trọng cần bàn. Chiến Việt Danh, Lý Lang, Mộng Thái Nhạc thì ở lại bên ngoài bán yêu minh. Ánh mắt Diệp Tiểu Mục trầm trọng, cả nhóm chụm đầu lại truyền âm bàn bạc chuyện quan trọng. Nữ nhân tên Phùng Vãn Hạ có tai nhọn, mắt màu ngọc bích, rèm mi chớp chớp, môi luôn nhếch cao lộ hàm răng trắng. Phùng Vãn Hạ cười thân thiện với Phong Phi Vân. Phong huynh đệ đã đến bán yêu minh thì sau này chúng ta là người một nhà, những đau khổ trong quá khứ hãy quên hết đi. Nếu có ai ăn hiếp Phong huynh đệ thì ta sẽ đánh hắn cho. Trong người Phùng Vãn Hạ có huyết mạch huyền yêu tộc. Phùng Vãn Hạ cho rằng trước kia Phong Phi Vân cũng bị người xem thường, bị dẫm lên tôn nghiêm nên chủ động an ủi hắn. Phong Phi Vân có chút hảo cảm với nàng, cười nói. Nếu người ăn hiếp ta rất mạnh, nàng không đánh thắng được cũng phải giúp ta đánh. Phùng Vãn Hạ nghiêng đầu ngẫm nghĩ. Nếu là đối phương làm sai thì nguyên bán yêu minh chúng ta sẽ giúp ngươi. Phong Phi Vân hỏi. Ta rất tò mò tại sao có nhiều bán yêu quá vậy. Cái này phải nói đến chiến trường vạn tộc, mỗi năm nhân loại bắt sống một đống lớn yêu từ chiến trường vạn tộc, những yêu sau khi bị phế bỏ tu vi thì bị bán đi. Có nữ yêu vì rất đẹp nên thành vật nuôi cho các đại nhân vật, sinh ra con cái bán yêu. Con cái bán yêu lại sinh ra bán yêu, các đời kéo dài mãi, số lượng bán yêu càng lúc càng khổng lồ. Chỉ nói đến quý vực, số lượng bán yêu đã hơn nhân loại 1%. 1% đã là tỷ lệ rất lớn. Đối với nhiều vực thì số lượng bán yêu không khống chế trong vòng 3% vực chủ sẽ bị trị tội.
tồn tại bẩm sinh nhỏ yếu như bán yêu trước mối nguy hiểm kéo sụp thực lực tổng thể của nhân loại đương nhiên sẽ bị vô tình chèn ép. Có nhiều chỗ ghi rõ pháp quy trên văn bản là, bán yêu không được thông hôn với nhân loại. Tuy là pháp quy nhục nhã nhân cách nhưng bán yêu phải chịu đựng. Phùng Vãn Hạ đưa Phong Phi Vân đến trước một động phủ hư không, động phủ lơ lửng cách mặt đất, có các vằn nước khuếch tán. Phong Phi Vân thầm nghĩ, có thể khai sáng động phủ không gian trong khi vẫn thiên linh thạch ức chế, trong bán yêu mình cũng có cường giả. Phùng Vãn Hạ cúi đầu hướng động phủ. Mộc trưởng lão, có người mới đến tham gia bán yêu mình, xin lão nhân ra hỗ trợ trắc nghiệm. Thanh âm già nua vang lên trong động phủ, trêu học nói. Vãn Hạ nha đầu, có lầm không vậy? Sao ta không ngửi được chút yêu khí nào? Chắc không phải ngươi kéo người thầm mến tham gia bán yêu mình đi. Mặt Phùng Vãn Hạ đỏ ửng, thầm truyền âm cho Phong Phi Vân. Mộc lão rất thích xem ta là con nít, thật ra ta không nhỏ chút nào. Lão cứ muốn gả ta đi, Phong huynh đệ cứ mặc kệ lão nói lung tung. Phong Phi Vân cười gật gù, hắn nhìn ra được Phùng Vãn Hạ và Mộc trưởng lão có quan hệ rất tốt. Chắc Mộc trưởng lão không phải người phụ trách trắc nghiệm mà là cao tầng trong bán yêu minh, vì Mộng Thái Nhạc nên Phong Phi Vân hưởng thụ đãi ngộ được Mộc trưởng lão tự mình trắc nghiệm. Một luồng gió cuốn Phong Phi Vân, Phùng Vãn Hạ bay vào trong động phủ, đi tới đại điện. Đó là tiểu động thiên sáng tạo từ kẽ hở không gian. Đại điện sâu thăm thẳm, có các bậc thang uốn lượn kéo dài xuống dưới, không biết sâu bao nhiêu. Nhiều bán yêu ngồi khoanh chân trong đại điện, bọn họ nhắm mắt tu luyện, ước chừng khoảng 800 bán yêu. Mỗi bậc thang kéo dài xuống dưới có bán yêu đang tu luyện, cứ xuống mãi, nhiều đến không đếm hết. Chỗ này rất im lặng. Phong Phi Vân, Phùng Vãn Hạ truyền âm thần thức trao đổi, không dám lớn tiếng. Phùng Vãn Hạ lặng lẽ nói. Nơi này là một động thiên tu luyện trong bán yêu minh. Bán yêu nhất giai một tháng có thể tu luyện 3 ngày trong đây. Bán yêu nhị giai một tháng được tu luyện 7 ngày. Bán yêu tam giai một tháng được tu luyện 15 ngày. Bán yêu tứ giai một tháng được tu luyện 20 ngày. Bán yêu ngũ giai có thể mãi mãi tu luyện tại đây. Đương nhiên nếu có cống hiến đặc biệt cho bán yêu minh thì được phép thuyền xuyên đến đây tu luyện. Mộc lão là bán yêu ngũ giai, người trông coi động thiên tu luyện này, tu vi cực mạnh. Phong Phi Vân đã đọc sách cổ kể về bán yêu nằm bên ngoài động thiên, hiểu biết sơ cấp bậc bán yêu. Không phải tu vi càng mạnh là đẳng cấp càng cao mà tính theo độ cống hiến cho bán yêu minh. Như Mộng Thái Nhạc, Diệp Tiểu Mục, Phùng Vãn Hạ là bán yêu tam giai. Tu sĩ được niết bàn đệ nhất trọng thiên cũng chỉ là bán yêu tam giai. Phong Phi Vân gặp Mộc trưởng lão, đó là một lão nhân râu tóc dài kéo lê dưới đất, làn da thì như vỏ cây khô vàng, đôi mắt sáng rực đầy linh tính như thể nhìn thấu Phong Phi Vân. Ánh mắt giao nhau, Phong Phi Vân cứng người, cảm giác biến thành trong suốt bị Mộc trưởng lão nhìn thấy hết. Tu vi của Mộc trưởng lão không yếu hơn thần cung chủ thần linh cung. Nếu đi ra vực thành quỷ vực, lực lượng của Mộc trưởng lão có thể đánh vỡ non sông vạn dặm, là một cường giả thật sự. Chậc chậc, lạ, lạ quá. Tiểu tử, ngươi có thể giấu yêu khí vô hình, sao ngươi làm được? Mộc trưởng lão thu về tầm mắt, giật râu, vẻ mặt đầy khó hiểu và thắc mắc. Mộc trưởng lão không thể nhìn thấu suốt Phong Phi Vân. Phong Phi Vân mỉm cười nói. Đó chỉ là bí pháp hoàn toàn giấu hơi thở, nếu bán yêu minh cần dùng thì ta có thể cống hiến ra. Hoàn toàn giấu yêu khí trên người. Nghe câu đó có mấy tu sĩ trong đại điện mở mắt ra, ánh mắt nóng cháy nhìn Phong Phi Vân chằm chằm. Phùng Vãn Hạ đứng bên cạnh Phong Phi Vân trợn mắt há hốc mồm thầm nghĩ. Trên đời này có bí pháp giấu yêu khí vô hình sao? Nếu mình có thể che giấu yêu khí thì không ai biết mình là bán yêu, có nhiều lúc không bị xem thường và hạn chế. Mặc dù không thể thay đổi thân phận bán yêu nhưng như thế đã rất tốt. Bán yêu mình cũng có bí pháp giấu yêu khí nhưng bí pháp liễm khí cao minh cỡ nào cũng không thể hoàn toàn che giấu yêu khí đi, không ngờ Phong Phi Vân có cách. Mộc trưởng lão tu vi cao sâu cũng giật mình, nếu có bí pháp hoàn toàn che giấu yêu khí đem lại ý nghĩa hết sức to lớn cho bán yêu. Phong Phi Vân không cảm thấy có gì ghê gớm, rất nhanh viết ra bí pháp giấu yêu khí, dùng linh khí ấn vào một mật quyển. Tâm tính của Mộc trưởng lão cao, rất nhanh bình tĩnh nỗi lòng kích động và giật mình. Mộc trưởng lão cầm quyển bí pháp giấu yêu khí, đọc từng câu từng chữ xong đứng dậy, gặp người vái Phong Phi Vân. Mộc trưởng lão nói, lão phu thay mặt bán yêu toàn thế giới nhân loại đa tạ ngươi. Phong Phi Vân nâng Mộc trưởng lão dậy,
đây chỉ là việc nhỏ, lão tiền bối đừng hành lễ lớn như vậy. Mộc trưởng lão đọc bí pháp giấu yêu khí một lần nữa, hỏi. Thứ lỗi cho lão phu hỏi một câu, người lấy bí pháp này từ đâu ra? Phong Phi Vân trả lời. Là mẫu thân truyền cho. Mộc trưởng lão siết chặt tay Phong Phi Vân. Chẳng lẽ ngươi là sơ đại bán yêu? Phong Phi Vân nói. Có lẽ đi. Mộc trưởng lão càng kích động hơn, nhìn Phong Phi Vân như ngắm bảo bối làm hắn nổi gai người. Đám tu sĩ đang tu luyện trong đại điện bị tin bí pháp giấu yêu khí, sơ đại bán yêu bừng tỉnh, ánh mắt khác lạ nhìn Phong Phi Vân. Sơ đại bán yêu ý chỉ con cái sinh ra từ yêu và người. Bán yêu như vậy có dòng máu yêu và người rất thuần khiết, chiếm một nửa huyết mạch, rất là cân bằng, bình thường người tu luyện đờ nến cảnh giới rất cao. Tuy vẫn không thể đột phá bình chướng vũ hóa cảnh nhưng trong bán yêu đã là rất giỏi. Trong cơ thể sơ đại bán yêu đa số chứa thần thông thiên phú của yêu tộc, thể chất mạnh hơn bán yêu không biết hỗn tạp bao nhiêu đời. Sơ đại bán yêu xem như cao quý nhất trong bán yêu. Có một điều nữa là quốc gia nhân loại bây giờ đã cấm cường giả nhân loại và yêu tộc kết hợp, nên yêu bị bắt từ chiến trường vạn tộc đa số đưa đi làm tài liệu quý hiếm luyện đan, luyện khí. Số lượng sơ đại bán yêu càng lúc càng ít. Sơ đại bán yêu, đâu, ở đâu? Một lão gài luộm thuộm như ăn mày từ ngoài cửa động thiên chạy nhanh vào trong. Lão nhân gầy như co khỉ, đi chân đất, nhảy nhót vào trong. Lão nhân rất già, gần rụng hết răng, hai bên môi mọc hai cọng râu đỏ rực, tóc hói một nửa. Mắt lão nhân to cỡ nửa nắm tay, đôi mắt nâu xoay tròn tìm kiếm sơ đại bán yêu. Trong người lão có, yêu khí mạnh quá, không. Không phải yêu khí, là yêu tính. Phong Phi Vân cảm nhận yêu tính thượng vị yêu từ người lão già luộm thuộm này, đương nhiên dù là thượng vị yêu vẫn yếu hơn huyết mạch Phượng Hoàng nhiều. Phượng Hoàng là tứ đại yêu tộc đỉnh cao nhất, huyết mạch cao quý nhất. Phong Phi Vân không nhìn thấu trong người lão già chứa dòng máu yêu tộc nào, lòng thầm tò mò. Phùng Vãn Hạ nhận ra lão già luộm thuộm đột nhiên chạy vào. Ngư gia, sao người đến đây? Lão nhân luộm thuộm khá nổi tiếng trong bán yêu minh, thường hay lăn lộn trong các động thiên. Nghe đồn lão nhân rất già, sau khi tu luyện một loại công pháp cao sâu thất bại thì lý trí hỗn loạn, không biết mình là ai. Trong bán yêu minh không ai biết lão là người nào, thấy khóe môi lão mọc hai cọng râu cá thì kêu là ngư gia. Ngươi chính là sơ đại bán yêu, hương, xương cốt đáng kinh ngạc, vạn năm khó gặp. Chàng trai, ngươi rất giỏi, tư chất rất cao. Độ thuần huyết mạch cũng cao. Mẫu thân của ngươi là ai? Ngư gia sờ cánh tay Phong Phi Vân, nửa câu đầu còn bình thường, nửa câu sau làm trán hắn nổi gân xanh. Có kiểu hỏi người như vậy sao? Mộc trưởng lão, Phùng Vãn Hạ biểu tình quái dị vội giải thích rằng. Ngư gia định hỏi máu yêu tộc chảy trong người của ngươi. Rốt cuộc mẫu thân của ngươi là ai? Ngư gia sờ soạng người Phong Phi Vân làm hắn gai người. Chắc không phải lão già này cố ý sàm sỡ đi. Phong Phi Vân trả lời. Ta cũng không rõ ràng, máu yêu trong người ta rất đặc biệt. Không sao, bán yêu trời sinh bị ghét, mới sinh ra đã bị vứt bỏ là chuyện bình thường. Trong bán yêu mình có cách trắc nghiệm máu yêu, chỉ cần đẳng cấp không quá cao thì có thể kiểm nghiệm ra. Mộc trưởng lão cho rằng Phong Phi Vân là bán yêu bị bỏ rơi từ khi lọt lòng nên không rõ trong người mình có loại máu yêu nào. Mộc trưởng lão sai người lấy một yêu châu màu xanh to cỡ nắm tay đến, kêu Phong Phi Vân nhỏ giọt máu vào. Phong Phi Vân cắt lỗ nhỏ trên đầu ngón tay, một giọt máu chảy ra, màu hồng lóe tia sáng như đốm lửa, sáng còn hơn ánh sáng từ yêu châu. Bóp! Giọt máu nhỏ vào yêu châu, viên yêu châu có linh tính rung bần bật, ánh sáng ngày càng rực rỡ. Mọi người trong đại điện không mở mắt nhìn thẳng được. Hơn một nửa yêu trong đại điện bị kinh động. Ngạc nhiên nhìn yêu châu lơ lửng trong không trung. Bọn họ chưa từng thấy tình huống như vậy, yêu châu không chịu nổi yêu khí trong giọt máu, sắp nổ. Cuối cùng ánh sáng yêu châu nhạt dần, giọt máu hồng dính trên hạt châu như giọt xương lăn dài. Mộc trưởng lão kích động ngón tay run run. Yêu châu không thể hấp thu giọt máu này, hay trong cơ thể ngươi là huyết mạch của 36 thượng cổ thánh yêu tộc. Ánh mắt Mộc trưởng lão nhìn Phong Phi Vân lại thay đổi. Phùng Vãn Hạ trước mắt, mặt đỏ hồng, rất ngạc nhiên nhìn Phong Phi Vân, lòng cực kỳ rung động. Thượng cổ thánh yêu tộc, hơn nữa còn là sơ đại bán yêu, tu sĩ trong đại điện giật mình không nói nên lời. Phong Phi Vân hiểu tại sao bọn họ rung động,
Trong ngàn vạn yêu tộc thì 36 thánh yêu tộc xem như đỉnh cao nhất, 36 chủng tộc cao quý nhất, đứng sau 4 cổ thần yêu tộc. Tộc nào trong 36 thánh yêu tộc đều mạnh hơn nhân tộc, lực lượng rất kinh khủng, trên chiến trường vạn tộc ít khi thua trận. Khả năng 36 thánh yêu tộc trở thành tù binh của nhân tộc rất nhỏ. Xuất hiện một sơ đại bán yêu mang huyết mạch thượng cổ thánh yêu tộc gây chấn động lớn trong bán yêu. Phùng Vãn Hạ hết hồn, níu chặt tay áo Phong Phi Vân. Trời, trong người của ngươi có huyết mạch thượng cổ thánh yêu tộc, hèn. Hèn gì mẫu thân của ngươi để lại bí pháp giấu yêu khí cho ngươi. Mẫu thân của ngươi chắc từng là một siêu cường giả thượng cổ thánh yêu tộc. Phải giấu kín chuyện gì, nếu ai tuyên dương ra ngoài sẽ bị toàn bán yêu minh truy sát. Mộc trưởng lão biết rõ huyết mạch thượng cổ thánh yêu tộc đại biểu ý nghĩa gì, nhưng lão rất khó tin thật sự, lão cần lấy đi giọt máu kiểm nghiệm kỹ hơn. Có quá nhiều chuyện làm mộc trưởng lão giật mình, mấy ngàn năm hoảng hốt cộng lại không nhiều bằng hôm nay. Mộc trưởng lão đã cất giọt máu trên yêu châu, lão cho Phong Phi Vân một lệnh bài minh hữu bán yêu minh, yêu tộc tam giai. Mộc trưởng lão vội vàng rời đi, tìm người đức cao vọng trọng trong bán yêu minh giám định giọt máu này. Mộc trưởng lão cầm sách cổ bí pháp, tay kia cầm hộp ngọc chứa giọt máu đi tới bên dưới một tòa động thiên tiên trì. Một lão nhân ngồi khoanh chân trong tiên trì, bên ao có một cây cầu bạch ngọc lơ lửng giữa không trung. Linh khí trong ao lượn lờ quanh thân lão nhân, khí thế uy nghiêm. Lão nhân chậm rãi mở mắt ra, hỏi. Dường như ngươi có chuyện rất quan trọng. Ngươi nhìn cái này đi. Mộc trưởng lão ném ngay sách cổ bí pháp vào tiên trì, nỗi lòng vẫn còn phập phồng. Lão nhân trong ao lúc đầu không có cảm giác gì, nhưng càng xem càng giật mình. Lão nhân đọc lại bí pháp trên mật quyển lần nữa. Sau khi xem 3 lần, lão nhân nói. Thứ này thật sự có thể giấu yêu khí trong người. Mộc trưởng lão trả lời. Dù sao ta không ngửi được yêu khí trên người hắn, tu sĩ cảnh giới cao hơn có phát hiện được không thì khó nói. Lão nhân trong ao biết tu vi của mộc trưởng lão, nếu mộc trưởng lão không ngửi dược thì sách cổ bí pháp rất lợi hại. Lão nhân hỏi, quyển bí pháp này từ đâu ra? Cái này lại dính dáng đến hắn. Mộc trưởng lão ném hộp hàn ngọc vào tiên trì. Lão nhân trong tiên trì mở nắp hộp hàn ngọc, cảm giác yêu tính khổng lồ ập vào mặt, chữ yêu tính ra còn xen lẫn ma tính. Mắt lão nhân giấy lên từng vòng sáng linh khí, bộc phát ra yêu lực. Nhưng yêu lực của lão nhân không thể thẩm thấu vào trong giọt máu ngược lại bị đánh bật về. Lão nhân trong tiên trì đinh lực rất mạnh. Lòng hân hoan nhưng vẻ mặt không lộ biểu tình gì, chậm rãi khép nắp hộp hàn ngọc. Lão nhân nói, yêu tính thật mạnh, máu thuộc về sơ đại bán yêu. Mộc trưởng lão đứng bên tiên chỉ nói, giọt máu này không hòa tan vào yêu châu ngược lại suýt làm yêu châu nát, ta nghi ngờ trong máu có huyết mạch thượng cổ thánh yêu tộc. Lão nhân trong tiên chỉ hút ngụm khí lạnh, bước ra khỏi ao, đứng trước mặt mộc trưởng lão. Lão nhân trong tiên chỉ kích động hỏi, thật sự không thể hòa tan vào yêu châu. Mộc trưởng lão khẳng định. Chắc chắn. Hắn ở đâu, ta một tự mình gặp hắn một lần. Không, không, phải xá định yêu lực chứa trong giọt máu này đã, ta không kịp đợi nữa. Mộc trưởng lão hơi đổi sắc mặt. Vực minh chủ định đi tổng minh. Lão nhân bước ra từ ao tiên là vực minh chủ của bán yêu minh quý vực. Bởi vì khu vực một vực quá bao la, mỗi vực xây dựng một bán yêu minh. Thu nhận cường giả trong bán yêu tham gia. Nơi đây chỉ là vực minh của bán yêu minh, không phải tổng minh. Vị trí bán yêu tổng minh rất bí ẩn, tụ tập cường giả mạnh nhất trong bán yêu toàn Trung ương Vương Triều thứ 6. Chỉ có đẳng cấp cỡ vực minh chủ bán yêu minh mới biết vị trí bán yêu tổng minh. Bán yêu vực minh chủ quỷ vực nói. Tổng minh quá xa, tốn nhiều thời gian, đi đại doanh bán yêu minh Diệp Hồng Cảnh chắc có thể kiểm nghiệm ra. Trung ương Vương Triều thứ 6 chia thành các cảnh, quý vực thuộc Diệp Hồng Cảnh. Chiến địa tước phủ của Tất Ninh Soái thì thuộc chiến cảnh, cách Diệp Hồng Cảnh hơn 10 cảnh, rất xa xôi, sức người không vượt qua được. Mỗi cảnh trong Trung ương Vương Triều thứ 6 do một vị tước gia thống lĩnh, làm cảnh chủ. Cảnh chủ tương đương với chư hầu, trong lãnh thổ mình quản lý thì cảnh chủ chính là chí cao vô thượng. Trong tiêu chuẩn phân chia thì một cảnh chia một vạn vực. Nhưng mấy ngàn vạn năm. Thậm chí ức năm, thời gian ban đầu phân chia khó thể ngược dòng, bao nhiêu năm qua có vực càng hưng thịnh hơn, biên cương bao la. Có vực tụt dốc, bị vực mạnh khác nuốt. Hiện giờ nguyên Diệp Hồng Cảnh chỉ còn lại 8.654 vực, hơn 1.000 vực khác đã biến mất trong dòng thời gian lịch sử.
Quý vực chỉ là một trong 8.654 vực, thuộc quyền quản lý của cảnh chủ Diệp Hồng Cảnh. Sau khi bán yêu vực minh chủ quỷ vực rời đi, Mộc trưởng lão thẫn thờ thật lâu sau đó trở về động thiên lão trông chừng. Phong huynh đệ, người thật lợi hại. Đến ghi tên ngày đầu tiên đã lấy được lệnh bài bán yêu tam giai, nhưng Phong huynh đệ cống hiến quyển bí pháp thu dấu yêu khí có giá trị rất lớn với bán yêu minh. Nếu không phải Phong huynh đệ chỉ mới tham gia bán yêu minh, không chừng ngươi trực tiếp trở thành bán yêu tứ giai. Phùng Vãn Hạ vẫn gọi Phong Phi Vân là Phong huynh đệ, nhưng giọng điệu tăng phần tôn kính. Đây là một vị sơ đại bán yêu. Phong Phi Vân thỏa mãn nói. Thế là đủ rồi, hình như bán yêu tam giai có thể tu luyện trong bán yêu minh nửa tháng. Phong Phi Vân cảm thấy người trong bán yêu minh rất thân thiện, ít ra hắn thấy trong mắt bọn họ sự chân thành và đoàn kết. Ngư gia điên khùng chạy đến kéo tay Phong Phi Vân, kích động hỏi. Mẫu thân của ngươi là ai? Bà nội nó. Phong Phi Vân rất muốn đá bay lão già này, hở chút là hỏi thăm mẫu thân của hắn, ai nghe cũng muốn cho ăn đập. Nhưng thấy ngư gia không có vẻ gì là trêu đùa mình, Phong Phi Vân không tiện đánh người. Dù sao 47 e ta lớn tuổi, thần kinh không bình thường, nên biết yêu thương lão nhân. Phong Phi Vân nói. Lão tiền bối, tại sao người luôn hỏi câu này? Ta nói rồi, ta không biết mẫu thân của mình thuộc yêu tộc nào. Ngư gia phồng má, tức giận nói. Chàng trai, ngươi không lừa được ta. Ta quen mẫu thân của ngươi, ngươi giống mẫu thân ngươi y như đúc. Phong Phi Vân lòng máy động, hỏi. Tiền bối thật sự quen mẫu thân của ta sao? Ngư gia nghiêm túc, chém đinh chặt sắt nói. Nhảm nhí, mẹ của ngươi tên Vương Nhị Nữ, phụ thân của ngươi tên Trương Đại Ngốc, từng tới nhà ta ăn cơm. Chán Phong Phi Vân nổi gân xanh, nếu không phải thấy ngư gia bị khùng là hắn không ngại đánh người già bầm dập. Ngư gia túm vạt áo Phong Phi Vân, lại hỏi nữa. Mẫu thân của ngươi rốt cuộc là ai? Phong Phi Vân nặn nụ cười vặn vẹo. Chẳng phải lão đã nói sao? Vương Nhị Nữ. Ngư gia tức giận nói. Chàng trai, ngươi đừng cho rằng ta là lão điên. Ngươi không lừa ta được, rõ ràng mẫu thân của ngươi tên. Vương Nhị mặt dỗ. Ngư gia cho rằng Phong Phi Vân lừa mình. Dù ký ức của con cá chỉ có 5 giây cũng không đến mức quên mau vậy đi. Rõ ràng vừa rồi bảo là Vương Nhị Nữ bây giờ kêu Vương Nhị mặt dỗ. Phong Phi Vân sắn tay áo, quyết định trừng trị lão già cứ hay hỏi thăm mẫu thân người khác. Có người kêu lên. Nguy rồi, Mộng Thái Nhạc và Lý Lang bị đánh trọng thương ở đấu chiến cung, đã bị phá đan điền, biến thành phế nhân. Trong phút chốc mấy trăm tu sĩ cường đại của bán yêu minh lao ra, thức tỉnh khỏi tu luyện. Ai nấy biểu tình tức giận, lửa giận ngút trời. So tài đấu chiến cung điểm đến liền ngừng, ai mà ra tay ác vậy? Phế tu vi của Mộng Thái Nhạc, Lý Lang. Chẳng lẽ cho rằng bán yêu chúng ta yếu thế nên cố ý chèn ép? Bán yêu đến truyền tin nói. Không phải, ban đầu Mộng Thái Nhạc, Diệp Tiểu Mục, Chiến Việt Danh, Lý Lang kỳ tham gia đấu chiến cung để so tài, dành chút linh thạch để tu luyện. Nhưng trong đấu chiến cung Mộng Thái Nhạc gặp một thiên tài đẳng cấp sử thi của Mộng gia. Hai người tranh chấp. Cuối cùng rằng co rồi ước chiến trong tử vong bí cảnh. Tuy tu vi của Mộng Thái Nhạc cao nhưng thiên kiêu của Mộng gia đáng sợ hơn, trấn áp Mộng Thái Nhạc, phá đan điền. Sau khi Mộng Thái Nhạc bị phá đan điền, thiên kiêu Mộng gia nói nhiều câu sỉ nhục, ngang nhiên bảo bán yêu là sinh vật đê tiện nhất, không xứng làm người, không có tư cách thông hôn với nữ nhân loại. Sách cổ bí pháp không nhịn được ký hiệp nghị sinh tử, vào tử Âu Vinh bí cảnh. Nhưng Lý Lang không đánh lại thiên kiêu Mộng gia. Lúc này Chiến Việt Danh, Diệp Tiểu Mục chắc cũng định ra tay. Nghe bốn chữ tử vong bí cảnh là các cường giả bán yêu lặng im. Tử vong bí cảnh là danh từ chết chóc trong đấu chiến cung, trừ những kẻ cuồng chiến đấu ra hiếm ai chọn vào tử vong bí cảnh đánh nhau. Hơn nữa trước khi vào tử vong bí cảnh, hai bên phải ký hiệp nghị sinh tử. Nội dung là dù bị giết trong ký hiệp nghị sinh tử thì đối phương sẽ không chịu trách nhiệm. Mộng Thái Nhạc, Lý Lang bị phế bỏ đan điền trong tử vong bí cảnh chỉ đành nhận xui. Một tu sĩ thiên mệnh đệ cửu trọng bước ra khỏi động thiên. Ta không tin tử vong bí cảnh đáng sợ như vậy, ta muốn gặp gỡ thử thiên tài đẳng cấp sử thi của Mộng gia đó. Tu sĩ thiên mệnh đệ cửu trọng lướt đi như bay lao hướng đấu chiến cung. Sau đó mấy chục tu sĩ bán yêu nhiệt tình sát khí đằng đằng đi theo. Mộng huynh làm việc ổn trọng, không giống loại người dễ xúc động. Tại sao đồng ý chiến đấu trong tử vong bí cảnh?
Phong Phi Vân mới quen Mộng Thái Nhạc chưa được vài ngày nhưng hắn biết gã là loại người điềm tĩnh lão luyện, chuyện bình thường không chọc giận hắn được. Phùng Vãn Hạ giải thích rằng, chẳng lẽ Phong huynh đệ không biết, Mộng đại ca và một thiên chi kiêu nữ Mộng gia vốn yêu nhau. Chuyện này bị lộ, cao tầng Mộng gia bị kinh động, cảm thấy thân phận của Mộng đại ca thấp hèn, không xứng với thiên chi kiêu nữ Mộng gia. Sau này thiếu thành chủ Cửu Tiêu Tiên Thành nhìn chúng thiên chi kiêu nữ Mộng gia. Mộng gia vì nịnh nọt Cửu Tiêu Tiên Thành nên gả thiên chi kiêu nữ đó cho thiếu thành chủ làm tiểu thiếp, chắc sẽ thành thân trong vòng mấy ngày nay. Đám thiên tài tuấn kiệt Mộng gia cho rằng Mộng đại ca là cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga, lúc này nói câu nào đều sẽ chọc giận Mộng đại ca. Mắt Phùng Vãn Hạ đỏ hồng, nàng biết rõ tình cảm của Mộng Thái Nhạc và thiên chi kiêu nữ Mộng gia. Nhưng thân phận của bán yêu quá thấp kém, Mộng gia thì như vật khổng lồ. Phùng Vãn Hạ muốn giúp đỡ cũng đành bất lực. Phong Phi Vân sờ cằm. Thì ra có chuyện như vậy. Phong Phi Vân cười bí hiểm. Đấu chiến cung nằm ở đâu? Chúng ta cũng đi giúp vui, nhìn xem thiên tài đẳng cấp sử thi Mộng gia cường đại đến đâu. Phong Phi Vân kéo Phùng Vãn Hạ đi ra bán yêu minh, kêu một chiếc xe thú, giao một khối linh thạch chạy đi đấu chiến cung. Chết tiệt, sao lão ở trên xem? Rốt cuộc mẫu thân của ngươi là ai? Ngư gia bò lên xe thú trước cả Phong Phi Vân, hai tay nhét vào ống tay áo, co ro trong góc xe, nghiêm túc hỏi mẹ hắn. Phong Phi Vân hoàn toàn miễn dịch với lão già điên này. Hắn phớt lờ lão. Phong Phi Vân ngồi trong xe với Phùng Vãn Hạ, thảo luận về đấu chiến cung. Đấu chiến cung là đấu trường truyền thừa mấy trăm vạn năm, trải rộng toàn bộ Trung ương Vương Triều thứ 6. Quý vực có hơn 700 đấu chiến cung, đương nhiên đấu chiến cung trong vực thành mới là nơi cường giả tụ tập. Nhiều lão tổ phúc địa động thiên sẽ đi đấu chiến cung thử sức. Bối cảnh đấu chiến cung rất đáng sợ, nghe nói chỗ dựa là một tòa tước phủ. Vì vậy không ai dám gây chuyện trong đấu chiến cung. Phùng Vãn Hạ tiếp tục bảo. Chiến đấu trong đấu chiến cung không chỉ tăng kinh nghiệm chiến đấu còn thắng được linh thạch. Nhiều thiên tài kinh tài tuyệt diễm chiếm được chiến tích danh truyền thiên tài trong đấu chiến cung, rồi được nhiều thế lực tu tiên lớn lôi kéo, hứa hẹn nhiều lợi lộc. Ví dụ công pháp tu luyện, linh thạch, linh đan, linh khí, thậm chí nô lệ mỹ nữ, lãnh địa. Đấu trường bình thường trong đấu chiến cung không quá nguy hiểm. Thắng thua điểm đến liền ngừng. Nhưng tử vong bí cảnh thì khác, bên trong dù giết đối thủ cũng sẽ không phải trả giá gì. Nếu trưởng bối đến báo thù thì đấu chiến cung sẽ phái cường giả giết kẻ báo thù, đây là quy tắc của đấu chiến cung. Phong Phi Vân cười nói. Thật là một quy tắc hay. Rất nhanh xe thú đến bên ngoài đấu chiến cung. Đấu chiến cung khí phái hơn bán yêu minh nhiều, kiến trúc không cùng đẳng cấp. Cánh cửa lớn luyện hóa bằng linh thạch. Vách tường tế luyện bằng mục cương bảy sắc, con đường trải bằng ngọc thạch màu trắng, không khí xa hoa quý phái. Có rất nhiều tu sĩ vào đấu chiến cung, có thanh niên tài tuấn cưỡi linh hạc từ trên trời giáng xuống, bên cạnh có mỹ nhân làm bạn. Một số lão nhân tiên phong đạo cốt ngự không bay đến, khí thế khiếp người, mắt như hai thanh kiếm bén đâm vào hồn người. Muốn vào đấu chiến cung phải nộp 10 khối linh thạch, nơi đây không dành cho lẩm bẩm. Phong Phi Vân nộp 30 khối linh thạch. Ba người chạy vào tử vong bí cảnh. Phùng Vãn Hạ nói, đấu chiến cung có 10 tử vong bí cảnh, cải tiến từ bí cảnh cấp thấp. Bên trong thiết kế linh quang kính tượng, chúng ta đứng ở bên ngoài cũng có thể thấy cảnh chiến đấu trong tử vong bí cảnh. Phùng Vãn Hạ rất sốt ruột, nàng bước nhanh đi. Phùng Vãn Hạ rất lo cho an toàn của Mộng Thái Nhạc, Lý Lang. Khi Phong Phi Vân, Phùng Vãn Hạ, Ngư gia đến tử vong bí cảnh đã có rất nhiều tu sĩ tụ tập tại chỗ này. Mấy chục cường giả bán yêu chạy đến đây trước, thấy Phong Phi Vân, Phùng Vãn Hạ tới thì gật nhẹ đầu. Lý đại ca, Mộng đại ca. Hốc mắt Phùng Vãn Hạ đỏ hồng móc bình ngọc ra khỏi ngừng, đổ hai viên linh đan tam phẩm, đều là bảo dược trị thương, giá trị siêu phàm. Mộng Thái Nhạc, Lý Lang bị thương rất nặng, mặt trắng bệch, áo dính đầy máu, vết thương đã khép lại gần hết. Trước khi nhóm Phong Phi Vân chạy đến đã có người chữa giúp Mộng Thái Nhạc, Lý Lang. Nhưng chỉ khiến ngoại thương khép lại. Mộng Thái Nhạc nhắm mắt, vẻ mặt tuyệt vọng, lắc đầu cười khổ nói. Vãn Hạ, hãy cất linh đan đi. Bây giờ chúng ta đã là phế nhân, nuốt vào chỉ phí linh đan. Đối với tu sĩ tu luyện mấy trăm năm thì bị người phá đan điền, phế tu vi chẳng khác nào chết rồi. Phùng Vãn Hạ không ngừng lau nước mắt, cố chấp nhét linh đan cho Mộng Thái Nhạc, Lý Lang. Để ta xem. Phong Phi Vân bắt chặt tay Mộng Thái Nhạc.
đầu ngón tay phát ra Phật quang màu vàng chậm rãi thấm vào người gã. Mộng Thái Nhạc nói, Phong huynh, vô dụng. Đám tu sĩ bán yêu tò mò nhìn Phong Phi Vân, bọn họ biết hắn là sơ đại bán yêu, có lẽ hắn sở hữu bản lĩnh nghịch thiên. Phùng Vãn Hạ đang khóc cũng trợn to mắt, nín khóc. Một lúc sau Phong Phi Vân rụt tay về, mỉm cười nói. Chỉ bị phá một lỗ thượng đan điền, còn cứu được. Mộng Thái Nhạc ngây người, tuy thượng đan điền chỉ là đan điền thứ nhất của tu sĩ nhưng linh khí mệnh môn nằm trong đó. Thượng đan điền vỡ nghĩa là đường tu tiên từ nay đứt đoạn, tại sao Phong huynh bảo là còn cứu được? Có vẻ Phong huynh không nói đùa, chẳng lẽ Phong huynh định dùng một số thần đan bảo dược trong truyền thuyết để cứu mình? Ánh mắt Mộng Thái Nhạc quyết tuyệt nói. Mạng của Mộng Thái Nhạc ta tiện, sớm không muốn sống trên đời. Nếu Phong huynh dùng bảo dược quý hiếm cứu ta thì ta không nhận nổi ân tình này. Ha 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 ha, không tính là bảo dược, có lẽ rất hiếm thấy với người khác nhưng với ta thì nhiều vô số kể. Mộng huynh muốn một rổ thì ta cũng cho được. Phong Phi Vân luồn tay vào ống tay áo, âm thầm dùng kim tàm Phật khí ngưng tụ một viên Phật đan to cỡ trái vải. Phong Phi Vân lấy Phật đan rực rỡ ánh vàng, hai ngón tay kẹp Phật đan. Hoa văn dày đặc trên Phật đan, ánh sáng rực rỡ phủ vầng sáng vàng nhạt. Nghiêng tai lắng nghe loáng thoáng có tiếng Phật ngâm sướng. Giờ đây Phong Phi Vân đã hoàn toàn lĩnh ngộ ấu tàm đồ bước thứ hai trong kim tàm kinh. Kim tàm Phật khí tăng một nấc thang, dược lực viên Phật đan này sánh bằng linh đan thất phẩm, tính độ tinh thuần thì còn hơn linh đan thất phẩm nữa. Mộng Thái Nhạc mất tu vi nhưng ánh mắt còn, gã nhận ra ngay linh đan quý giá. Cổ họng Mộng Thái Nhạc khô khốc nói. Đây, đây, đã vượt qua linh đan ngũ phẩm. Đám tu sĩ bán yêu giật mình không nói nên lời. Phong huynh đệ thật cao điệu, tùy tiện lấy một viên thần đan bảo dược ra, cố ý hù người sao. Phùng Vãn Hạ há hốc mồm nhìn Phật đan màu vàng trong tay Phong Phi Vân, lại nhìn hai viên linh đan tam phẩm trong tay mình. Phùng Vãn Hạ cảm thấy mình nghèo hèn, nó là linh đan tam phẩm, bán yêu bình thường không có được, nhưng sao bỗng nhiên nàng trở nên nghèo hèn như vậy. Phong Phi Vân thầm thở dài, đám bán yêu này sống thật khổ, chưa từng thấy đan dược đẳng cấp như thế. Nơi này là Trung ương Vương Triều thứ 6, lấy ra chút đồ tốt chẳng phải rất bình thường sao? Một thanh âm trong trẻo vang lên. Ta muốn viên Phật đan này, ra giá đi. Một công tử tuấn tú mặc áo tím phong độ phiên phiên bước tới, rất đẹp trai. Các thiếu nữ nhìn công tử áo tím chằm chằm, nhưng giọng điệu công tử áo tím rất kiêu ngạo, một tay chắp sau lưng. Một tay phẩy quạt, không thèm nhìn các thiếu nữ. Lại là người này. Phong Phi Vân đã gặp công tử áo tím trong chợ Phù Thiên. Lần này công tử áo tím càng khí thế, một đội tu sĩ đi theo sau lưng, toàn là siêu cường giả, mỗi người tu vi không tầm thường. Công tử áo tím đến, cung chủ đấu chiến cung tự mình nghênh tiếp nhưng không được công tử áo tím nhìn thẳng. Ánh mắt công tử áo tím hoàn toàn bị kim tàm Phật đan trong tay Phong Phi Vân hấp dẫn. Biểu tình ngư gia nghiêm túc nói nhỏ bên tai Phong Phi Vân. Lai lịch của tiểu tử này không nhỏ, bốn lão già sau lưng hắn tu vi cao khủng khiếp. Phong Phi Vân ra hiệu Phùng Vãn Hạ kéo ngư gia ra sau, nếu để lão đi lên hỏi về mẫu thân của công tử áo tím thì sẽ gây lớn chuyện, không chừng liên lụy cả đám. Phong Phi Vân ung dung ứng đối, hai tay co lại chắp tay, hơi cúi đầu hướng công tử áo tím. Phong Phi Vân cười nói. Vị đại nhân tôn kính này. Chúng ta đều là bán yêu, với thân phận như đại nhân chắc sẽ không muốn Phật đan trong tay bán yêu đi. Xoẹt! Công tử áo tím khép cây quạt, dừng bước, nhìn kỹ Phong Phi Vân. Công tử áo tím lắc đầu, nói. Ta đã gặp ngươi, ngươi là bán yêu trong chợ Phù Thiên. Viên Phật đan này phẩm cấp không tệ, ngươi lấy từ đâu ra? Công tử áo tím đứng xa, không dám đến gần, sợ dính xui từ người bán yêu. Phong Phi Vân nói. Cái này, đây là việc tư của ta. Đại nhân muốn can thiệp cả chuyện này sao? Nó sẽ hạ thấp thân phận của đại nhân. To gan, người có biết đang nói chuyện với ai không? Một nam nhân mặc giáp bạch ngọc bước ra từ sau lưng công tử áo tím, tay cầm trường thương, long hành hổ bộ. Mũi nhọn trường thương chỉ vào cổ họng Phong Phi Vân. Đây là cường giả cảnh giới niết bàn, khí thế chấn nhiếp đám tu sĩ bán yêu lùi bước, chỉ có Phong Phi Vân là đứng thẳng không nhúc nhích. Phong Phi Vân chậm rãi nói. Không biết. Ngươi. Người nam nhân mặc giáp bạch ngọc bắn ra linh quang màu trắng, mắt phát ra ánh sáng rực rỡ. Bán yêu ti tiện trước mắt dám khiêu khích làm gã rất tức giận.
Phong Phi Vân bình tĩnh ung dung đứng như tảng đá, chuẩn bị tùy thời ra tay nghênh đón công kích sấm sét. Công tử áo tím nhìn Phong Phi Vân chằm chằm, cảm thấy bán yêu này khác với các bán yêu khác. Nhưng công tử áo tím chỉ nhìn Phong Phi Vân một lúc rồi đi. Chỉ là một bán yêu, chấp nhặt với hắn làm gì? Viên Phật đan đó rất tinh thuần nhưng với công tử áo tím đó chỉ là đan dược không tệ, chưa đến mức khiến gã giành giật. Nam nhân mặc giáp bạch ngọc thu về khí thế, lạnh lùng trừng Phong Phi Vân, đi theo công tử áo tím. Phong Phi Vân đưa Phật đan cho Mộng Thái Nhạc. Mộng huynh, nuốt viên Phật đan này đi. Mộng Thái Nhạc cảm thấy Phật đan quá quý giá, không chịu nhận. Phong Phi Vân tiếp tục bảo. Giờ ta đã lấy Phật đan ra, bị nhiều người thấy. Nếu Mộng huynh không uổng, sau khi ra khỏi đấu chiến cung chắc chắn đám người đó sẽ đến cướp. Đúng là bây giờ có khá nhiều tu sĩ nhìn bên này chằm chằm, ánh mắt tham lam. Nếu không phải còn trong đấu chiến cung thì đã có người xông lên cướp Phật đan. Mộng Thái Nhạc uống Phật đan, Phật quang màu vàng bao bọc cơ thể, làn da rực rỡ sắc vàng. Mộng Thái Nhạc cảm nhận dòng nước ấm chạy dọc thân thể, đan điền thủng lỗ chậm rãi chữa lành, quá trình tuy chậm nhưng có dấu hiệu tái tạo. Đây là lũ sức sống đáng quý, khiến người trong tuyệt cảnh nhìn thấy hy vọng. Mộng Thái Nhạc mừng như điên, đan điền tái tạo lại, các lũ linh khí trở về, vậy là tu vi có hy vọng phục hồi. Mộng Thái Nhạc tràn đầy cảm kích Phong Phi Vân, ân tình quá nặng, khó thể trả lại. Mộng Thái Nhạc nhìn Phong Phi Vân chăm chú, tiếp tục luyện hóa dược lực trong kim tàm Phật đan, uẩn dưỡng đan điền yếu ớt. Phong Phi Vân lấy viên Phật đan thứ hai cho Lý Lang uống. Hai người ngồi xếp bằng trên mặt đất, Phật văn lượn lờ quanh thân, từng đợt linh khí chui vào cơ thể bọn họ, ngưng tụ tu vi. Đây đúng là thần tích, đám Túc lão cổ giáo cảm thấy thật kỳ lạ. Bọn họ tu luyện ngàn năm chưa từng thấy chuyện đan điền vỡ lại tái tạo, hôm nay là lần đầu tiên. Quá kỳ diệu, tái tạo được đan điền tan vỡ, lực lượng càng tinh thuần hơn. Chẳng lẽ Phật đan này là thần dược do Đại Hiền Phật môn tế luyện ra? Các tu sĩ đứng bên ngoài tử vong bí cảnh xem cuộc chiến tặc lưỡi lấy làm lạ, ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt. Một lần lấy ra hai viên Phật đan đẳng cấp này, hay sau lưng hắn có một vị đại hiền giả Phật môn? Nhiều tu sĩ nhìn chằm chằm, chờ Mộng Thái Nhạc, Lý Lang thức tỉnh. Nếu Phật đan khiến tu vi bọn họ phục hồi thì các tu sĩ phải đánh giá lại phẩm cấp, giá trị của hai viên Phật đan. Một trưởng lão phúc địa truyền thừa 6 vạn năm bước tới gần. Tóc bạc mặt hồng hào, mặc đạo bào màu xanh. Ánh mắt trưởng lão nhìn Phong Phi Vân không còn khinh thường, hỏi. Không biết hai viên Phật đan của tiểu hữu do vị cao nhân nào tế luyện? Đám người không tin đan dược đẳng cấp đó do một người trẻ tuổi luyện ra, bọn họ cảm thấy có cao nhân sau lưng Phong Phi Vân. Phong Phi Vân không muốn quá nổi bật, trả lời. Cái này là một vị cửu phẩm đại luyện đan sư đưa tặng. Cửu phẩm đại luyện đan sư. Lão nhân tóc bạc mặt hồng hào cung kính vái chào, lòng dậy sóng. Các cường giả thế lực tu tiên giật mình, xôn xao một lúc. Nên biết trong Trung ương Vương Triều thứ 6, ngũ đại huyền sư là nghề rất được yêu thích. Một vị cửu phẩm đại luyện đan sư có địa vị cao cả, cao hơn cả lão tổ một phương phúc địa. Đám tu sĩ bán yêu của bán yêu minh rất kích động. Thì ra Phong huynh đệ quen một vị cửu phẩm đại luyện đan sư, hèn gì có thể tùy tay lấy ra thần đan bảo dược. Bối cảnh của Phong huynh đệ không tầm thường. Mấy thiếu nữ xinh đẹp trong bán yêu minh đang tuổi thanh xuân, rất tôn sùng Phong Phi Vân. Không chỉ vì thân phận sơ đại bán yêu, sau lưng Phong Phi Vân có cửu phẩm đại luyện đan sư làm chỗ dựa, đúng là quý tộc trong bán yêu. Địa vị, thân phận của bán yêu và cửu phẩm đại luyện đan sư là hai cực đoan. Một ở dưới đất, một trên trời. Bây giờ cả hai có liên quan đương nhiên khiến nhiều người hâm mộ. Công tử áo tím đứng ở phía xa nghe lời Phong Phi Vân nói, nghiêng đầu, nhíu mày. Công tử áo tím nhỏ giọng nói với lão nhân sau lưng mình. Lão nhân gật đầu, bước hướng Phong Phi Vân. Công tử nhà ta muốn chiêu lãm vị cửu phẩm đại luyện đan sư kia, hy vọng người dẫn tiến cho. Nếu thành công sẽ cho người thù lao hậu hĩnh. Phong Phi Vân nhìn công tử áo tím phía xa, mỉm cười nói. Xin lỗi. Hãy quay về báo lại với công tử các người là vị cửu phẩm đại luyện đan sư kia cũng là bán yêu, sợ là không lọt vào mắt xanh của công tử các người. Lai lịch của công tử áo tím chắc chắn không nhỏ, vui buồn thất thường, tính cách quái đản, rất có thể là nữ giả nam trang. Phong Phi Vân không muốn tiếp xúc nhiều với công tử áo tím. Lão nhân sửng sốt, trở về sau lưng công tử áo tím,
cúi đầu lặp lại lời của Phong Phi Vân. Công tử áo tím khép quạt, nhíu chân mày thanh, thật lâu sau mở miệng nói. Bán yêu mà cũng đến trình độ cửu phẩm địa luyện đan. Ha ha ha, xem ra trong bán yêu minh vẫn có một số cường giả. Nam nhân mặc giáp bạch ngọc ánh mắt lạnh băng liếc Phong Phi Vân. Công tử có cần. Công tử áo tím kiêu ngạo nói. Chỉ là bán yêu, kệ hắn đi. Công tử áo tím chính là khí thế khiếp người, bẩm sinh là quý tộc, những người khác không thể bắt chước khí chất tự nhiên. Tuy cửu phẩm đại luyện đan sư rất hiếm thấy nhưng công tử áo tím từng gặp, có thể chiêu lãm được thì chiêu, còn không thể thì nàng cũng lười cưỡng cầu. Công tử áo tím nhìn kính tượng lơ lửng trên ngọc bích, bên trong chiếu ba tu sĩ kỳ tài ngút trời đang đánh nhau, chiến đấu trời sụp đất nứt. Từng khối đá trong bí cảnh vỡ nát, vô số tia lửa, tia điện bay ra từ bí cảnh như sắp đánh nát thế giới bí cảnh này. Bên trong là tình hình chiến đấu tử vong bí cảnh. Trong tử vong bí cảnh, Diệp Tiểu Mục, Chiến Việt danh phe bán yêu minh hợp sức chiến đấu với thanh niên kia nhưng vẫn bị đánh rơi vào thế yếu. Sau lưng công tử áo tím, một lão nhân đội mũ da màu xanh, tay cầm cán bút nói. Công tử, thanh niên kia là một trong 6 thiên tài đẳng cấp sử thi thế hệ này của Mộng Gia. Mắt lão nhân tràn đầy tia sáng trí tuệ, là một trí sư phẩm cấp rất cao, làm mưu sĩ cho công tử áo tím. Trí sư khác phẩy quạt lông bước ra, cung kính cúi đầu hướng công tử áo tím. Thế hệ này Mộng Gia ra một số nhân tài, nghe nói có một thiên chi kiêu nữ khi độ địa kiếp dẫn đến 12 dòng sông Dung Nham. Nhưng bị thiếu thành chủ Cửu Tiêu Tiên Thành nhìn chúng, hai người đã đính hôn. Đây là vị mưu sĩ thứ hai. Ánh mắt công tử áo tím hờ hững, ngón tay thuôn dài vuốt cây quạt nói. Tư chất của Mộng Tinh Hổ tạm được. Được công tử áo tím gọi là tạm được tức là lọt vào mắt xanh của nàng, đóng dấu nhân tài có thể chiêu lãm. Một mưu sĩ ghi tên Mộng Tinh Hổ vào. Mưu sĩ thứ ba khẽ thở dài. Nam nhân đánh nhau với Mộng Tinh Hổ tên là Chiến Việt danh, nghe nói gần 37 tuổi bước chân vào thiên mệnh đệ cửu trọng, được gọi là đệ nhất thiên kiêu bán yêu minh quý vực. Tiếc rằng hắn là bán yêu, nếu không cũng là một thiên tài hiếm có. Vị trí sư này rất mạnh, giỏi xem thiên tượng, thôi diễn thiên cơ, nắm rõ nhiều chuyện trên mảnh đất này trong lòng bàn tay. Công tử áo tím nhìn Chiến Việt danh sau đó rời tầm mắt, không có hứng thú gì với bán yêu. Dù bán yêu có thiên phú cao đến mấy thì chỉ là bán yêu, không thể đột phá vũ hóa cảnh. Đám tu sĩ bán yêu siêu kích động nhìn Phong Phi Vân, biểu tình tôn kính, nóng bỏng. Phong huynh đệ, bán yêu minh chúng ta thật sự sẽ có một vị cửu phẩm đại luyện đan sư sao? Nhất là mấy thiếu nữ xinh đẹp, mắt chấp chấp ngập nước nhìn Phong Phi Vân. Phong Phi Vân thuận miệng đồng ý. Đúng vậy. Phong Phi Vân cảm thấy đây là chuyện nhỏ, không để bụng. Phong Phi Vân nhìn chằm chằm tình hình chiến đấu trên ngọc bích, nhíu mày. Diệp Tiểu Mục, Chiến Việt danh là cường giả thiên mệnh đệ cửu trọng, nhưng hai người hợp sức vẫn bị thiên tài đẳng cấp sử thi Mộng Gia áp chế, thua trận chỉ là vấn đề thời gian. Hình ảnh kính trượng trên ngọc bích rung bần bật, người Mộng Tinh Hổ phát ra ánh sáng như sao, lòng bàn tay chém ra luồng thần luyện đánh bay Diệp Tiểu Mục, Chiến Việt danh. Mộng Tinh Hổ vọt lên cao, tay hô thanh chiến kiếm lại đánh Diệp Tiểu Mục, Chiến Việt danh bay xa hơn. Cơ thể Diệp Tiểu Mục, Chiến Việt danh nứt toác, máu chảy ròng ròng. Ha 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 ha, bán yêu đúng là bán yêu, dù là đệ nhất thiên tài trong bán yêu cũng không phải đối thủ của bản công tử. Mộng Tinh Hổ đạp ngực Chiến Việt danh, dẫm đạp tôn nghiêm của Chiến Việt danh lại như dẫm lên tôn nghiêm của tất cả bán yêu. Người Chiến Việt danh nổi tơ máu, đôi mắt hung dữ trừng Mộng Tinh Hổ, con người đầy tơ máu. Phập, khóe môi Mộng Tinh Hổ nhếch lên khinh thường, chân đạp mạnh xuống ghì chặt Chiến Việt danh. Chiến kiếm chậm rãi đâm vào đan điền của Chiến Việt danh, máu phun tung tóe. Lại một cường giả bán yêu bị phế đan điền, bị Mộng Tinh Hổ đá ra khỏi tử vong bí cảnh. Bên ngoài tử vong bí cảnh, đám thiên tài tuấn kiệt Mộng Gia cuồng cười. Đệ nhất thiên tài trong bán yêu hóa ra là trò cười. Một trưởng bối Mộng Gia vuốt râu, cười tươi nói. Bán yêu khi sinh ra đã là người hạ đẳng, chiến đấu hơn 10 hiệp với Tinh Hổ là rất ghê gớm. Người hạ đẳng, bán yêu xem như người sao. Câu này thốt ra dẫn đến tiếng cười vang, các tu sĩ bên ngoài tử vong bí cảnh cười to. Bán yêu chỉ có thể xem như nô lệ. 6 thiên tài đẳng cấp sử thi của Mộng Gia chúng ta ai đến đều có thể một tay giết cả đám bán yêu nô. Một đám phế vật người không ra người,
yêu không ra yêu mà đòi tôn nghiêm. Cười chết người. Các tu sĩ bán yêu cực kỳ tức giận, mắt đỏ hồng. Nhưng bọn họ cố gắng kiềm chế, không dám đánh nhau. Một khi bọn họ ra tay trước, đối phương có cớ giết hết cả đám. Tình cảnh này bọn họ không chỉ trải qua một lần, các tu sĩ bán yêu siết chặt nắm tay đến chảy máu, tức giận mặt vặn vẹo nhưng cố nhịn. Công tử áo tím liếc đám bán yêu, ánh mắt lạnh lùng, khinh thường đám bán yêu không chỉ yếu mà còn nhát gan. Hừ, thật là một bầy kiến vô dụng. Biểu tình Phong Phi Vân thản nhiên, hắn nhìn chăm chú hình ảnh trong kính tượng trên ngọc bích. Tuy Chiến Việt Danh thua trận nhưng Diệp Tiểu Mục còn đang chiến đấu. Tu vi của Diệp Tiểu Mục mạnh hơn Mộng Thái Nhạc, Chiến Việt Danh, đến đỉnh thiên mệnh đệ cửu trọng, sắp chạm vào ngưỡng cửa đầu tiên cảnh giới Niết Bàn. Mộng Tinh Hổ, người khinh người quá đáng. Diệp Tiểu Mục nhảy vọt lên, vóc dáng cao kiều, ánh mắt kiên cường, dứt khoát. Chiến y trên người Diệp Tiểu Mục thủng mấy lỗ lộ ra da thịt trắng nõn, máu đỏ chảy trên làn da. Tóc dài Diệp Tiểu Mục bay lên, mắt đỏ tựa hổ phách. Diệp Tiểu Mục vươn ngón tay ngọc liên tục đánh ra hơn 70 kiếm quyết tụ thành một thể, biến ra thần kiếm cổ xưa. Diệp Tiểu Mục từ trên trời chém xuống đầu Mộng Tinh Hổ. Ha 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 ha, Diệp Tiểu Mục, tu vi của nàng không tệ nhưng tư chất cách biệt với ta quá xa. Ta là thiên tài đẳng cấp sử thi, vô địch cùng cảnh giới, có thể vượt qua ba tiểu cảnh giới chân áp nàng. Mộng Tinh Hổ là tu vi sơ kỳ thiên mệnh đệ cửu trọng nhưng lực lượng cường đại kinh khủng, tu luyện thiên công bảo điển của Mộng gia. Bán yêu không tu luyện công pháp cao sâu gì làm sao sánh bằng sức chiến đấu của Mộng Tinh Hổ. Công pháp tu luyện của bán yêu minh đa số là tiên hiền bán yêu tự mình lần mò ra, không thể so sánh công pháp chấn tộc của những gia tộc cổ xưa, uy lực cách biệt mấy đẳng cấp. Đây là một trong những nguyên nhân sức chiến đấu của bán yêu yếu hơn tu sĩ cùng đẳng cấp. Mắt Mộng Tinh Hổ bắn ra hai tia chớp thô cỡ miệng chén nối liền tử vong bí cảnh, đánh nát thần kiếm của Diệp Tiểu Mục. Mộng Tinh Hổ vỗ một trường đánh Diệp Tiểu Mục té xuống đất. Phụt! Lực lượng một trường của Mộng Tinh Hổ quá mạnh mẽ, chém ra khí lưu hình rồng làm ngực Diệp Tiểu Mục loang lổ vết máu, miệng ọc máu. Diệp Tiểu Mục bị thương càng nặng, không thể đứng dậy. Mộng Tinh Hổ chậm rãi đến gần Diệp Tiểu Mục, ngồi xổm xuống, nhếch mép cười tà, vươn một ngón tay nâng cằm trắng mịn lên. Mộng Tinh Hổ cười nói, làm nữ nô bán yêu của ta đi, ta sẽ tha mạng cho nàng. Răng Diệp Tiểu Mục chảy máu, đôi mắt Diệp Tiểu Mục ngưng tụ sát quang sắp biến thành đồng kiếm. Ngươi, nằm mơ. Đê tiện, chỉ là bán yêu, bản công tử cho ngươi làm nữ nô của ta là vinh hạnh của ngươi. Nếu ngươi đã không biết tốt xấu thì đi chết đi. Mộng Tinh Hổ đạp bụng Diệp Tiểu Mục, chấn vỡ đan điền, đánh bay nàng. Qua, học. Đan điền Diệp Tiểu Mục chảy máu, nửa người bị máu nhuộm đỏ. Khuôn mặt trắng xinh như lê hoa không còn chút máu. Diệp Tiểu Mục nằm trong vũng máu như đống bùn. Chiến đấu kết thúc, cánh cửa tử vong bí cảnh mở ra. Mộng Tinh Hổ thẳng bước ra ngoài, khí thế kiêu căng, một tay xách Diệp Tiểu Mục, tay kia xách Chiến Việt Danh. Mộng Tinh Hổ ném hai người xuống đất. Một đám bán yêu yếu xìu mà mơ mộng đến đấu chiến cung thắng linh thạch, cười chết người. Ha 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 ha. Diệp Tiểu Mục, Chiến Việt Danh quá nhục nhã, mặt cúi gằm xuống đất. Mắt Diệp Tiểu Mục ngấn lệ. Bán yêu có lỗi sao? Bán yêu cũng là người sinh ra, tại sao thấp hơn người một bậc? Mộng Tinh Hổ nhẹ nhàng đánh bại bố en bán yêu cùng cảnh giới, bước ra khỏi tử vong bí cảnh. Đám đệ tử Mộng ra bao quanh Mộng Tinh Hổ, nịnh hót tâng bốc. Mộng Tinh Hổ được nịnh hót người lâng lâng, tư chất của gã cao đẳng. Mỹ nữ bán yêu như Diệp Tiểu Mục không lọt vào mắt gã nhưng không có nghĩa là đệ tử Mộng gia khác không thích. Thiên Hổ Đường đệ, ngươi sớm muốn đè Diệp Tiểu Mục đúng không? Ta đã phế tu vi của nàng, bây giờ nàng chính là nữ nô bán yêu của ngươi. Một đệ tử Mộng gia mập mạp nghe Mộng Tinh Hổ nói thì sướng rơn chen vào đám người. Gã thèm khát Diệp Tiểu Mục đã lâu, bất đắc dĩ tu vi không cao bằng nàng, không có cơ hội xuống tay. Nhưng giờ Diệp Tiểu Mục trở thành nữ nô bán yêu của gã, làm gã rất hưng phấn, chảy nước miếng ròng ròng. Gã cảm ơn Mộng Tinh Hổ rối rít, định ôm giai nhân yểu điệu lên. Nhưng bàn tay thô to mới vươn ra đã bị người đạp xuống đất. A, tay của ta! Mộng Thiên Hổ rú lên khó nghe còn hơn heo bị thọc tiết, bàn tay sắp bị người đạp nát, đau thấu xương. Xin lỗi, nàng là bằng hữu của ta, ngươi không thể ôm nàng đi. Chân Phong Phi Vân đạp mạnh mu bàn tay Mộng Thiên Hổ,
đế giày xoay qua xoay lại đạp nát xương gã kêu răng rắc. Mộng Thiên Hổ hét sầm trời, líu lưỡi. Diệp Tiểu Mục vốn nhận mệnh, dù sao tu vi của nàng đã bị phế, sa đọa thành nữ nô bán yêu. Diệp Tiểu Mục nhìn thấy rất nhiều trường hợp này, nàng không cam lòng nhưng bất lực. Không ngờ có người đứng ra bên mình, Diệp Tiểu Mục chậm rãi ngước đầu lên, ánh mắt dọc theo mũi giày đến ống quần, y phục, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú kiên cường. Diệp Tiểu Mục thấy quen quen. Phải rồi, là Phong huynh đệ đi cùng với Mộng Thái Nhạc, chỉ gặp mặt một lần nhưng không ngờ hắn ra mặt bên nàng, đắc tội Mộng gia. Mộng Thiên Hổ uy hiếp. Nàng là nữ nô bán yêu của ta, tên khốn, Đường ca sẽ giết ngươi. Mộng Thiên Hổ không tính là thiên tài trong Mộng gia, tu vi đến thiên mệnh đệ lục trọng, gã không vùng thoát khỏi chân Phong Phi Vân được. Giống như có khối sắt nặng ngàn vạn cân đè mờ u bàn tay gã. Nữ nô bán yêu, bằng vào ngươi có thể nói bốn chữ này sao? Phong Phi Vân giẫm càng mạnh, ánh mắt ngạo nghễ nhìn đám tu sĩ Mộng gia. Phong Phi Vân nói, ta chống mặt xem hôm nay ai to gan. Mộng Thiên Hổ hét chói tai. Tinh Hổ Đương ca, cứu ta với. Tay Mộng Thiên Hổ bị đạp chảy máu đầm đìa. Mộng Tinh Hổ bước tới, lạnh nhạt nói. Tiểu tử, ngươi định bênh vực bán yêu sao? Đắc tội Mộng gia chúng ta thì kết cuộc của ngươi sẽ rất thảm. Vậy sao, quên nói cho ngươi biết, ta cũng là bán yêu. Phong Phi Vân không thèm quan tâm Mộng Tinh Hổ uy hiếp, vẻ mặt hờ hững, chân càng dẫm mạnh. Bộp, tay Mộng Thiên Hổ bị đạp thành đống thịt nhão, nửa cánh tay bị chấn nát, gã đau ngất xỉu. Phong Phi Vân đá bay tên mập, Mộng Thiên Hổ đập vào vách tường, như lợn chết trượt xuống. Nếu không phải đấu chiến cung không cho giết người thì vừa rồi Phong Phi Vân đã giết Mộng Thiên Hổ. Mấy chục bán yêu ùa lên nâng dậy chiến Việt danh, Diệp Tiểu Mục nằm dưới đất, đứng sau lưng Phong Phi Vân, không chút yếu thế. Một khi tìm được trụ cột thì bọn họ không sợ gì nữa. Hiện giờ Phong Phi Vân là trụ cột của bọn họ. Mộng Tinh Hổ không thèm nhìn Mộng Thiên Hổ nằm dưới đất, lạnh lùng cười. Thì ra là một bán yêu, ta còn tưởng đâu ai kiêu ngạo như vậy. Thật là không biết chữ chết viết như thế nào. Nói nhiều với bán yêu làm gì, trực tiếp giết là xong. Một nam nhân bay ra từ sau lưng Mộng Thiên Hổ, là thiên chi kiêu tử của Mộng gia, tên Mộng Thiên Vũ. Mặc dù Mộng Thiên Vũ không phải thiên tài đẳng cấp sử thi nhưng không yếu hơn bao nhiêu, tu vi đến hậu kỳ thiên mệnh đệ cửu trọng. Vẫn thiên linh thạch áp chế mà Mộng Thiên Vũ vẫn bay lên cao năm thước, bàn tay tỏa ánh sáng nhạt đan xen tia chớp ném xuống đầu Phong Phi Vân. Đám người kinh kêu, trong tình huống bị vẫn thiên linh thạch áp chế vẫn có thể đánh ra tia điện, tu vi của Mộng Thiên Vũ quá mạnh, không yếu hơn thiên tài đẳng cấp sử thi Mộng Tinh Hổ bao nhiêu. Phong Phi Vân không nhúc nhích, bình tĩnh nói. Còn vương pháp không, chỗ này là đấu chiến cung, Mộng gia các ngươi trong mắt không người, dám giết chóc trong đấu chiến cung. Một trưởng bối Mộng gia nhíu mày ngăn Mộng Thiên Vũ lại. Nơi này dù gì là đấu chiến cung, thế lực Mộng gia lớn cách mấy cũng không dám gây sự trong này. Mộng gia không trêu vào núi dựa của đấu chiến cung nổi. Phong Phi Vân nói câu đó, đám đệ tử Mộng gia cho rằng hắn sợ nên mới nâng ra đấu chiến cung. Ánh mắt đám tu sĩ Mộng gia nhìn Phong Phi Vân tràn đầy khinh thường. Chỉ là bán yêu. Phong Phi Vân đạp nát bàn tay Mộng Thiên Hổ khiến tu sĩ bán yêu hết giận, nhưng thầm lo cho hắn, sợ hắn bị cường giả Mộng gia giết. May mắn Phong huynh đệ tỉnh táo, vào phút nguy hiểm lôi đấu chiến cung ra, giữ được một mạng. Các tu sĩ bán yêu minh thở phào nhẹ nhõm. Ánh mắt Mộng Thiên Vũ âm trầm, tay lấp lánh tia điện. Nếu không bị trưởng bối Mộng gia ngăn cản thì Mộng Thiên Vũ đã một trưởng đập chết bán yêu kiêu ngạo này. Một trưởng bối Mộng gia thì thầm bên tai Mộng Thiên Vũ, gã nghe xong khóe môi cong lên. Mộng Thiên Vũ cười nói. Tiểu tử, mới rồi ngươi dám đạp nát cánh tay đệ tử Mộng gia ta chứng minh ngươi là nam nhân có nhiệt huyết. Không biết ngươi có dám vào tử vong bí cảnh đâu với ta không? Mặt Diệp Tiểu Mục trắng bệch, hai bán yêu dìu nàng. Diệp Tiểu Mục lắc đầu với Phong Phi Vân, suy yếu nói. Tu vi của Mộng Thiên Vũ rất mạnh, tuy không phải thiên tài đẳng cấp sử thi nhưng sức chiến đấu không kém hơn Mộng Tinh Hổ bao nhiêu. Phong huynh đệ không đánh lại hắn. Chiến Việt Danh bị thương nặng hơn Diệp Tiểu Mục, đan điền bị chiến kiếm của Mộng Tinh Hổ đâm thủng, góp lời khuyên. Hắn cố ý khích Phong huynh đệ vào tử vong bí cảnh đánh nhau, khi đó hắn thoải mái giết ngươi, nhục nhã ngươi. Tuyệt đối đừng trúng kế của bọn họ. Phong Phi Vân thận trọng gật đầu, nói. Yên tâm,
ta sẽ không mắc mưu bọn họ. Phong Phi Vân lặng lẽ lấy hai viên kim tảm Phật đan nhét cho Diệp Tiểu Mục, chiến Việt danh. Phong Phi Vân xoay người nhìn Mộng Thiên Vũ. Mộng Thiên Vũ tưởng Phong Phi Vân sợ không dám đấu, gã ưỡn ngực, hĩnh mũi. Mộng Thiên Vũ kiêu ngạo nói. Nếu ngươi có thể đánh bại ta thì Mộng gia sẽ không truy cứu chuyện ngươi đạp nát cánh tay Thiên Hổ Đường đệ, còn tặng linh thạch, xin lỗi bốn vị trẻ tuổi bán yêu minh bị thương. Còn nếu ngươi không dám ứng chiến, khi ngươi rời khỏi đấu chiến cung, cường giả Mộng gia chúng ta nhất định sẽ băm thây ngươi ra. Phong Phi Vân giả bộ lộ vẻ dao động. Ngươi nói thật không? Trưởng bối Mộng gia đứng ra nói. Ngươi trẻ tuổi, nếu ngươi có thể đánh bại Thiên Vũ thì Mộng gia chúng ta sẽ không truy cứu chuyện cánh tay Thiên Hổ bị ngươi phế bỏ. Mộng gia sẽ tặng linh thạch, xin lỗi bốn vị trẻ tuổi bán yêu minh bị thương. Phong Phi Vân hỏi lại. Có thật không? Trưởng bối Mộng gia bảo đảm. Lão Phu chính là đệ thất thái thượng trưởng lão của Mộng gia, lời nói ra đủ đại biểu toàn Mộng gia. Tu vi của trưởng bối Mộng gia rất mạnh, dù bị vẫn thiên linh thạch ức chế người vẫn phát ra ánh sáng nhạt. Các quy tắc vòng quanh cơ thể lão nhân, chắc chắn là đại nhân vật trong Mộng gia. Phong Phi Vân sảng khoái đồng ý. Tốt, quyết định vậy đi. Các tu sĩ bán yêu minh lòng chìm, xuống đáy cốc, biết Phong Phi Vân đã trúng kế Mộng gia. Phong Phi Vân là bán yêu nhưng dám đạp nát bàn tay đệ tử Mộng gia, đây là đánh mặt Mộng gia, sao Mộng gia chịu bỏ qua cho bán yêu này. Người sáng suốt đều thấy được người Mộng gia đặt bẫy, một khi vào tử vong bí cảnh chắc chắn Phong Phi Vân sẽ bị Mộng Thiên Vũ đánh thừa sống thiếu chết. Mộng gia muốn cho mọi người biết uy nghiêm của Mộng gia không thể xúc phạm, bán yêu không có tư cách khi dễ đệ tử Mộng gia. Trước giờ chỉ có Mộng gia ăn hiếp bán yêu, đời nào có chuyện bán yêu bắt nạt Mộng gia. So với bên bán yêu minh lo lắng, sốt ruột thì tu sĩ Mộng gia cười kim loại nhảy. Nam nhân trung niên tu luyện 300 năm bước ra. Phong huynh đệ, hay để ta đấu thay ngươi. Trong người nam nhân trung niên có huyết mạch yêu tộc, tu vi không tầm thường, đến đỉnh thiên mệnh đệ cửu trọng. Bán yêu già khú đế lên tiếng. Hay để ta, dù gì mạng cỏ rác của ta có chết cũng không đáng mấy đồng. Bán yêu già nua định vào tử vong bí cảnh thay Phong Phi Vân. Lòng Phong Phi Vân rất cảm động, hắn cho rằng tu sĩ bán yêu minh không phải người tham sống sợ chết. Bọn họ chỉ cảm thấy có lúc chết không đáng giá nên mới nhẫn nhịn. Mắt Phong Phi Vân tràn đầy tự tin nói. Mọi người hãy yên tâm, ta sẽ sống sót trở ra. Phong Phi Vân và Mộng Thiên Vũ đi ký hiệp nghị sinh tử. Nữ chủ trì khá đẹp, mặc váy dài màu lam, làm chấp sự trong đấu chiến cung. Nữ nhân giao hiệp nghị tử vong cho hai người, khuôn mặt nàng xinh đẹp khoảng 20 tuổi, mắt sáng ngời đồng tình nhìn Phong Phi Vân. Mộng Thiên Vũ viết tên vào hiệp nghị tử vong, quay đầu nhìn Phong Phi Vân, cười châm chọc. Chỉ là ký hiệp nghị sinh tử chứ có gì không dám viết. Phong Phi Vân siết cán bút thanh đồng, khựng một lúc sau viết chữ trên giấy. Mộng Thiên Vũ. Phong Phi Vân. Nhìn Phong Phi Vân viết tên, Mộng Thiên Vũ thở phào, ánh mắt lạnh băng nhìn Phong Phi Vân như ngó người chết. Mộng Thiên Vũ nói. Sau khi vào tử vong bí cảnh ta sẽ đánh người muốn sống không được muốn chết không xong, cho người biết uy nghiêm của Mộng gia chúng ta không chấp nhận xúc phạm. Mộng Thiên Vũ hừ mạnh, bước vào tử vong bí cảnh trước. Phong Phi Vân sờ cằm, không để bụng lời Mộng Thiên Vũ nói, đưa mắt nhìn nữ nhân xinh đẹp mặc váy màu lam. Phong Phi Vân hỏi, nghe nói đâu thắng trong đấu chiến cung sẽ được thưởng linh thạch. Không biết phần thưởng bao nhiêu. Lam Uyển Tinh cảm thấy bán yêu này không biết trời cao đất rộng, đã ký hiệp nghị sinh tử còn mơ thắng linh thạch. Lam Uyển Tinh vẫn kiên nhẫn giải thích rằng, chiến đấu trong bí cảnh bình thường thắng một trận thưởng một khối linh thạch. Trong tử vong bí cảnh thắng một trận thưởng 10 khối linh thạch. Phong Phi Vân chép miệng. Ít vậy. Thưởng ít linh thạch làm sao hấp dẫn nhiều cường giả đến chiến đấu. Lam Uyển Tinh chừng Phong Phi Vân. Thắng liên tục càng nhiều thì phần thưởng linh thạch sẽ tăng chồng lên. Đánh nhau với tu sĩ cảnh giới càng cao, linh thạch được thưởng càng nhiều. Đương nhiên trước khi chiến đấu mỗi người phải nộp linh thạch. Phong Phi Vân không rành quy tắc đấu chiến cung, hắn cũng không muốn biết. Phong Phi Vân nói, trận đấu của ta và Mộng Thiên Vũ cần giao bao nhiêu linh thạch? Bởi vì nơi các ngươi chiến đấu là tử vong bí cảnh, đẳng cấp thiên mệnh đệ cửu trọng tranh phong, ngươi phải nộp 10 khối linh thạch. Nếu ngươi đánh thua hay chết trận thì phải nộp thêm 10 khối linh thạch cho đấu chiến cung. Chết trận vẫn phải giao linh thạch.
Lam Uyển Tinh trả lời. Vì vậy trước khi tu sĩ vào tử vong bí cảnh phải giao tiền mạng 10 khối linh thạch trước, đặt trong đấu chiến cung. Phong Phi Vân than thở. Đấu chiến cung các ngươi thật là không lỗ chút nào. Đấu chiến cung vốn là nơi tu sĩ bỏ tiền rèn luyện, chỉ thiên kiêu có thiên phú siêu cao mới thắng nhiều linh thạch trong đấu chiến cung. Tu sĩ tư chất bình thường thì chỉ có giao tiền đổi lấy kinh nghiệm chiến đấu với người. Phong Phi Vân lấy 20 khối linh thạch ra giao cho nữ nhân xinh đẹp. 10 khối linh thạch thanh toán chi phí cho đấu chiến cung, 10 khối linh thạch khá là tiền thế chấp. Lỡ như Phong Phi Vân bị Mộng Thiên Vũ giết thì 10 khối linh thạch này thuộc về đấu chiến cung. Phong Phi Vân đi vào tử vong bí cảnh, cảm giác áp lực trên người thả lỏng. Áp lực từ vẫn thiên linh thạch biến mất, linh lực dồi dào từ đan điền lao ra, cuộn trong cơ thể Phong Phi Vân như sông lớn trùng kích kinh mạch. Phong Phi Vân cảm giác rõ ràng Phật lực trong người tinh thuần hơn một chút. Không lẽ đây là ích lợi của việc tu luyện trong sự áp chế của vẫn thiên linh thạch? Tu vi của Phong Phi Vân đã đến cực độ thiên mệnh cảnh, sắp độ tử kiếp. Khi vượt qua tử kiếp, Niết Bàn trọng sinh sẽ là tu vi Niết Bàn đệ nhất trọng thiên. Nơi này chính là tử vong bí cảnh. Tòa bí cảnh này dài rộng hơn 2 vạn dặm, khá mênh mông. Trong không trung lơ lửng vô số cục đá to, có đá dài cỡ vùng núi, có chỉ lớn bằng nắm tay. Đây là chiến trường cải tạo từ bí cảnh cấp. Kết cấu không gian nơi này không ổn định, khá giống với dị thú chiến cảnh trong vạn vật tháp. Trong đấu chiến cung, trên ngọc bích hiện ra bóng dáng Mộng Thiên Vũ và Phong Phi Vân. Hai người đứng trong tử vong bí cảnh, cách nhau vài trăm thước. Mộng Thiên Vũ mặc chiến giáp, ánh sáng linh tính bao phủ toàn thân, gã tựa như thiên thần. Mộng Thiên Vũ cười khinh thường nói. Không ngờ ngươi ngốc vậy, thật sự vào tử vong bí cảnh. Hôm nay ta sẽ khiến bán yêu hèn mọn nhà ngươi kiến thức cái gì là lực lượng thật sự. Ngươi đạp nát cánh tay đệ tử Mộng gia chúng ta thì ta sẽ đạp nát mặt ngươi. Ngươi có tin không? Tin. Phong Phi Vân thấy buồn cười. Nhưng chỉ có chiến thắng ngươi thì ta mới lấy lại vốn 10 khối linh thạch từ đấu chiến cung, vì vậy ta không thể thua. Đoạn đối thoại của hai người trong tử vong bí cảnh truyền ra khiến các tu sĩ xem cuộc chiến cười to. Bọn họ thấy bán yêu này nghèo điên rồi. Sắp chết mà còn so đo 10 khối linh thạch. Một thiên kiêu Mộng gia cười nói. Bán yêu vốn nghèo, hãy tha thứ cho hắn. Bắt đầu. Trong tử vong bí cảnh, người Mộng Thiên Vũ phát ra linh khí như nước cuộn trào bao phủ phạm vi mấy ngàn thước thành bảo ấn. Mộng Thiên Vũ vung tay, bảo ấn đánh vào Phong Phi Vân, chấn vỡ các tảng đá to, uy lực chấn trời động đất. Phong Phi Vân không đánh trả, thi triển thân pháp, tốc độ nhanh như sao xẹt nhảy lên cá tảng đá. Né tránh công kích của bảo ấn. Mộng Thiên Vũ hừ lạnh một tiếng. Tốc độ nhanh thật. Mộng Thiên Vũ biến thành cái bóng như sao băng xuyên qua thiên thạch. Cơ thể Mộng Thiên Vũ đụng vào mấy tảng đá to, đã vỡ thành bột phấn, khí kình quanh người gã rất mạnh. Mộng Thiên Vũ thể hiện tốc độ mau hơn Phong Phi Vân, tay gã cầm kinh kiếm cổ xưa, thân kiếm dày nặng khắc đạo văn. Mộng Thiên Vũ giơ kiếm chém xuống đầu Phong Phi Vân, kéo dòng sông kiếm dài ngàn thước. Khí thế như hồng như đâm xuyên thiên địa. Đám người đứng ngoài tử vong bí cảnh cảm nhận được lực lượng khủng bố từ nhát kiếm của Mộng Thiên Vũ. Mắt thấy Phong Phi Vân sắp bị kiếm đâm chết, nhưng mọi người hoa mắt, không biết hắn lấy đâu ra cây gậy đen thui gõ sau gáy Mộng Thiên Vũ. Bóng gậy mau hơn, như tia sáng đen chợt lóe. Mộng Thiên Vũ mới rồi còn oai phong giờ nằm sấp dưới đất, sọ bị đánh nát, da đầu hõm xuống. Mắt Mộng Thiên Vũ tràn đầy giật mình. Gã không cam lòng muốn gượng người dậy. Nằm xuống. Phong Phi Vân tung cước, lòng bàn chân ngưng tụ lốc xoáy vàng như một áng mây đè Mộng Thiên Vũ không thể nhúc nhích một ly. Phong Phi Vân đạp lên mặt Mộng Thiên Vũ, lực lượng cú đạp rất độc ác, đạp nát xương gò má Mộng Thiên Vũ, đầu suýt bị đạp bể. Đơn giản, trực tiếp, Phong Phi Vân thật sự đạp vỡ mặt Mộng Thiên Vũ. Bên ngoài tử vong bí cảnh, mọi người ngây ngốc nhìn, như hóa đá. Hình ảnh trên kính tượng ngọc bích quá máu me, thô bạo, vượt dự đoán. Một thiên chi kiêu tử của Mộng gia bị bán yêu đạp dưới chân, mặt lún xuống, máu chảy ồ ạt. Mộng Thiên Vũ gào thét dưới chân Phong Phi Vân, thanh âm rất khó nghe, nhưng gã không thoát khỏi bàn chân hắn được. Tu sĩ Mộng gia phát điên, đặc biệt là đệ thất thái thượng trưởng lão của Mộng gia. Mặt lão xanh mét, có nằm mơ cũng không ngờ bán yêu này đánh bại được Mộng Thiên Vũ. Chẳng lẽ Mộng gia phải dâng lên linh thạch, xin lỗi bán yêu minh sao?
đệ thất thái thượng trưởng lão Mộng Gia rất muốn vả miệng mình. Các tu sĩ bán yêu minh vừa mừng vừa sợ, bọn họ siết chặt nắm đấm, lòng vô cùng vui sướng. Điều bọn họ không dám, cũng không làm được bây giờ Phong Phi Vân thực hiện nó, ngay trước mặt các tu sĩ. Phong Phi Vân đạp ngã Mộng Thiên Vũ, rất thỏa mãn. Một chín đệ trẻ của Mộng Gia la lên. Không tính, không tính. Rõ ràng là bán yêu chết tiệt đánh lén sau lưng, nếu không thì Thiên Vũ Đường huynh tuyệt đối không thua. Lam Uyển Tinh chấp sự đấu chiến cung nói. Trong tử vong bí cảnh, chỉ cần đánh bại đối thủ, dùng cách gì cũng được. Lòng Lam Uyển Tinh ngạc nhiên nhìn bán yêu trong tử vong bí cảnh, thầm khâm phục hắn. Dám đạp mặt Mộng Thiên Vũ, lá gan to thật. Phong Phi Vân cười với mọi người bên ngoài tử vong bí cảnh, chân dẫm mạnh. Đầu Mộng Thiên Vũ bị đạp nát thành bãi máu. Phụt, đệ thất thái thượng trưởng lão Mộng Gia tức hộc máu. Một bán yêu giết thiên chi kiêu tử thứ nhất của Mộng Gia ngay trước mặt lão, còn mặt mũi nào mà sống. Phong Phi Vân ném xác Mộng Thiên Vũ ra tử vong bí cảnh, hắn đứng bên trong nói. Thiên tài Mộng Gia các ngươi nếu không phục thì vào đây đấu. Ồn ào, một bán yêu định khiêu chiến cường giả toàn Mộng Gia. Tin tức lan nhanh khắp đấu chiến cung, quả là tin bom tấn. Nhiều người ngạc nhiên không nói nên lời, đương nhiên có người cười cho qua, cảm thấy là chuyện cười, không xem là thật. Có người rất tò mò chạy đến bên ngoài tử vong bí cảnh. Bán yêu này rất trẻ, chưa đến 30 tuổi nhưng có thể giết Mộng Thiên Vũ, có chút thực lực. Mộng Gia sắp khóc, bị bán yêu khiêu khích. Bán yêu này quá to gan, nói sao thì Mộng Gia là gia tộc cổ xưa truyền thừa 8 vạn năm, nội tình khổng lồ. Đối đầu với Mộng Gia chỉ có đường chết. Đã lâu không xuất hiện bán yêu nhiệt huyết như thế. Rất nhiều tu sĩ tụ lại, đa số đến từ cổ tộc, phúc địa tiên môn. Có người quen thân với Mộng Gia, cũng có kẻ thù không đội trời chung vui vẻ nhìn Mộng Gia xấu mặt. Mắt Mộng Tinh Hổ lạnh băng. Ta đi giết hắn. Mộng Tinh Hổ siết chặt chiến kiếm, định lao vào tử vong bí cảnh lấy mạng Phong Phi Vân. Tinh Hổ Đường huynh, ngươi là thiên tài đẳng cấp sử thi của Mộng Gia, đối phó loại bán yêu này không cần ngươi ra tay. Để ta giết hắn. Mộng Gia là địa tộc cổ xưa, nội tình thâm sâu, nhiều anh tài. Đã có 6 thiên tài đẳng cấp sử thi, mười mấy thiên tài có thiên phú rất gần thiên tài đẳng cấp sử thi, đều đến cực hạn thiên mệnh cảnh. Giờ phút này, một anh tài đi vào tử vong bí cảnh. Anh tài này đã nắm giữ một chút quy tắc sinh tử, đến cảnh giới bán tôn chân nhân, sức chiến đấu rất mạnh mẽ, mạnh còn hơn Mộng Thiên Vũ, có thực lực chạy thoát khỏi tay chân nhân. Nhưng chỉ 2 giây anh tài này phơi thây trong tử vong bí cảnh, bị Phong Phi Vân dùng kình thiên côn đánh nát bấy. Phong Phi Vân nói, Mộng Tinh Hổ, ngươi là thiên tài đẳng cấp sử thi, có dám chiến đấu với ta trong tử vong bí cảnh không? Phong Phi Vân đứng trong tử vong bí cảnh, tay cầm gậy thanh đồng nhỏ máu tí tách. Người Phong Phi Vân phát ra uy thế đáng sợ, thanh âm chấn đá lơ lửng trong bí cảnh lắc lư. Một gậy đánh anh tài Mộng Gia thành bùn, làm Đam Thiên Kiêu Mộng Gia hết hồn. Bán yêu này không dễ chọc. Tu sĩ bán yêu mình rất kích động. Mộng Thái Nhạc, Lý Lang, Diệp Tiểu Mục, Chiến Việt Danh bị thương nặng, mắt nóng cháy nhìn, máu sôi trào. Lý Lang cố nén đau đớn, cười to bảo. Mộng Tinh Hổ, hay người sợ Phong huynh đệ? Chiến Việt Danh cười góp lời. Chắc chắn sợ rồi, dù sao sức chiến đấu của Phong huynh đệ vô song, kinh tài tuyệt diễm, trở tay một cái là đè bẹp hắn. Lý Lang, Chiến Việt Danh đang chút giận dùm Mộng Thái Nhạc. Dù sao Mộng Thái Nhạc chịu nhiều sỉ nhục, ức hiếp trong Mộng Gia. Đám đệ tử Mộng Gia không xem Mộng Thái Nhạc là con người, giờ khó khăn lắm có một cơ hội đả kích Mộng Gia, bọn họ sẽ không bỏ qua. Mắt Mộng Tinh Hổ khiếp người, ngạo nghễ nhìn Phong Phi Vân trong tử vong bí cảnh. Hừ, bán yêu lợi hại một chút chứ có gì hay, ta sợ hắn sao? Mộng Tinh Hổ ký hiệp nghị sinh tử. Biến thành luồng sáng lao vào tử vong bí cảnh. Đám tu sĩ bán yêu minh dần yên lặng, Mộng Tinh Hổ là thiên tài đẳng cấp sử thi, sức chiến đấu cực kỳ đáng sợ. Chiến Việt Danh, Diệp Tiểu Mục hợp sức không đánh lại Mộng Tinh Hổ, tuy Phong huynh đệ tu vi mạnh nhưng còn quá trẻ. Phong Phi Vân vác kình thiên côn, đứng trên đỉnh một tảng đá, cười bí hiểm. Mộng Tinh Hổ, rốt cuộc cũng chịu đến. Bán yêu đê tiện. Miệng Mộng Tinh Hổ nói vậy nhưng không khinh thường Phong Phi Vân chút nào, xem hắn là kẻ thù lớn. Dù sao vừa rồi Phong Phi Vân giết 2 cường giả Mộng Gia, người yếu đuối không làm được điều này.
hai tay mộng tinh hổ chống trời kêu gọi một tòa bảo luân to cỡ bánh xe. Bảo luân phát ra ánh sáng đỏ như mặt trời máu, khi chuyển động nó kêu ù vù. Lúc trước mộng tinh hổ đánh nhau với Diệp Tiểu Mục, chiến Việt danh chưa từng gọi bảo luân ra. Giờ phút này, mộng tinh hổ lấy ra chiến binh uy lực mạnh mẽ, từ đó thấy được gã rất xem trọng Phong Phi Vân. Đây là linh khí tứ phẩm, trong mộng gia chỉ có thiên tài đẳng cấp sử thi mới được một linh khí tứ phẩm làm chiến binh. Nghe nói khi thiên tài đẳng cấp sử thi đột phá cảnh giới Niết Bàn sẽ được thưởng linh khí ngũ phẩm. Về linh khí e rằng Phong huynh đệ không bằng mộng tinh hổ, sẽ rơi vào thế bị động. Bên ngoài tử vong bí cảnh, đám tu sĩ nghiêm túc quan sát. Mộng tinh hổ lấy linh khí tứ phẩm mộng tinh long có uy lực mạnh mẽ, cắt nát tảng đá trong phạm vi mấy trăm dặm. Tia chớp đỏ răng khắp linh khí tứ phẩm, ánh sáng đâm mắt người mù lòa. Trong thần tấn vương triều mộng tinh long được gọi là chấn thế sát binh, rất hiếm thấy, uy lực cực kỳ cường đại. Phong Phi Vân nói, mộng tinh long đúng là bảo bối tốt, nhưng phải xem nó nằm trong tay ai. Phong Phi Vân đột nhiên tăng tốc gấp mười mấy lần, biến mất tại chỗ. Ngay sau đó Phong Phi Vân đứng bên trên linh khí tứ phẩm, vươn thủ ấn to lớn ra định giật lây linh khí tứ phẩm từ tay mộng tinh hổ. Dám cướp mộng tinh long, muốn chết. Mộng tinh hổ không sợ mà còn mừng, dốc sức vận chuyển linh khí tứ phẩm công kích Phong Phi Vân. Nhưng linh khí tứ phẩm đến gần Phong Phi Vân 10 trượng thì chậm dần, cuối cùng dừng lại rơi vào tay hắn. Cái gì, sao có thể như vậy? Mộng tinh hổ thúc giục linh lực định câu thông với khí linh trong linh khí tứ phẩm, thu vũ khí về, nhưng vô dụng. Dường như khí linh trong linh khí tứ phẩm đã bị khống chế, thủ đoạn đó làm mộng tinh hổ lần đầu tiên sợ hãi. Phong Phi Vân cầm linh khí tứ phẩm, ngắm nghiến nửa ngày, rốt cuộc hoàn toàn điều khiển linh khí tứ phẩm. Phong Phi Vân cười nói, cho ngươi kiến thức uy lực thật sự của nó. Một luồng sáng đỏ bắn ra từ linh khí tứ phẩm như thanh kiếm đỏ máu. Mộng tinh hổ hét thảm, bị đánh bay ra ngoài. Luồng sáng đỏ không giết mộng tinh hổ mà chỉ phá đan điền, phế tu vi của gã. Ngươi dám, phế tu vi của ta, bán yêu đê tiện, ngươi chết chắc. Mộng tinh hổ hộc máu, mặt trắng như tờ giấy, không còn sự bá đạo, kiêu ngạo của thiên tài đẳng cấp sử thi. Bùm! Phong Phi Vân đạp gãy một chân mộng tinh hổ. Ta đê tiện, ai quy định ta đê tiện? Sao ta cảm thấy ngươi đê tiện hơn ta nhiều? Mộng tinh hổ đau đớn mặt vặn vẹo, co rúm lại như con chó. Mộng tinh hổ chửi rủa Phong Phi Vân, tuyên bố mộng gia còn thiên kiêu trẻ tuổi mạnh hơn gã, sẽ trả thù cho gã. Mộng gia còn thiên kiêu mạnh hơn ngươi. Vậy ngươi đi mời bọn họ đến đây, ta ở lại chờ. Hôm nay ta muốn cho người trong thiên hạ biết bán yêu không phải quần thể yếu, có thể vô địch cùng cảnh giới. Phong Phi Vân sách mộng tinh hổ lên ném ra tử vong bí cảnh, hắn nhìn đệ thất thái thượng trưởng lão của mộng gia đứng bên ngoài. Phong Phi Vân nói, lúc trước lão nhân gia nói gì, hình như là mộng gia sẽ xin lỗi bán yêu minh chúng ta, còn tặng linh thạch. Có đúng vậy không? Thiếu niên, người quá đáng, hay cho rằng mộng gia ta không có người? Người đệ thất thái thượng trưởng lão phát ra khí thế cực kỳ khủng bố, một luồng sáng trắng đỏ dâng cao từ sau lưng, sát ý sôi trào. Một bà lão chọc đầu đi ra, cổ đeo xích sắt tử kim, cười nhạo nói. Khụ khụ, mộng lão thất, không lẽ người muốn ỷ lớn hiếp nhỏ? Lão nhân tóc trắng dài, mặc trường bào đen cười quái dị mỉa mai. Ha 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 ha, ta thấy mộng gia tụt dốc hẳn rồi, trong thế hệ trẻ không đánh bại được một tiểu bối của bán yêu minh, còn cần người già ra tay. Ai, từ khi nào mộng gia lưu lạc đến tình trạng thảm vậy? Bà lão đầu chọc. Lão nhân tóc bạc áo đen là thái hượng trưởng lão, luôn xích mích với mộng gia. Bây giờ thấy tài tuấn thế hệ trẻ mộng gia liên tục ăn bồ hoàn, thiên tài đẳng cấp sử thi bị phế tu vi làm hai người rất vui. Đệ thất thái thượng trưởng lão mộng gia mặt lúc đỏ lúc tím, hậm hực rụt tay về. Đi mời mộng tinh long, mộng tinh ngân xuất quan ngay. Có đệ tử trẻ vội vàng chạy về mộng gia. Không lâu sau hai đẳng cấp sử thi mộng gia điều khiển linh thú bay tới. Cách mặt đất khoảng 10 trượng nhảy xuống lưng linh thú, đáp xuống bên ngoài đấu chiến cung. Ánh mắt hai người ngạo nghễ, kiêu ngạo vô cùng. Hai người này là mộng tinh long, mộng tinh ngân, đã đến cực hạn thiên mệnh cảnh, đang bế quan trùng kích niết bàn đệ nhất trọng thiên. Mộng tinh long, mộng tinh ngân từng để lại chiến tích huy hoàng trong đấu chiến cung, khiến vô số thiên kiêu run rẩy. Hai người cùng xuất quan làm đám tu sĩ trẻ rút lui,
biết hai vương giả trẻ đến đâu là vô địch tới đó. Mắt Mộng Tinh Long trợn trừng khiếp người, tóc đen tỏa sáng, người khoác giáp cổ rách dưới. Bán yêu dám khiêu chiến uy nghiêm của Mộng gia ta ở đâu? Giết hắn rồi ta còn bận quay về bế quan. Nghe nói giáp cổ của Mộng Tinh Long đào từ một cổ mộ vũ hóa, dính chút đạo tắc cường giả vũ hóa cảnh để lại sau khi chết, lực phòng ngự vượt qua Mộng Tinh Long. Một thiếu niên Mộng gia tiến lên nói. Bán yêu đó ở trong tử vong bí cảnh, tuyên bố vô địch trong cùng cảnh giới, rất kiêu ngạo. Ha 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 ha, vô địch cùng cảnh giới, bằng vào hắn. Mắt Mộng Tinh Long rực lửa, sát khí dâng trào bước tới tử vong bí cảnh thứ ba, nhìn kính tượng trên ngọc bích. Mộng Tinh Long nói, hắn đã chết, các tu sĩ bán yêu minh khó chịu. Một bán yêu trẻ nói, người kia là ai, sao kiêu căng quá vậy? Mộng Tinh Long lạnh lùng liếc bán yêu kia, phất tay áo. Luồng gió bay ra hất bán yêu văng mấy trượng, té cái bịch dưới đất. Trong Vẫn Thiên Linh Thạch ức chế, tu vi Mộng Tinh Hổ không phát huy được bao nhiêu lực lượng vậy mà Mộng Tinh Long có thể bắn ra luồng gió cách không hất bay tu sĩ thiên mệnh đệ bát trọng, tu vi này rất kinh khủng. Ta là ai? Ngươi không biết ta. Mộng Tinh Long từng bước đến gần bán yêu bị gã hất bay, phun ra từng chữ. Ta là ca ca ruột của Mộng Tinh Hổ, Mộng Tinh Long. Bán yêu chết tiệt dám phế tu vi của đệ đệ ta, 100 bán yêu chết cũng không đền nổi. Mộng Thái Nhạc thấy sát khí trong mắt Mộng Tinh Long, nói. Mộng Tinh Long, người định làm gì? Chỗ này là đấu chiến cung, người dám giết người. Mộng Tinh Ngân từ phía sau đi lên. Thái Nhạc, người là đệ tử của Mộng gia ta sao có thể nói giúp bán yêu? Mộng Tinh Ngân đến gần Mộng Thái Nhạc, bàn tay lóe tia sáng lạnh vỗ nhẹ vai gã. Bàn tay Mộng Tinh Ngân chứa ám kình, vỗ hai cái vào vai Mộng Thái Nhạc, miệng gã chảy vệt máu, nội tạng bị chấn nát. Mộng Tinh Long, Mộng Tinh Ngân đến, mạnh mẽ ức chế khí thế của bán yêu minh. Nhiều tu sĩ tụ tập bên ngoài tử vong bí cảnh, có nhiều động thiên, tiên phủ cổ xưa thầm lắc đầu. Mộng gia dù gì là đại tộc truyền thừa xa xưa, mấy bán yêu không đối kháng nổi, hôm nay sẽ bị máu me chấn áp,